không nghĩ tới lần sau mình còn có thể tham dự, không chỉ có như thế, còn có thể nghe được kinh nghiệm trùng kích thần luyện sư, hắn lúc này hạnh phúc muốn ngất đi, không ngừng bóp mặt và đùi của mình, hắn cho rằng đây là nằm mơ. Linh Mục Địch khẽ cười nói, thiên phú của ngươi cực cao, có thể đi tới bước này, có thể thấy được ngươi chấp nhất truy cầu thuật đạo, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như có bất cứ vấn đề gì không hiểu, tùy thời có thể tới hỏi ta. Cảm ơn, đa tạ đại nhân, tạ ơn tiền bối. Viên Cao Hàn kích động rơi nước mắt, hắn vui sướng không ngừng mà hoa chân múa tay, đã không còn biết nói cái gì cho phải. Linh Mục Địch phất phất tay, nói. Các ngươi đi thôi, ta hơi mệt, qua một thời gian ngắn ta khôi phục rồi nói sau, ta phải luyện chế thân thể, đến lúc đó ta sẽ luyện chế thân thể thạch thú kim cương kia một phen, xem như cảm ơn nó. Một đạo kết giới chi lực hiện ra, Lý Vân Tiêu và ba người liền bị truyền tống ra ngoài ngàn dặm, kết giới lần nữa mở ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể đi vào. Viên Cao Hàn còn có chút hoảng hốt, dường như cảm thấy hai ngày này không phải chân thật. Vân Tiêu, vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Có thể luyện chế thần vật, tại sao trong thiên võ giới còn có tồn tại cường đại như thế? Lý Vân Tiêu tươi cười vỗ vai hắn, nói. Ngươi đừng có quản, tóm lại đi theo ta không thiệt thòi chứ. Cao Hàn A, những năm gần đây luôn nhờ ngươi làm việc cho ta, lần này xem như đạt tới trình độ nào đó rồi nhỉ? Đã đạt đến một trình độ nào đó, tuyệt đối đạt tới trình độ nào đó rồi. Sắc mặt Viên Cao Hàn đầy vẻ cảm kích, trong mắt mang theo chờ mong vô tận. Lần sau tham gia luyện chế thân thể cùng với tiền bối kia, còn có thể cho ta hỏi những thứ không hiểu, trời ạ, đây không phải thực, ta quá hạnh phúc rồi. Hắn cảm động muốn quỳ xuống, nước mắt đầy mặt. Ha ha, Cao Hàn nha, có một số việc ngươi phải hiểu rõ. Lý Vân Tiêu cười vỗ vai hắn, nói. Ngươi nên hiểu tiền bối đang ở trong giới thần bi, mà giới thần bi là của ta. Viên Cao Hàn sững sờ, nói. Những chuyện này ta hiểu, có ý gì? Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Rất đơn giản, chỉ có ở trong giới thần bi này mới có cơ hội đi thỉnh giáo tiền bối, tham gia luyện chế thần luyện thiết đúng không? Mà chỉ có ta đồng ý mới có thể ở giới thần bi này, đây là ăn khớp ngươi có hiểu không? Hiểu, hiểu. Viên Cao Hàn lập tức cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, chớ khẩn trương, ta tạm thời không có gì cần ngươi hỗ trợ cả, chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi. Viên Cao Hàn. Ách, Vân Tiêu huynh, vị đại nhân kia rốt cuộc là người phương nào? Dường như thanh danh không lộ ra nha. Lý Vân Tiêu nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, thời điểm nên biết sẽ cho ngươi biết, lúc khác thành thành thật thật làm việc của mình là tốt rồi. Viên Cao Hàn. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, hắn trực tiếp đi thăm Đinh Linh Nhi, nàng vẫn đang lâm vào hôn mê, tiến vào trạng thái ngủ say. Hắn thở dài một hơi, liền ra khỏi giới thần bi. Vân Tiêu đại nhân, ngài đi ra. Một mỹ tỳ đang chờ ở cửa mật thất, lúc này nghênh đón, tươi cười ngọt ngào. Lý Vân Tiêu nói, Vạn Nhất Thiên đâu rồi? Mỹ tỳ cung kính nói, lâu chủ đại nhân đang mở thịnh yến tiếp đãi khắp bốn phương tới thăm. Khách bốn phương tới thăm. Lý Vân Tiêu hỏi. Mỹ tỷ nói. Đều là người lâu chủ đại nhân mời tới trợ quyền, phần lớn có thủ oán với Lăng Bạch Y, đại nhân có muốn tới xem hay không? Lăng Bạch Y giết người vô số, cừu ra khắp thiên hạ, nhưng cũng không có người nào dám báo thù, hiện tại Vạn Bảo Lâu vung tay hô lên, ngược lại hấp dẫn không ít người tới gia nhập. Lý Vân Tiêu nói. Bỏ đi, ngày mai đi tới trảm thủ đại hội kia. Ta cũng chẳng muốn đi gặp một ít người nhàm chán, ngươi an bài gian phòng cho ta nghỉ ngơi một hồi là được. Mỹ tỷ vội vàng an bài xong xuôi. Ngày kế tiếp, lúc này rất nhiều người đổ ra đường, rất nhiều phàm nhân rút lui từ sớm, người đi nhà trống. Vô số võ giả đều tập hợp ở chung quanh quảng trường Vạn Bảo Lâu, trong phạm vi ngàn trượng có đông đảo võ giả chằng chịt, bọn họ đang chờ đợi đại chiến kinh thiên diễn ra. Trong đó có không ít cường giả nổi danh. Trên người tỏa ra khí tức khiến người chung quanh không khỏe, nhao nhao rời xa. Dù sao đại sự kinh thiên này ai cũng mong muốn được nhìn thấy. Không ít người lấy ảnh thật ra, ý định ghi chép lại đại chiến kinh thiên này. Buồn cười a, buồn cười. Trận chiến kinh thiên này chắc chắn quấy rầy thiên địa quy tắc, trật tự không còn, ảnh thạch căn bản không chịu nổi lực lượng đâu. Đột nhiên một lão giả mặc trường bào rộng cười rộ lên, lập tức dẫn tới mọi người chú mục, đều nhìn qua.
chỉ thấy hai lão giả đang đứng song song nhau, thần thái hiền lành, trên môi tươi cười ấm áp. Người nói chuyện đang mặc trường bào màu đỏ, tay phải vuốt vuốt râu dài. Người còn lại áo xanh bồng bềnh, hai tay đặt trước người, không ngừng có lưu quang chớp động trên hai tay. Là Minh Chân cùng Minh Kiến hai vị đại nhân. Lập tức có người kinh hô lên, lập tức dẫn phát lực hấp dẫn của mọi người. Minh Chân Minh Kiến là người nào? Trong đám người có người ngạc nhiên, dường như chưa từng nghe qua. Một gã tiểu võ giả gầy cười lạnh, nói. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả tên của hai vị đại nhân còn chưa nghe qua. Hai vị đại nhân này là trí giả hiếm có của thiên võ giới, mấy năm qua rất nhiều đại sự diễn ra đều nằm trong dự phán và tiên tri của hai vị đại nhân đấy. Có thần kỳ như vậy không? Nghe đồn chỉ có Đoan Mộc Thế Gia mới có năng lực tiên đoán, hai người này chẳng lẽ xuất thân từ Đoan Mộc Thế Gia? Người bên cạnh hỏi, hai vị đại nhân lai lịch thế nào không ai biết, có hai người bọn họ ở đây, đại chiến mới thú vị. Bên cạnh có người khác vui mừng nói ra. Hai vị đại nhân, chẳng lẽ không cách nào ghi chép đại chiến lần này hay sao? Chẳng lẽ đáng tiếc như thế sao? Có người thở dài nói ra. Minh Chân cười nói. Tự nhiên không phải, nhưng mà bảo vật bình thường không chịu nổi pháp tắc biến hóa, chỉ có bảo kính của hai người chúng ta mới có uy năng này. Hai tay Minh Kiến khoanh tròn, một mặt bảo kính từ từ hiện ra. Hào quang sáng ngời chiếu rọi cả bầu trời, sau đó hào quang giấu kỹ, mặt kính biến thành ảm đạm. Là Diệu Tương bảo kính. Có người kinh hô lên, nói. Nghe nói có thể quan trắc tương lai, vô cùng thần diệu. Người kia nói. Không biết hai vị đại nhân cảm thấy thế nào với đại chiến lần này. Ai thắng ai bại. Minh Kiến vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Lăng Bạch Hy tu vị cái thế thông thiên, năm đó đã đứng thứ tư phong vân bảng, những năm gần đây càng tinh tiến không ít, muốn giết hắn rất khó khăn. Người kia nói. Ý đại nhân là. Thương Minh lần này chẳng khác gì giỏ trúc mốc nước. Minh Kiến cười khẽ lắc đầu, nói. Thương Minh phú khả địch quốc, tích lũy vô số, thực lực vạn bảo lâu càng sâu không thấy đáy, có thể nói chưa bao giờ triển lộ qua, sẽ để mọi người được kinh hỉ. Tóm lại lần này hai bên đều có phần thắng, tất nhiên vô cùng đặc sắc, mọi người chắc chắn không thất vọng đâu. Người nọ lại nói. Hai vị đại nhân quả nhiên cao kiến, nghe quân một câu, rộng mở trong sáng. Bốn phía có không ít võ giả đều nhao nhao vỗ tay lên. Cách đó không xa Vạn Bảo Lâu không xa, Vạn Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào Diệu Tương bảo kính, lạnh hừ lạnh nói. Cao kiến chó má, hai tên ngu ngốc là ở đâu ra thế? Một gã thủ hạ trả lời. Hai người này gần đây tên tuổi rất lớn, cũng không biết là từ đâu chui ra, bộ dáng giống thần côn, nghe nói có biết trước tương lai, thuộc hạ đang định điều tra. Hừ, biết trước tương lai. Thật sự là chó má. Trần Trung Hy khinh thường khẽ nói. Tiễn Sinh thu hồi ánh mắt nhìn ra xa, nói. Không nên quan tâm tới tôm tép nhãi nhép này, ngược lại có không ít đại nhân vật tới đây, đều đang sống chết mặc bây. Hàn Quân Đình làm hình tượng lão giả, cười ha hả nói. Chuyện lớn như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng vài chục năm, sợ là võ giả hơi có chút danh vọng sẽ có đánh giá. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Muốn có được hiệu quả như vậy, làm cho thiên hạ đều biết, người phạm Thương Minh chúng ta, mạnh hơn nữa cũng phải chu. Lâu chủ đại nhân cao thượng, chuyện đại khoái nhân tâm này sẽ làm thiên hạ quy tâm. Một gã lão giả khen. Lăng Bạch Hy sống không có ý nghĩa, hôm nay đúng là lúc thay trời hành đạo. Lão giả này tên là Lưu Phong, cũng có thù hận với Lăng Bạch Hy, bị giết không ít người thân nhất nhưng không dám báo thù. Đúng vậy, kẻ có tội ác ngập trời như vậy. Chỉ cần Vạn Nhất Thiên tiên sinh giơ đại kỳ, chắc chắn thiên hạ hô ứng. Một lão giả khác vỗ tay tán thưởng. Có vài chục người đồng thanh tán thưởng, đều là những người có thù hận với Lăng Bạch Hy, sĩ khí đại phóng. Vạn Nhất Thiên nói. Có chư vị bằng hữu giúp ta, chuyện hôm nay sẽ thành. Lưu Phong nói. Nếu có thể đánh chết Lăng Bạch Hy, đây là công lao cái thế, cũng đủ thấy khí tiết cùng võ công Thương Minh. Hoàn toàn có thể trở thành siêu cấp thế lực thứ 8 của thiên võ giới được người người kính ngưỡng. Thành Hồng Nguyệt trong đại chiến lần trước tổn thương nguyên khí, thực lực hoàn toàn giảm mạnh, ta xem Thương Minh đủ sức thay thế thành. Tên khác ra mưu hiến kế. Vạn Nhất Thiên ôm quyền nói. Chư vị bằng hữu nghiêm trọng, trừng gian diệt ác là bổn phận của chúng ta. Vạn Bảo Lâu cũng chỉ làm hết bổn phận của mình mà thôi.
nếu như hôm nay thật sự giết được Lăng Bạch Y, đó cũng là công lao của mọi người, Vạn Bảo Lâu không dám tham công. Về phần thành lập siêu cấp thế lực, càng không dám nghĩ nhiều. Vẻ mặt Lưu Phong Hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói. Lâu chủ đại nhân quá khiêm tốn, nếu như mỗi người thiên võ giới cũng có trách nhiệm giống như lâu chủ đại nhân, thế gian làm gì có nhiều chuyện thị phi như thế. Lưu Phong ta ủng hộ Vạn Bảo Lâu dẫn đầu Thương Minh khai tông lập phái, thành lập cơ nghiệp muôn đời. Đúng, Giáp Phi Bằng ta cũng ủng hộ. Thiên Độn Tông cũng ủng hộ. Thoáng cái mọi người nhao nhao tỏ thái độ, tiếng ồn ào truyền ra, xa xa rất nhiều võ giả biến sắc, lâm vào trầm tư. Dã tâm của Thương Minh ai ai cũng biết, cảnh trước mắt cũng không kỳ quái. Minh Chân nói, nếu Thương Minh thống nhất, liền đủ để chống lại 7 thế lực lớn, trở thành thế lực thứ 8 cũng không kỳ quái. Minh Kiến nói, ân, điều kiện tiên quyết là bọn họ đầu tiên phải vượt qua kiếp nạn này, nếu không tất cả mưu đồ sẽ không tốt. Có người hỏi, hai vị đại nhân cảm thấy Thương Minh có khả năng thành công hay không? Minh Chân cười nói, nhiều việc tự có định số, chúng ta không cần quan tâm. Giờ phút này, ba gã võ giả trên lầu các bay tới quan trường. Ba người này cách xa nhau 10 trượng, tạo thành thế tam giác, bắt ấn quyết. Khu vực trung ương oanh động, thành tự vỡ ra, một kiện màu sắc cổ xưa thanh đồng đài không ngừng bay lên khỏi mặt đất. Ba cây trụ đồng trèo trống, một lão giả đang đứng trên bình đài của ba cây cột trụ này đang bay lên cao, sắc mặt âm trầm, là tử thần bát tượng xếp thứ 2 Đông Môn Viễn, hai mắt của hắn lạnh lùng đảo qua mọi người. Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng nhìn qua. Vạn Nhất Thiên đi lên trước đài, cao giọng nói. Hôm nay Thương Minh tổ chức trảm thủ đại hội, cảm tạ các lộ bằng hữu đến đây cổ động. Thương Minh gần đây dĩ hòa vi quý, giao hảo tứ phương, cũng không gây thù hằn. Tử thần bát tượng Lăng Bạch Y cầm đầu cướp lấy đấu giá hội, cướp đi các loại kỳ chân dị bảo, khi dễ Thương Minh chúng ta. Hắn ném xích long trượng trên mặt đất, oanh một tiếng tỏa ra hào quang chấn động mạnh, một đạo long uy truyền ra, khí thế giạt rào. Vạn Nhất Thiên trừng mắt nhìn sang, sắc mặt đầy cương nghị, quát. Bất kể là ai, cho dù là kẻ nào, phàm là dám động vào Thương Minh, tất chu. Chu, chu. Nhất thời tiếng quát mang theo khí thế mạnh mẽ, chấn đắc không gian. Vạn Nhất Thiên nâng hai tay lên, làm mọi người an tĩnh lại. Nhận được tương trợ của Thành Hồng Nguyệt, giao bát tượng Đông Môn Viễn cho Vạn Bảo Lâu xử lý. Hôm nay ở nơi này tổ chức trảm thụ đại hội, chém đầu kẻ ác gian đe kẻ sau. Mắt Đông Môn Viễn lồi ra, hắn giống như cá chết, kêu to lên. Lăng Bạch Y đến hay không, thân là phong hào võ đế cũng không thể để thủ hạ chết như vậy nha. Ha ha, lão đệ ngươi cũng quá để mắt phong hào võ đế. Phong hào võ đế cũng là người sẽ sợ chết. Thương Minh bày trận thế như vậy, cho dù thập đại võ đế dắt tay nhau tới cũng chưa chắc sợ ai. Nghe nói Đông Môn Viễn bị nhốt trong Thành Hồng Nguyệt, rõ ràng còn bị mang tới đây. Thành Hồng Nguyệt sẽ không sợ đắc tội Lăng Bạch Y sao? Dù sao hiện tại Thành Hồng Nguyệt ai cũng biết, xưa đâu bằng nay. Nghe nói Lăng Bạch Y đã từng lập nhiều lời thề. Cuộc đời này không bước vào Thành Hồng Nguyệt một bước, có lẽ vì lời thế này, cho nên Thành Hồng Nguyệt mới không có sợ hãi. Ai, đây là lúc còn có Khương Sở uy năng uy hiếp cường địch, hiện tại Thành Hồng Nguyệt chỉ còn lại hào quang ngày xưa mà thôi. Hư, chớ nói lung tung, người trẻ tuổi phía trên chính là phó thành chủ Thành Hồng Nguyệt, coi chừng đầu của ngươi. Trên tòa nhà kia, phía sau Vạn Nhất Thiên là một nam tử phong độ nhẹ nhàng, thần thái cao quý, quanh thân có yêu khí bao quanh. Đúng là Lý Dật, hắn đang nói chuyện vui vẻ với hào kiệt tứ phương. Hắn trong đại chiến Thành Hồng Nguyệt đã hấp thu rất nhiều yêu khí, hơn nữa nuốt võ ý đạo quả của vương tọa đằng quang, giờ phút này nhấc tay giơ tay nhấc chân mang theo phong độ cao thủ, làm cho người ta nhìn không thấu. Đó chính là phó thành chủ Thành Hồng Nguyệt mới đúng không? Cảm giác thật đáng sợ, chỉ nhìn hắn một cái đã sởn gai ốc. Cũng không phải, người này nghe nói tại Thành Hồng Nguyệt biến ác tướng ăn hơn 10 yêu tộc đại năng. Hóa lực lượng của chúng cho mình dùng, thực lực mạnh không dưới Khương Sở năm đó. Ngươi nói quá dọa người, không nói đến chuyện nuốt yêu tộc, thực lực không kém gì Khương Sở, nhưng hắn là phó thành chủ chẳng lẽ còn lợi hại hơn. Thành chủ nghe nói là quỷ vương biến thành, một thân thực lực đã sớm thông thiên triệt địa, cho dù là phong hào võ đế cũng không phải là đối thủ. Không đến mức chứ, chiếu theo ngươi nói, thực lực Thành Hồng Nguyệt không giảm còn tăng lên.
Đương nhiên, so với thời điểm còn Đường Khánh thì mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không làm sao trấn nhiếp tràng diện cơ chứ. Người này nói không có ai phản bác, tất cả đều khiếp sợ, ý nghĩ phi phàm. Hắn đang định nói cái gì, đột nhiên trong đám người có ánh sáng lợi hại bắn tới. Ánh mắt kia đục ngầu già nua, lại trải qua tang thương, thâm thúy như vũ trụ, đôi mắt này làm cho người ta không rét mà run. Toàn thân người nọ rùng mình, vội vàng che miệng không dám nói nữa. Sau đó cảm giác sởn gai ốc biến mất, hắn lại cẩn thận nhìn qua nhưng không thấy bóng người nào. Vạn Nhất Thiên ở trên đài cao quát. Trảm thủ bắt đầu. Hắn đánh ấn quyết lên bình đài, lập tức vô số phù văn bay ra, chúng hội tụ thành đại phủ trên đài cao. Cây búa này bay thẳng về phía Đông Môn Viễn. Tất cả mọi người nín hơi, lặng lặng nhìn qua cảnh này, cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động, cùng đợi Lăng Bạch Y hiện thân. Ha ha ha. Đột nhiên một tiếng nói từ xa tới gần, sau đó là một bộ áo trắng nương theo cánh hoa đầy trời bay xuống. Ta tự đạp Lăng Ba tới, trục gió mát mà đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn qua thân ảnh xuất hiện kia, người tới thần thái lẫm liệt, dường như không đặt thiên hạ vào trong mắt. Mọi người lúc này nhìn qua người tới sau đó nghị luận với nhau, chờ đợi tuồng đặc sắc diễn ra, Vạn Nhất Thiên nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Mọi người. Thiếu niên áo trắng cười ha hả, cầm bội kiếm trong tay, nói. Bản thiếu gia Thái Lâm Hải, chính là Tây Vực Thế Hào Thái gia đại công tử. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nhìn qua hắn, kiên nhẫn nghe, nhưng mà sắc mặt khó nhìn. Thì ra là Tây Vực Thái gia thiếu chủ, ta nghe nói người này trong 2 năm qua quật khởi cường thế, đã bại qua không ít hảo thủ, thực lực nhất lưu. Ngươi vừa nói ta cũng có chút ấn tượng, nghe nói là thiên tài mấy ngàn năm ít có của Tây Vực. Thực lực còn vượt qua kẻ đứng đầu ngũ kiệt của Tây Vực năm xưa. Chỉ là tiểu tử này chạy tới làm gì vậy, hẳn là người của Lăng Bạch Y, hắn xung phong. Nghe tiếng nghị luận xa xa, Thái Lâm Hải múa bội kiếm, bộ dáng tiêu sái, cười nói. Chư vị yên tâm, ta không phải là người Lăng Bạch Y, cũng không phải người Thương Minh. Hôm nay nhân lúc thiên hạ tụ tập, ta cố ý đi ra mặt mày rạng rỡ, để anh hùng thiên hạ biết trong thiên võ giới còn có nhân vật số má như ta. Mọi người, Thái Lâm Hải tiếp tục nói. Mọi người đừng cho rằng ta cuồng vọng tự đại, nghe nói thiên địa phong vân bảng sắp mở, ngược lại bản thiếu gia lúc đó chắc chắn danh chấn thiên hạ, mọi người mỏi mắt mong chờ. Hai tay của hắn ôm quyền, chắp tay với bốn phía, nói. Ta muốn nói đã nói xong, kính xin Vạn Nhất Thiên đại nhân tiếp tục. Hắn cầm kiếm quay người muốn đi. Vạn Nhất Thiên đứng trên đài cao, bóng mờ trong lòng tăng lên. Hận không thể đập chết Thái Lâm Hải, lại cân nhắc làm như vậy có thỏa đáng hay không. Lý Dật nói, kẻ ngu xuẩn như vậy, giữ lại dùng làm gì, trực tiếp giết đi. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang yêu dị. Hàn Quân Đình cau mày nói, người này mặc dù ngu xuẩn, nhưng cứ đánh chết như vậy không ổn đâu. Dù sao không phải tử tội, trước mặt anh hùng thiên hạ không nên giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên có tiếng rung mạnh. Thoáng cái giá nổi mây phun. Lần này thực tới sao? Tất cả mọi người tâm thần chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực tuyệt cường, hơn nữa vô cùng hung bạo như mãnh thú hồng hoang. Bầu trời sụp xuống sinh ra lỗ đen lớn. Tất 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 tất, từ bên trong có âm thanh quái dị truyền ra, làm người ta sởn hết gai ốc. Bóng dáng cực lớn đáp xuống, áp lực và uy áp khủng bố từ vật kia tỏa ra ngoài. Yêu thú Vạn Nhất Thiên cả kinh quát. Là yêu thú cửu giai, mọi người coi chừng. Yêu thú cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, là một con bò cạp khổng lồ, đôi mắt đỏ bừng. Bò cạp rơi xuống tỏa ra khí tức cuồng bạo, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Thái Lâm Hải, cái kìm trực tiếp cắt qua. A! À, Thái Lâm Hải mở to mắt ra, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn rút kiếm chém tới. Đang, gờ! Bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Cũng ngăn cản một kích của bò cạp. Hai mắt bò cạp sáng lên lợi hại, dường như một kích không thể giết nhân loại này làm nó tức giận, cái đuôi cao hơn 10 trượng giơ lên, khí tức khủng bố từ trong nó bắn ra ngoài. Hàn quang lạnh như băng từ trong cái đuôi bò cạp bắn ra ngoài, thoáng cái đâm tới, nó xẹt qua một đạo hồng quang trên không trung. Là thiên mạch độc mang. Lý Vân Tiêu ơ xa nhìn qua đầy khiếp sợ, hai đồng tử hiện ra thần sắc khó tin. Châm bò cạp này giống như đúc cái đuôi của Khâu Mục Kiệt, nhưng mà uy mãnh khí phách hơn nhiều.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thái Lâm Hải sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng dứt bỏ trường kiếm không muốn, hắn thi triển bộ pháp biến thành vô số thân ảnh. Độc châm như xuyên thủng thiên địa, chỉ trong nháy mắt đâm thẳng vô số tàn ảnh. Hào quang đỏ thẫm bao phủ trời cao, trái tim Thái Lâm Hải bị đâm thủng, thân thể đọng trên đuôi bò cạp treo trên cao. Phanh! Lực đạo công kích quá mạnh mẽ, thân ảnh Thái Lâm Hải lập tức nổ tung, nổ thành vô số huyết nhục, triệt để biến mất trong thiên địa. Tất cả mọi người hít khí lạnh, da đầu run lên. Thân thủ Thái Lâm Hải xem như tuyệt hảo, vậy mà vừa gặp mặt đã chết, hơn nữa bị đâm xuyên tim, có thể thấy được bò cạp này khủng bố thế nào. Vạn Nhất Thiên quát, mọi người không cần sợ, chỉ là yêu thú cửu giai à thôi, lên. Hắn vừa ra lệnh, lập tức mấy tên võ giả lao ra, vây quanh con bò cạp, khí tức cường đại hô ứng lẫn nhau giam cầm không gian. Tất 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 tất, bò cạp không ngừng kêu lên quái dị, hai kìm vung vẩy mạnh, nó không ngừng giãy giụa khỏi giam cầm. Xíu, một đạo hồng mang phá không đánh tan bình chướng uy áp, đâm vào cổ họng một tên võ giả. Sắc mặt võ giả đại biến, nhưng trong hai mắt vẫn tỉnh táo, nâng tay phải lên, một thanh cương kiếm ngăn cản trên cổ họng. Phanh! Tiếng kim loại vỡ vụn thanh thúy vang lên, đáy lòng mọi người rét run nhìn qua bên này. Cái đuôi của bò cạp đánh tan cương kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua, đâm thủng cổ họng trên võ giả, máu tươi bắn ra xối xả từ gáy tên võ giả. Uy áp cũng bị đánh tan, hai kìm của con bà cạp công kích hai người kia. Hơn nữa nó thu hồi cái đuôi, trên đuôi còn dính máu đỏ thẫm. Phanh, phanh, phanh. Hai kìm của nó quét qua, hai tên võ giả khí huyết quay cuồng. A! À, một người trong đó kêu thảm thiết, đồng tử tản ra, hắn vịn cổ của mình, cả gương mặt nhanh chóng biến thành màu tím. Thân thể của hắn cũng cứng ngắc, đồng tử tan rã, thân thể rơi từ trên cao xuống. Đây là độc gì, thật không ngờ lợi hại như thế. Mọi người đều hoảng hốt. Sắc mặt người còn lại cũng biến thành màu tím, kêu gào thảm thiết chết đi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đột biến, tức giận cực độ. Lăng Bạch Y còn chưa xuất hiện, liền chết mấy tên cao thủ, cả tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Lăng Bạch Y đáng chết, vậy mà ra độc chiêu âm độc như vậy. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trần Trung Hy trầm giọng nói. Lâu chủ, không bằng hiện tại khởi động đại trận, tiễn đưa nó đi vãng sinh cực lạc. Tiễn sinh vội hỏi. Như vậy không ổn đâu. Đây là sát chiêu dùng đối phó Lăng Bạch Y. Nếu giờ phút này lộ ra, khi Lăng Bạch Y tới sợ rằng uy lực không đủ. Trần Trung Hy nói. Vậy yêu thú làm sao bây giờ? Con thú này dường như đã bị kích thích thật lớn, nếu không lực lượng không thể mạnh mẽ hung tàn như vậy. Vạn Nhất Thiên cũng ngưng trọng nói. Hẳn là bị kích phát tiềm năng, độc tố kia vô cùng biến thái, dường như cũng không phải là độc của bò cạp này. Trần Trung Hy vội la lên. Hiện tại thảo luận chuyện này không có ý nghĩa, nên diệt sát thứ kia thế nào? Lý Dật ung dung cười nói. Chẳng lẽ một thương minh to như vậy, trừ đại trận gì đó thì không có thứ gì lấy ra được sao? Vạn Nhất Thiên nghe vậy, nội tâm tức giận, nhưng hắn vẫn vững vàng, khẽ nói. Tự nhiên không phải như vậy, nhưng mà con bò cạp đột nhiên xuất hiện làm rối bố trí của ta. Lý Dật cười nói. Khí tức trên người con bò cạp này không bình thường, nhất định là thái cổ dị chủng. Độc tố có thể gạt bỏ cửu tinh võ đế, chỉ sợ cũng bị Lăng Bạch Y động tay chân, người trong thiên hạ đánh bại vật này không nhiều. Hai mắt bò cạp co rút lại thân hình khổng lồ buộc chặt, nó dùng tốc độ cực nhanh lao lên đài cao. Không tốt, nó đi cứu Đông Môn Viễn. Có người la hoảng lên. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào con bò cạp kia. Răng rắc, cái kìm bò cạp giơ lên, giống như đại đao đánh xuống. Gió mạnh bắn ra, trên không trung hình thành vài cái vòi rồng, chúng như lưỡi đao sắc bén quét qua. Rầm rầm rầm. Trên bình đài thanh đồng chấn động, trong đó mấy đạo kích bắn thẳng vào Đông Môn Viễn, chém thân thể của hắn. A! À, Đông Môn Viễn kêu thảm một tiếng, thân ảnh bị chém thành vài khúc, đầu lâu cũng bay ra ngoài, ánh mắt mang theo không cam lòng và oán hận chết đi. Kết quả này làm cho mọi người ngạc nhiên. Hừ, Lăng Bạch Y tàn nhẫn thành tánh, ngay cả người mình cũng giết, ác ma như vậy chưa chu diệt, thiên lý ở đâu? Vạn Nhất Thiên tức giận hừ một tiếng, nói. Đại trưởng lão, bày trận. Trần Trung Hy đồng tử đột nhiên co lại, lạnh giọng nói.
Vâng, không cần mở toàn bộ đại trận, chỉ cần một góc của băng sơn cũng dễ dàng giết nó. Thân rồi ảnh của hắn lóe lên đạm vào bình đài một cái, chân phải đạp một cái. Đang, gờ. Âm thanh rung động cực lớn từ bình đài truyền ra ngoài, lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao chừng một thước, nó hiện ra trước mặt Trần Trung Hy, sáu tên võ giả nhanh chóng đứng thành sáu góc, rót lực lượng của mình vào bình đài. Phanh. Hai tay vỗ một cái, bình đài thanh đồng biến gấp đôi có thừa, trực tiếp đánh thẳng xuống. Ầm ầm. Trận hình nhanh chóng bao vây con bò cạp, hai mắt đỏ rực của nó huyê thạch đẹp đẽ, chỉ có hai kìm và cái đuôi lợi hại không ngừng đánh vào đại trận, phát ra từng tiếng đùng đùng. Sắc mặt đám võ giả chung quanh trắng bệch, trèo chống thập phần vất vả. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tiễn Sinh nói, sáu người kia nhanh chóng đỡ không nổi, nếu thật bị con bò cạp này đập vụn, sợ rằng sáu người này bị trùng kích không nhỏ đâu, không biết có ảnh hưởng uy lực đại trận hay không. Vạn Nhất Thiên nói, đại trưởng lão có chừng mực. Lý Giật cười nói, con bò cạp quả nhiên lợi hại, có thể gánh vác được bảy người giáp công, khó lường. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Thành chủ ý nói Vạn Bảo Lâu không người, đối phó một yêu thú còn cần bảy người liên thủ. Không dám không dám, chỉ cảm khái tình hình trước mắt thôi. Lý Giật cười nói, nhưng mà trên mặt không chút che giấu thần sắc mỉa mai. Hừ, tiểu tử ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám mình phẩm thực lực Vạn Bảo Lâu. Lưu Phong phẫn nộ quát. Trần Trung Hy đại trưởng lão tấn cấp cửu tinh võ đế, tiểu tử ngươi còn không biết đang chơi bùn ở đâu đấy. Lý Giật quay đầu qua, mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Ngươi tính toán dễ hành gì? Lưu Phong cười lạnh nói. Ta không là dễ hành gì cả, nhưng làm người đường đường chính chính, mọi thứ dựa vào thực lực của chính mình. So với kẻ dựa vào mông đít của mình lăn lộn thành phó thành chủ thì cách biệt một trời một vực. Ngươi nói cái gì? Lý Giật giận dữ, hai mắt của hắn tức giận phóng hỏa, quát. Ngươi nói dựa vào mông đít. Bổn thành chủ hôm nay sẽ cho ngươi bía một chút thực lực của mông đít. Yêu lực bành trướng tỏa ra chung quanh, sắc mặt Lý Giật trở nên dữ tợn, trên người có ánh sáng đỏ chớp động. Lưu Phong cả kinh lui ra sau liên tục, yêu khí trực tiếp rót vào thân thể, trong lòng sợ hãi thật lớn. Hắn lập tức hiểu mình không phải đối thủ kẻ trước mặt, sắc mặt biến thành màu gan heo. Hừ! Vạn Nhất Thiên dẫm một bước, lập tức tất cả yêu khí tiêu tán trong vô tung vô ảnh. Trong lòng Lý Giật kinh hãi, hết sức kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất Thiên, chỉ cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, mặt âm trầm nói. Bổn thành chủ hôm nay buông tha rác rưởi như ngươi, về sau còn nói thế, giết. Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc đứng đó cắn răng không nói gì. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, Lưu Phong là bằng hữu Vạn Bảo Lâu, động đến hắn là động tới Vạn Bảo Lâu. Dám phạm người Vạn Bảo Lâu. Mặc dù Lăng Bạch Y cường nhập cũng phải chết, huống chi chỉ là một tên phó thành chủ. Đúng không, phó thành chủ đại nhân? Chữ phó kia rất nặng, ngữ khí và biểu lộ không chút che giấu khinh thường. Lý Giật tức giận ngứa răng, rồi lại không dám nói gì. Cũng may hắn vốn có được giãn được, hừ lạnh sau đó xem như chẳng có chuyện gì. Nhưng mà ánh mắt tất cả võ giả nhìn qua Lý Giật hoàn toàn không đúng, trước kia thân phận phó thành chủ Thành Hồng Nguyệt của hắn làm người ta có bảy phần kính trọng. Hiện tại biến thành bảy phần kiêng kỵ ba phần e ngại. Lý Vân Tiêu Vân đứng trong hư không, Lý Giật vừa rồi phóng thích yêu khí tự nhiên không thoát khỏi mắt của hắn. Tiểu tử này thậm chí có cơ duyên lớn như vậy, vô số lần tham sống sợ chết còn có thực lực thế này, sợ rằng có Hàn Quân Đình cùng Tần Xuyên phía sau. Hắn trầm tư một hồi, liền ném ra khỏi đầu, tiếp tục nhìn qua Trần Trung Hy đại chiến bò cạp. Mặc dù Lý Giật số mệnh ngập trời, nhưng mà lực lượng không lọt vào mắt của hắn. Trên trận chiến, Trần Trung Hy quát to. Ta dùng thanh đồng cổ đài chiến đấu đánh chết nó, sáu người các ngươi lui ra đi. Hắn cũng phát hiện bò cạp cường hoành, kế hoạch lúc trước không dùng được. Sáu người liên tục gật đầu. Uống. Trần Trung Hy bấm niệm pháp quyết, các loại ấn ký hiện ra trên bình đài, phát ra âm thanh viễn cổ, giống như thiên quân vạn mã vượt qua thời không mà đến. Ken két cạc cạc. Trên người bò cạp nghiền nát lợi hại, nhao nhao sụp đổ. Sáu người đổ mồ hôi như mưa. Lui. Trần Trung Hy hét lớn một tiếng, cuối cùng vỗ vào chiến đài. Ông ông ông. Thanh đồng cổ đài biến lớn vài lần, mạnh mà đè xuống, rốt cục đánh nát tất cả phòng ngự, nện thẳng vào người bò cạp,
khảm vào mặt đất. Ầm ầm. Đại địa nổ mạnh, phòng ốc ở xa chấn động, trực tiếp oanh sập không ít. Sáu người này nhanh chóng rút lui mấy trăm trượng, cũng không có bị lực phản chấn cuối cùng ảnh hưởng. Đánh chết sao? Trong lòng không ít người tự hỏi, xuyên thấu qua khói đặc cuồn cuộn, lại bị thanh đồng cổ đài ngăn cản thần thức, không cách nào dò xét tra rõ ràng. Lý Vân Tiêu cũng có chút giật mình, thanh đồng cổ đài kia vừa rồi bộc lộ lực lượng dị thường, trạng thái trước mặt là huyền khí chưa mở niêm phong. Bình đài này chắc là trận khí. Hắn suy đoán nói. Người bên ngoài lúc này mới nhìn thấy con bò cạp đã bị nện nhão nhoẹt, có không ít độc khí quấn quanh thi thể, không có tản ra, hơn nữa cũng không tiêu tán. Tốt, tốt. Vạn Nhất Thiên đi đầu vỗ tay, khen. Đại trưởng lão Kỳ Khai đắc thắng, Lăng Bạch Hy nếu như sợ chết, không dám tự mình hiện thân thì biến thành trò cười của thiên hạ. Bò cạp đã xuất hiện, Lăng Bạch Hy hơn phân nửa là đến. Hắn đã đến thì sẽ không rời đi, tất nhiên sẽ có một hồi tử chiến. Mọi người cũng thấp giọng nghị luận với nhau, yêu thú cửu giai mạnh mẽ như vậy đã bị đánh chết, hơn nữa là nhờ vào uy lực trận pháp, nếu phát huy toàn bộ, Lăng Bạch Y chưa chắc là đối thủ. Tất cả bắt đầu suy đoán, Lăng Bạch Y đến không có hiện thân. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, mở miệng quát. Coi chừng, trong thi thể bò cạp có cái gì đó. Toàn thân Trần Trung Hy run rẩy lên, vội vàng nhìn xuống. Một đám sương mù màu vàng từ trong người của nó tuôn ra ngoài, không ngừng mở rộng. Độc tố. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng lăng không một chảo, lập tức ngăn cách một phương không gian, ngăn cản độc tố khuếch tán ra ngoài. Lý Vân Tiêu vừa la lên đã bạo lộ vị trí của mình, dẫn tới rất nhiều cường giả nhìn lên trời, nhìn qua hư vô. Rất nhiều người cảm thấy nội tâm giật mình. Biết rất rõ ràng đó là ai, nhưng cho dù thần thức quét như thế nào đều không cảm giác được nửa phần dị thường. Sắc mặt Lý Giật lập tức tái nhợt, trong đôi mắt bắn ra hàn ý, mười ngón bóp chặt, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu. Không tốt, không phải độc tố. Trần Trung Hy đột nhiên quát. Là yêu thú. Tất cả mọi người giật mình nhìn qua, năm ngón tay Trần Trung Hy run rẩy, sương mù màu vàng sắp tuôn ra. Trần Trung Hy quát. Lại ra tay phong bế thứ này, độc của nó hơn xa con bò cạp. Sáu người ở xa xa cả kinh, lập tức lao tới, liên hợp nhau tọa thành kết giới. Ông ông ông, ánh sáng màu xanh lắc lư lợi hại, hơn nữa trở nên ảm đạm, xuyên thấu qua hào quang mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt như thủy tinh nhìn chằm chằm làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thân thể yêu thú hoàn toàn lộ ra, chính là con ong vàng cao vài trượng. Trong cơ thể bò cạp có ong vàng. Hơn nữa nhìn qua còn lợi hại hơn. Tất cả mọi người không nghĩ ra đây là chuyện gì. Trần Trung Hy lạnh giọng nói. Nhưng chỉ chết thêm một lần mà thôi. Năm ngón tay hắn mở ra, thanh đồng chiến đài bay lên, chiến đài biến lớn nện thẳng vào ong vàng. Không chỉ có như thế, một chiêu này đã thấu hiệu quả, linh khí từ bốn phía đang hội tụ lại nhanh chóng, có thể nhìn thấy cảnh tượng này bằng mắt thường, phía trên càng khắc phù văn rất sống động, rất là linh tính. Ầm ầm, chiến đài đè xuống, con ong vàng bị đánh khảm vào mặt đất, trực tiếp bị đè ép, nó nối gót theo sau con bò cạp. Chết sạch rồi sao? Trong lòng Trần Trung Hy đang cẩn thận suy nghĩ và quan sát, hắn không rõ con ong vàng còn sống hay không, chắc không có khả năng còn sống, hơn nữa thân thể đã bị đè nát, làm gì còn thứ gì nữa chứ? Hừ, tiểu siếc ngây thơ. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nhìn qua hư không, nhìn vị trí con bò cạp rơi xuống. Lực lượng không gian vẫn đang vận động. Có bản lĩnh thì hiện thân chiến một trận, ném mấy con yêu thú thí tính toán là bản lĩnh gì chứ? Hắn khinh thường cười rộ lên, nhưng mà ánh mắt rất lăng lệ, hoàn toàn không có chút thần sắc khinh thị nào cả. Nơi đó trừ lực lượng không gian đang hoạt động, lại không có bất kỳ phản ứng, giống như Lăng Bạch Y cố ý mở ra thông đạo ném bỏ cạp ra là xong. Ninh Sơn cau mày nói. Chẳng lẽ Lăng Bạch Y thật không dám hiện thân? Hàn Quân Đình cười nói. Chuyện này không thể nào. Ninh Sơn hội trưởng bước vào siêu phàm nhập thánh, người trong thiên hạ đều biết, Lăng Bạch Y cho dù là phong hào võ đế cũng phải nghĩ kỹ mới được. Ninh Sơn hừ lạnh một tiếng, lườm Hàn Quân Đình, nói. Nếu nói Lăng Bạch Y thật sự bị dọa chạy, cũng chỉ có thế lực sau lưng đại trưởng quỹ mà thôi. Hàn Quân Đình cười xấu hổ. Những lời này dẫn tới tất cả mọi người suy đoán, dù sao Tinh Nguyệt trai quá mức thần bí. Người biết rõ thế lực sau lưng nó rất ít.
không biết hai vị đại nhân có biết thế lực sau lưng Tinh Nguyệt trai không? Có võ giả bên dưới nhìn qua Minh Chân Minh Kiến hỏi thăm một câu. Người chung quanh đều vẽn tai lắng nghe. Minh Chân cười nói. Ha ha, hai chúng ta tự nhiên biết rõ, nhưng mà không thể nói rõ, thế lực sau lưng nó hai chúng ta không đắc tội nổi đâu. Tên võ giả kia sững sờ nói. Thực sự khủng bố như vậy sao? Dùng thực lực của hai vị đại nhân cũng không dám nói. Minh Chân nói. Ta đã không nói, dĩ nhiên là sẽ không nói. Có thể trong thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng ra tồn tại như Tinh Nguyệt trai, cả thiên võ giới chỉ có mấy nhà, tự đánh giá đi. Sắc mặt người nọ biến hóa, sau đó gật đầu nói. Thì ra là thế, hai vị đại nhân cho rằng Lăng Bạch Y sẽ tới hay không? Minh Chân cười nói. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Lúc này có võ giả phiền muộn cũng biết hơn phân nửa không hỏi ra cái gì cho nên không hỏi nữa. Con ong vàng kia hình như là. Đột nhiên một gã võ giả kinh ngạc kêu lên, hắn sững sờ một chút sau đó ánh mắt sợ hãi, dường như chứng minh suy nghĩ trong lòng của mình là đúng, thân thể run lên như cầy sấy. Tên võ giả kia ở xa nhưng giọng nói cũng không nhỏ, lập tức dẫn tới nhiều người chú ý. Như thế nào, con ong vàng kia có gì kỳ quái hay sao? Có võ giả bên cạnh hỏi hắn. Chẳng lẽ ngươi nhận ra nó là gì sao? Nhưng mà cho dù mạnh hơn nữa thì nó cũng đã chết rồi. Tên võ giả kia há to mồm, hàm răng của hắn va vào nhau kêu khanh khách, trên mặt không còn chút máu nào cả, run rẩy nói. Đây là, Vũ Tốn Phong a. Vũ Tốn Phong là cái gì? Một người khó hiểu hỏi. Vũ Tốn Phong, độc phong chi địa Vũ Tốn Phong. Càng có không ít người kinh hô lên, sắc mặt nhanh chóng biến thành kinh hãi. Đây là ong chúa. Trần Trung Hy thì thào tự nói, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó nhìn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu kinh hãi nhìn qua không trung, trong vòng xoáy không gian đang xoay tròn có tiếng kêu ông ông vang lên, hắn dùng nguyệt động nhìn xuyên thấu qua, hắn nhìn thấy những con ong vàng chẳng chịt xuất hiện. Không tốt, nhanh đánh nát thông đạo này. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn phát hiện giọng nói của mình bị lực lượng gì đó ngăn chặn, giống như đặt mình trong hũ, hoàn toàn không thoát ra ngoài được. Cũng bất chấp ẩn thân, trực tiếp đi ra khỏi hư không, thò tay đánh thẳng vào trong thông đạo. Đột nhiên thân thể của hắn trì trệ, một đạo sát khí chấn nhiếp hắn, làm hắn không thể nhúc nhích. Lực lượng này hết sức quen thuộc, đây tuyệt đối là sát thủ. Không thể ngờ ngươi quen thuộc thiên đãng sơn mạch như vậy, ngay cả ong chúa cũng làm ra. Nhưng mà Vũ Tốn Phong trời sinh tính hung hãn, ngươi không sợ hại chết nhiều người sao? Lý Vân Tiêu hai tóc mai bên trên chảy xuống mồ hôi lạnh. Không trung thanh minh, không ai đáp lại hắn. Ánh mắt của nhiều người bị Lý Vân Tiêu hấp dẫn qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Giật nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý. Đột nhiên ánh mắt Vạn Nhất Thiên co lại, nói. Phi Dương, như thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo lo lắng, lại không thể nói tin tức ra, hai mắt của hắn nhìn qua cảnh tượng đáng sợ, có trời mới biết có bao nhiêu Vũ Tốn Phong sẽ xuất hiện. Trần Trung Hy cũng vội la lên. Vân Tiêu đại nhân, như thế nào? Có phải không gian có vấn đề? Lý Vân Tiêu cúi đầu xuống nhìn đầu ngón tay của mình, ngón cái cùng ngón giữa gian nan niết vào nhau. Chi chi chi. Hai ngón tay hợp lại, một đạo ấn quyết hiện ra. Một đám lôi quang nổ tung, lôi quang nở rộ ra chung quanh, sau đó tử lôi lăng không xuất hiện. Ầm ầm. Lực lượng áp chế này nhanh chóng bị phá hủy, tử lôi khởi động làm không gian chấn động. Nó giống như đóa hoa nở rộ trên trời cao. Ầm ầm, lực lượng dung chuyển trời đất hiện ra, mọi người hoảng sợ quan sát bầu trời. Sắc mặt Lý Giật tràn đầy vẻ phẫn nộ, hiện tại biến thành ngây ngốc, mồ hôi to như hạt đậu từ trên tóc mai của hắn chảy xuống, nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi thật sâu. Minh Chân hét ầm lên, tiếng hét của hắn làm màng tai của nhiều người chấn động. Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ diệt thế thần lôi. Sắc mặt Minh Kiến cũng tái nhợt đầy kinh hãi, nói. Làm sao có thể, diệt thế thần lôi chính là quy tắc biến thành, giới lực ngưng tụ ra, phàm nhân làm sao nắm giữ được. Hai tay Minh Chân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắn đánh vào Diệu Tương Bảo kính bên cạnh, trong kính là màu xám mênh mông, chỉ có thân ảnh Lý Vân Tiêu, nhưng không thấy có động tác gì cả. Minh Kiến nói. Ghi chép không sai, quả nhiên là pháp tắc giới lực. Sau khi lôi đình nổ tung, trong thiên địa tĩnh mịch,
tất cả mọi người bị lôi uy khủng khiếp làm giật mình. Diệt thế thần lôi, ha ha, không thể ngờ sinh thời có thể nhìn thấy thần thông như thế. Lý Vân Tiêu, nghe đồn là phá quân võ đế cổ phi dương chuyển thế đúng không? Quá kinh khủng, hắn thật sự là phá quân võ đế sao? Chung quanh lập tức xôn xao, đều kinh hãi không thôi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên ngưng trọng, nói. Phi Dương, ngươi không sao chớ. Lý Vân Tiêu thu hồi ngón tay sử dụng thần thông, sát khí này biến mất vô tung. Không có việc gì, chỉ là nhìn thấy một ít thứ khủng bố mà thôi. Thứ khủng bố? Vạn Nhất Thiên nhíu mày. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Vị trí tử lôi nổ tung, vòng xoáy không gian có vô số thi thể vũ tốn phong xuất hiện, chúng rơi xuống càng ngày càng nhiều. Vạn Nhất Thiên hoảng hốt nói. Vòng xoáy không gian này vận chuyển vũ tốn phong tới đây sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Những vũ tốn phong này thực lực cường hoành, hàng trăm hàng ngàn con ngưng tụ thành vòi rồng, quá khó giải quyết. Sắc mặt người Thương Minh trắng bệch, nếu không có Lý Vân Tiêu đánh nát thông đạo, hậu quả không tưởng tượng nổi. Vạn Nhất Thiên cắn răng quát. Lăng Bạch Y, có giải đi ra, trốn trốn tránh tránh đùa nghịch thủ đoạn tính toán là bổn sự gì chứ? Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời. Đột nhiên trong thi đàn vũ tốn phong có tiếng ông ông truyền ra. Trần Trung Hy cau mày nói. Dưới lôi đình cường đại như thế vẫn có chưa độc phong chết sao? Vũ tốn phong này cường hoành như thế. Năm ngón tay của hắn bắn ra liên tục, bắn ra mấy đạo kình khí, bắn vào trong thi đàn, phát ra âm thanh phốc phốc, lập tức an tĩnh lại. Nhưng chỉ mấy hô hấp sau âm thanh ông ông vang lên lần nữa. Lúc này càng ngày càng nhiều. Người Thương Minh lập tức hoảng sợ, phát hiện không đúng. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, ngưng mắt nhìn lại, trong thi đàn không ngừng có vũ tốn phong trống rỗng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy, thông đạo không gian đã sụp xuống, những vật này làm sao tới? Trong đám người đột nhiên có người nói. Vũ tốn phong có thể thông qua khí tức đồng bạn xuyên qua không gian, nhanh chóng đốt thi thể vũ tốn phong thành cho bụi, bằng không phiền toái rất lớn. Tiếng nói cũng không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, giọng nói này thập phần quen tai, lập tức biết là người phương nào, vội vàng xoay người sang chỗ khác, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng tới sao, nếu không muốn hiện thân, cũng được a. Người nọ vừa mới dứt lời, trên trời cao xuất hiện bóng dáng lớn, đó là từng đám ngọc phong, có tới vài vạn con, rậm rạp chẳng chịt làm người ta không rét mà run. Muộn rồi. Ai? Trong một góc của đám người, một lão giả áo đen lông mi trắng nhíu mày nói. Năm đó ta đi Thiên Đãng Sơn Mạch cũng nghiên cứu qua vũ tốn phong, muốn thuần hóa chúng làm thành yêu thú thủ hộ thành Hồng Nguyệt, nhưng ta đã thất bại. Cũng bởi vì không tìm thấy ong chúa, không thể ngờ Lăng Bạch Y lại chọc ra tổ ong này. Bên cạnh lão giả là một người áo đen khác, nhưng đó là nữ tử, nàng nói. Xem ra Lăng Bạch Y cũng là thế hệ đa mưu túc trí, không phải mãng phu. Lão giả lông mày giãn ra, cười rộ lên, nói. Thiên hạ này có thể đạt tới cấp độ như vậy, có ai là kẻ ngốc đâu. Nữ tử khẽ khom người gật đầu, nói. Phụ thân nói phải. Hai người đúng là chữ Khả Vi cùng chữ Khả Vân, một thân áo đen vốn cực kỳ dễ thấy, nhưng dường như thi triển bí thuật cho nên không ai phát hiện ra. Dung nhan chữ Khả Vi càng già nua hơn trước kia, nhưng mà tràn ngập tinh thần, nói. Chúng ta lẳng lặng xem đi. Có lẽ sẽ có kết quả cực kỳ ngoài ý muốn đấy. Một trận chiến này không đơn giản, nhưng mà vòng chiến bên ngoài sẽ không như vậy đâu. Chữ Khả Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt dày nghi hoặc. Vạn Nhất Thiên lúc này cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì, những vũ tốn phong này làm sao tới đây? Số lượng không ngừng gia tăng, tất cả mọi người nhìn thấy liền nổi da gà. Ông, mấy vạn con vũ tốn phong tản ra. Nhanh chóng bay thẳng tới chỗ ong chúa, trong tiếng thanh minh còn mang theo cảm xúc bi thương. Phản ứng đầu tiên của mọi người là đau tai. Rất nhiều vũ tốn phong lượn vài vòng quanh ong chúa, lập tức phóng thẳng vào đám võ giả chung quanh. Đinh Sơn quát. Nhanh ngăn lại, ngàn vạn đừng cho chúng tản ả. Hắn bắn ra mấy đạo hào quang cực sáng, hóa thành lần tấm lưới ánh sáng đan vào nhau. Xuy xuy xuy. Rất nhiều vũ tốn phong đụng vào tấm lưới liền bị thiêu đốt, hài cốt tán loạn trên không trung, một chiêu này đã tiêu diệt phân nửa bầy ong.
năm ngón tay Đinh Sơn gảy nhẹ, tấm lưới bao phủ thiên địa, nhanh chóng tản ra bốn phía, Vũ Tốn Phong che đậy bầu trời sáng lên. Tâm thần mọi người an định lại, nơi này hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, liền an tĩnh không ít. Hơn nữa Đinh Sơn ra tay lập tức làm người ta chú ý, vẻ mặt ngưng trọng và kinh hãi. Nghe đồn Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh, hơn nữa lời đồn rất kỳ diệu, các loại lời đồn đãi bay tán loạn, khó phân biệt thiệt giả. Vào lúc này nhìn thấy đã biết hơn phân nửa không phải giả. Không ít người bắt đầu trầm trọng. Xảy ra chuyện gì, những này Vũ Tốn Phong này giết không hết sao? Mọi người vừa mới thả lỏng đã phải khiếp sợ lần nữa. Chỉ thấy vị trí cực quang đảo qua, lại cú từng đống lớn Vũ Tốn Phong hiện ra, hơn ngàn con tụ thành một đội, hóa thành vòi rồng tản ra. Hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Chẳng lẽ phong bạo mang theo toàn bộ Vũ Tốn Phong tới đây? Lý Vân Tiêu nói. Lần này có phiền toái, phong bạo kéo dài mấy trăm dặm, bên trong có vô số Vũ Tốn Phong. Nếu tới toàn bộ thì chúng ta chết chắc. Nội tâm người Thương Minh mát lạnh. Sau khi thành Tống Nguyệt Dương bị hủy, thật vất vả mới trùng kiến lại, hơn nữa quy mô cùng phòng ngự lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Nhưng không bao lâu sắp bị diệt thành lần nữa. Đinh Sơn nhíu mày, tuy hắn không sợ thứ này, nhưng tình huống trước mắt không phải lực lượng một người có thể tiêu trừ. Trên người Lý Vân Tiêu có hỏa diễm hừng hực bộc phát, những phong bạo kia không dám tới gần. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hỏa diễm biến thành tấm chắn lớn. Ầm ầm, những phong bạo định chạy trốn, lại bị hỏa thuẫn đuổi theo sau đó thiêu cháy sạch sẽ. Thập giai thần hỏa của hắn hoàn toàn khắc chế yêu trùng thế này, nhưng Vũ Tốn Phong đã quá phân tán, chúng không ngừng tàn phá chung quanh, hơn nữa phạm vi truyền tống càng lúc càng lớn. Vạn Nhất Thiên khẩn trương nói. Phi Dương, còn có biện pháp gì không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Vũ Tốn Phong căn cứ khí thức đồng bạn mà vượt qua vực tới đây, nếu tiếp tục khuếch tán thì quá phiền toái. Ta đề nghị mở hộ thành đại trận, phong kính không gian nơi này, sau đó thiêu đốt sạch đám Vũ Tốn Phong ở đây. Tuy tốn nhiều thời gian, nhưng đây là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Đúng, đơn giản hữu hiệu. Vạn Nhất Thiên ngẩng đầu lên, hạ lệnh. Mở ra ba đạo hộ thành đại trận, phong kín không gian nơi này, một con kiến con ruồi cũng đừng mong tới đây. Đại trưởng lão mở rộng trận thế vãng sinh cực lạc ra gấp 10 lần, vây khốn toàn bộ Vũ Tốn Phong ở đây lại, một con cũng không được để lộ ra ngoài. Những người còn lại chém giết sau đó hủy diệt khí tức của chúng. Vâng, mọi người cùng kêu lên, giống như tìm được người tâm phúc, hiệu suất tăng lên vài lần. Sau đó mấy trăm người trực tiếp hiện ra trong hư không, không ngừng chạy ra khắp bốn phía, bắt đầu kết trận ngăn chặn đám Vũ Tốn Phong chạy đi, phòng ngừa chúng sẽ khuếch tán ra ngoài. Vạn Nhất Thiên vừa ra lệnh, cường giả Thương Minh đều xuất động, đi các nơi vây quét Vũ Tốn Phong, rất nhanh đám ong giảm đi rất nhiều. Trên ba tầng phòng hộ của Đại Thành, trong không gian hư vô, hai thân ảnh khí vũ phi phàm đang đứng đó. Một người trong đó sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt như điện giống như xuyên thấu tất cả, áo choàng trên người không gió mà bay. Ta rốt cục hiểu vì sao ngươi bảo ta đi trộm Quy Nghiêu, chẳng lẽ tất cả nằm trong bói toán của ngươi? Đây chỉ là phỏng đoán bình thường mà thôi, muốn phòng Vũ Tốn Phong đột phá toàn diện, chỉ có phong kín không gian, như nếu không, ngươi hôm nay không cần gặt hái nữa rồi. Một người khác là công tử mặc y phục hoa mỹ, cười một tiếng nói. Chỉ là Quy Nghiêu vừa hiện ra, người sẽ kết thù với Bắc Minh Huyền Cung. Hắn đang mỉm cười vui vẻ, trong tay cầm lệnh bài hơi mỏng có màu xanh sáng bóng đầy linh tính đang lưu động. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, hai tay thả lỏng, trong mắt không kém phần ngạo nghễ, giống như thiên hạ đều không nằm trong mắt hắn, cười lạnh nói. Kẻ thù của bổn tọa còn ít sao, nhiều thêm mấy người cũng không sao. Hoa y công tử cười nói. Đợi lát nữa thì hành động. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Nam tử nhíu mày lại, nhưng cũng không nói chuyện, vẫn đứng trong không gian hư vô, nhìn vào trong thành trì đang rối loạn. Hoa y công tử nhìn qua mặt hắn, đột nhiên nói. Như thế nào, người lo lắng ta sao? Nam tử nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế giúp ta chỉ là muốn dò xét cổ Phi Dương hay sao? Chính ngươi hoàn toàn có thể làm được. Hoa y công tử cười cười. Thu liễm dáng tươi cười, nhìn vào hai mắt nam tử kia, nghiêm nghị nói. Bởi vì ta rất ngạc nhiên, ta
ta không tính toán ra sinh tử người này, mà ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết. À, Ngọc công tử được xưng biết trước tương lai, thì ra là lừa đảo nha. Nam tử cười cười. Hoa y công tử cũng cười, nói. Đã biết ta là lừa đảo, tại sao lại tin ta? Chẳng lẽ giả ảnh võ đế Lăng Bạch y cũng không có tự tin, bắt đầu tin tưởng vào số trời? Hừ, bất kể có phải vận mệnh hay không, chỉ cần là ta muốn làm, mặc dù là thần cũng giết không tha. Trong mắt Lăng Bạch y bắn ra hàn quang, sát khí ngập trời. Đoan Mộc Hữu Ngọc cảm nhận được sát khí như hóa thành thực chất này thì hơi kinh hãi, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cười nói. Bổn công tử cũng rất muốn thấy giả ảnh võ đế giết thần đấy. Lăng Bạch y dường như nghe ra cái gì, đột nhiên đồng tử co lại, hừ nhẹ một tiếng, sát khí tiêu tán, khôi phục bộ dáng ngạo nghễ thường ngày. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười cười, tay phải cầm lệnh bài búng vào hư không. Lệnh bài phá vỡ hư không, kéo dài trên không trung, bởi vì đang ở ngoài đại trận, bên trong đại trận hỗn loạn không chịu nổi nên không ai chú ý tới. Bên trong lệnh bài có đồ án hiện ra, đó là con rùa đen xám nâu, giáp xác giống như ngọn núi, đầu con rùa có hình tam giác, lại có hàm răng lộ ra ngoài, nhìn qua rất đáng sợ. Phanh! Lúc này tiếng nổ vang lên, sau đó lệnh bài bị thiêu cháy. Ân! Âm thanh và hỏa diễm làm cho Lý Vân Tiêu chú ý, ngẩng đầu trông qua, hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, nói. Đó là cái gì? Vạn Nhất Thiên nghe thấy hắn nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua. Với thị lực của bọn họ có thể nhìn rõ lệnh bài đang bốc cháy, nhưng vừa nhìn qua thì nó tan thành cho bụi, chỉ còn cho bụi màu đen đang tiêu tán. Đó là... Trong nội tâm Vạn Nhất Thiên nhảy dựng lên, trực giác nói cho hắn biết vật kia có vấn đề, nhưng không nói rõ là cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên mặt đất lắc lư, cung điện phòng ốc sụp xuống từng mảng lớn. Quảng trường trung ương nứt ra, sau đó toàn bộ sụp xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn từ dưới mặt đất truyền ra, giống như địa mạch sâu dưới đất đang di động, địa tầng bị xé nứt. Oanh! Ngay vào thời điểm mọi người khiếp sợ, một ngọn núi từ trong mặt đất nhô cao tận bầu trời. Đây là thứ quỷ gì? Người thường mình la hoảng lên, cái lui ra khỏi ngọn núi. Mặt đất sắp xuống, trên đất có trăm ngàn khe nứt. Đó là một quy ảnh cực lớn chớp động, con mắt, hàn quang bắn ra ngoài. Đây là linh thú thủ hộ nhà ta Quy Nghiêu. Trong đám người có người kinh hô, hai đấm nắm chặt, trong mắt bắn ra lửa giận, quát. Lăng Bạch Y, thì ra người trộm linh thú thủ hộ là ngươi, đáng chết. Chi, là Bắc Minh Huyền Cung phó cung chủ Hàng Nhất Phong. Cái gì, Bắc Minh Huyền Cung phó cung chủ cũng tới. Có cái gì kỳ quái, chuyện lớn như vậy ai tới cũng không kỳ quái. Kỳ quái là linh thú thủ hộ của Bắc Minh thế gia bị người trộm đi. Đây thật sự là vô cùng nhục nhã mà. Các loại nghị luận không ngừng vang lên bên tai Hàng Nhất Phong, càng làm hắn nổi trận lôi đình, gương mặt đỏ bừng và hàn khí tỏa ra chung quanh. Đột nhiên ánh mắt Lý Vân Tiêu co lại, lạnh lùng nói. Lần này phiền toái, Quy Nghiêu chính là yêu thú không gian thổ hệ. Lăng Bạch Y sợ rằng đã tính toán đại thành mở không gian đại trận phong tỏa không gian, cho nên sớm có chuẩn bị. Quy Nghiêu không ngừng trồi lên. Giáp xác như núi có rất nhiều vũ tốn phong bay ra ngoài, hóa thành từng đám vòi rồng quét qua các nơi. Vạn Nhất Thiên kinh tức giận. Hàng Nhất Phong đại nhân, mau mang yêu thú nhà người đi đi. Hàng Nhất Phong vội la lên. Thủ hộ thú đã bị quấy nhiễu, ta vập rồi dùng thần thức trao đổi với nó nhưng không có hiệu quả. Vạn Nhất Thiên tức giận. Nếu là như thế, chỉ sợ bổn tọa phải tiễn nó quy thiên rồi. Vũ tốn phong vừa áp chế lại dâng trào. Sau khi Quy Nghiêu xuất hiện đã nhấc lên lần nữa, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lúc trước, Vạn Nhất Thiên có chú khó hiểu. Hàng Nhất Phong cả kinh nói. Chậm đã, Nhất Thiên đại nhân cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể thuyết phục nó. Hắn bay tới chóp mặt Quy Nghiêu, hai tay lo lắng khoa tay múa chân, hơn nữa không ngừng dùng chú ngữ kỳ lạ. Đầu Quy Nghiêu chậm rãi co vào trong, hai răng nanh có hàn quang chớp động, khói đen không ngừng bay ra ngoài. Hàng Nhất Phong không nói nữa, trên mặt mồ hôi rậm rạp, vạn phần cảnh giác. Bởi vì trạng thái của Quy Nghiêu vào lúc này là chuẩn bị tấn công. Ồ ồ, hào quang trong răng nanh của Quy Nghiêu lập tức bắn ra ngoài, bắn vào đại trận không gian trên cao, không gian không ngừng run rẩy. Hàng Nhất Phong hoảng hốt, hắn nhanh chóng ngăn cản.
Lý Vân Tiêu đa mắt nhìn Quy Nghiêu, đôi mắt mở to hơi mang màu đỏ, tràn ngập khí chất bạo lực. Quy Nghiêu này cũng giống con bò cạp kia, bị thi triển bí thuật nào đó, không ngừng kích phát tiềm năng trong cơ thể, thực lực bạo phát trong ngắn hạn sau đó sẽ phế đi. Hàng Nhất Phong kinh sợ không thôi, đây chính là thủ hộ thú của Bắc Minh Huyền Cung, không thể có nửa điểm tổn thương. Vạn Nhất Thiên lạnh giọng nói. Vậy không lưu nó được rồi. Hắn giơ tay lên giáng thẳng xuống đầu rùa. Ầm ầm. Ngọn núi trên lưng Quy Nghiêu biến lớn, cả đầu lâu và tứ chi rút vào trong, hoàn toàn là ngọn núi đứng trên mặt đất không có chút khe hở nào. Công kích của Vạn Nhất Thiên hoàn toàn không làm gì được xác rùa. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đại biến, tức giận. Hàng Nhất Phong, cái mai rùa này là chuyện gì? Sắc mặt Hàng Nhất Phong khó coi, nói. Xác rùa bên ngoài của Quy Nghiêu có thể thôn phệ thổ hệ vạn vật, trải qua ngung tụ ngàn vạn năm nên rất khó phá. Lúc này Vũ Tốn Phong càng ngày càng nhiều, Vạn Nhất Thiên tức giận. Không phá được cái xác rùa này, ta liền trực tiếp tiễn nó Quy Thiên. Ninh Sơn Huynh, làm phiền ngươi ra tay. Xác rùa cứng hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản công kích của siêu phàm nhập thánh. Tuy Đinh Sơn cũng là kinh hãi không thôi, nhìn qua Vũ Tốn Phong lan tràn chung quanh thì không ai có lợi. Nhưng hắn khó xử nói. Thổ hệ ngàn năm ngưng tụ thành, nếu dùng một kích toàn lực của ta có thể phá vỡ, nhưng sợ rằng nếu kéo dài. Vạn Nhất Thiên cũng cảm thấy nội tâm mát lạnh, một kích của cường giả siêu phàm nhập thánh có thể phá hủy nửa thành chỉ bình thường, nếu dùng dư âm cấm chế áp chế, tất nhiên uy lực của công kích giảm đi rất nhiều. Bất chấp nhiều như vậy, Vạn Nhất Thiên trầm giọng nói. Thông đạo của đám Vũ Tốn Phong không bị cắt đứt, cả thành sẽ xong đời. Ninh Sơn Huynh động thủ đi, ta cho đại trưởng lão bày trận áp chế dư âm ảnh hưởng. Không cần phiền toái như vậy, để cho ta thử một lần. Lý Vân Tiêu nói ra. Mọi người coi chừng. Hắn giang hai tay ra, đầu xuất thiên phong năm màu chậm rãi bay lên, trực tiếp bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nó bay xuống liền hóa thành thiên thạch to lớn nện vào xác rùa. Ầm ầm. Đầu xuất thiên phong vừa va chạm với xác rùa, lập tức núi đá chấn động. Đầu xuất thiên phong không ngừng lăn xuống xác rùa, cả ngọn núi sụp xuống, hóa thành vô số đá vụn bắn ra chung quanh. Cái gì? Hàng Nhất Phong hoảng sợ, xác rùa chính là nơi cứng nhất, giờ phút này lại không có lực đánh tra, không ngừng tan rã ra. Lý Vân Tiêu, ngươi dám giết Quy Nghiêu của ta. Hắn kinh phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói ra. Giết liền giết, ngươi muốn như thế nào? Hàng Nhất Phong tức giận. Tốt, ta mặc kệ ngươi là cổ phi dương hay là... Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn ngắt lời nói. Câm miệng biết không, lại rong dài, giết rùa của ngươi xong còn giết cả ngươi. Hàng Nhất Phong hít khí lạnh, sắc mặt tức giận tái nhợt, hắn lúc này cũng chỉ trơ mắt nhìn xác rùa tan rã. Vô số đá vụn và tiếng kêu bi thảm của Quy Nghiêu vang lên, cuối cùng thiên băng địa liệt, toàn thân Quy Nghiêu chia năm xẻ bảy, đại địa bừa bộn. Ai nha, không thể ngờ khinh địch như vậy. Để chúng phá hủy Quy Nghiêu rồi. Trong hư không, Đoan Mộc Hữu Ngọc than nhẹ một tiếng, buồn bực nói ra. Huyền khí trong tay của Lý Vân Tiêu phát ra thổ hệ chi lực kinh khủng như vậy, còn mạnh hơn Quy Nghiêu quá nhiều, hoàn toàn là nghiền áp nghiêng về một bên, thảm a. Lăng Bạch Y lạnh lùng nói. Hừ, ta biết ngay xúc sinh kia không có công dụng gì mà. Để cho ta tự ra tay, tiễn cả thương minh này lên đường. Thân ảnh của hắn khẽ động. Đi tới phía trước, hư không chung quanh hắn chấp động. Đoan Mộc Hữu Ngọc kêu một tiếng, nói. Không vội, trong tay của ta còn có mấy bài tẩy đấy. Ít nhất nên phá vỡ vãng sinh cực lạc trận đi, miễn cho ngươi. Không cần. Hồi âm truyền tới, thân ảnh Lăng Bạch Y biến mất trong hư không. Ai nha, xúc động. Đoan Mộc Hữu Ngọc thương tiếc cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Cũng đừng nhanh chết như thế. Trong nội thành, Vạn Nhất Thiên đại hỉ nói. Phi Dương, ngươi lại giúp ta đại ân. Lý Vân Tiêu vẫy tay một cái, thu hồi đâu suốt thiên phong, lạnh nhạt nói. Nhất Thiên huynh khách khí, nếu ta đáp ứng tương trợ, ta sẽ cố sức làm. Vạn Nhất Thiên vui vẻ nói. Không uổng công ta qua nhiều năm như vậy, người tín nhiệm nhất chính là ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Hàng Nhất Phong xa xa, gương mặt âm trầm chảy ra nước, hừ nhẹ một tiếng nói. Hàng Nhất Phong đại nhân, Quy Nghiêu chết không nên trách Phi Dương, thiên hạ quần hào đều có thể làm chứng.
nếu như Bắc Minh Huyền Cung không giảng đạo lý thì trách nhiệm do Thương Minh ôm là được, có ý kiến gì cứ tới tìm Vạn Nhất Thiên ta. Sắc mặt Hàng Nhất Phong tái nhợt, nắm tay không nói, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Quy Nghiêu vừa chết, khe hở hộ thành đại trận biến mất, số lượng Vũ Tốn Phong bắt đầu giảm bớt, bị tiêu diệt từng mảng lớn. Đột nhiên trên không trung có chấn động, hộ thành đại trận nhanh chóng nứt ra. Cả thành chỉ run rẩy kịch liệt, chỉ thấy khe hở bị đâu suốt thiên phong ngăn cản đang khép lại, lúc này lan tràn ra. Ầm ầm, thiên địa không ngừng rung động dữ dội. Vạn Nhất Thiên Kinh tức giận. Lăng Bạch Y, người quả nhiên đi tìm cái chết. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện trên không trung vạn mét, xích long trượng hóa thành hình rồng bay ra, đánh thẳng vào hư không. Hừ, mất mặt xấu hổ. Tiếng nói như băng vang lên, thân ảnh Lăng Bạch Y hiện ra, lạnh nhạt đứng đó, thần thái không có gì. Nâng tay phải lên điểm một cái, xích long công kích đánh thẳng vào cái khe. Xích long trượng lâm vào cái khe, sau đó hóa thành nguyên hình bay trở về. Là Lăng Bạch Y. Người phía dưới la lên, lập tức tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên trời, tất cả đều kích động khẩn trương. Quả nhiên tới sao, hắc hắc, có trò hay xem. Trong mắt Minh Trần có hào quang dị sắc bắn ra ngoài, Diệu Tương Bảo Kính cũng tỏa sáng ôn nhuận. Khinh người quá đáng. Vạn Nhất Thiên tức giận quát một tiếng, bắt lấy xích long trượng bay tới, hai tay cầm trượng đánh vào đầu đối phương. Bộ pháp dưới chân Lăng Bạch Y hơi dừng một chút, bạch quang lắc lư, chỉ còn một đạo tàn ảnh bị xích long trượng đánh tan. Chân thân đã sớm xuất hiện ngoài trăm trượng, hai ngón tay khép lại hóa thành phù ấn, sau đó điểm vào hộ thành đại trận. Mỗi người đều nín hơi, nội tâm đang sinh ra cảm giác mình quá nhỏ bé trước thiên địa. Hừ, Thương Minh hộ thành đại trận há dễ dàng phá như vậy. Vạn Nhất Thiên bay thẳng tới, hai chân đạp lên hào quang, hai tay bấm niệm pháp quyết thật nhanh. Thiên địa cấu tinh, âm dương bố hóa, vạn vật đồng sinh, phân linh nhất đạo. Hào quang rực rỡ sinh ra, bao trùm trên người hắn, hào quang như lưu ly thông thấu bắn ra các nơi. Sau đó hào quang biến mất ta tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Lăng Bạch Y, mở bàn tay ra đánh thẳng tới trước. Cả đại trận lắc lư theo trường ấn của hắn, dường như biến thành nhạt đi rất nhiều, nhưng mà nó dùng lực lượng của mình đánh thẳng vào Lăng Bạch Y. Hóa thành trận linh. Minh Trần hoảng sợ nói. Vạn Nhất Thiên quả nhiên hảo thủ đoạn, kết hợp ba tòa hộ thành đại trận, dùng bản thân làm trận linh để đền bù chênh lệch với Lăng Bạch Y. Minh Kiến nói. Xem ra không cần vãng sinh cực lạc đại trận cũng có thể chống lại Lăng Bạch Y, Vạn Nhất Thiên người này thực không đơn giản, giấu tài nhiều năm, rốt cục muốn nhất phi trùng thiên. Bên cạnh một người cả kinh hỏi. Dùng ánh mắt của đại nhân, Vạn Nhất Thiên có thể thắng không? Minh Trần trầm ngâm, nói. Muốn thắng rất khó, nhưng hóa thân thành chân linh, thu nạp lực lượng ba tòa đại trận cũng chỉ chiến ngang tay với Lăng Bạch Y mà thôi. Ầm ầm. Minh Trần vừa mới dứt lời. Trên bầu trời Lăng Bạch Y đánh xuống một trường, lập tức ngăn chặn đại trưởng lưu ly của Vạn Nhất Thiên ra ngoài. Oanh! Oanh! Thân ảnh Vạn Nhất Thiên không ngừng trầm xuống, giống như bị đánh không có lực hoàn thủ, hào quang ảm đạm bất định. Người nọ cả kinh nói. Đại nhân, Vạn Nhất Thiên hình như gánh không nổi. Minh Trần nói. Không ngại, chỉ mới bắt đầu mà thôi, Vạn Nhất Thiên làm sao dễ dàng. Ầm ầm! Một tiếng nổ lớn truyền ra. Hào quang lưu ly trên người Vạn Nhất Thiên bị đánh sơ xác, thân thể bay đi như đạn pháo, oanh một tiếng ngã xuống mặt đất. Người nọ trố mắt líu lưỡi, nói. Đại nhân, cái này. Minh Trần. Minh Kiến đổ mồ hôi, nói. Không thể ngờ Vạn Nhất Thiên không chịu được một kích, xem ra lực lượng ba tòa đại trận không thể ngăn cản Lăng Bạch Y, tất nhiên là thế cục nghiêng qua một phía. Hiện tại phải nhìn đại vãng sinh cực lạc trận. Lăng Bạch Y một trưởng đánh bay Vạn Nhất Thiên ra ngoài, thân thể không tiến mà lui, hắn thuấn di mấy trăm mét. Ầm ầm, hào quang đại trận phá không bay tới, sau đó liền trông thấy hào quang lưu ly hộ thể của Vạn Nhất Thiên hiển hiện ra, hắn bấm niệm pháp quyết để hào quang đuổi theo. Lăng Bạch Y thả người bay lên, hắn biến mất trên không trung trận pháp, không thấy gì nữa. Đạo ánh sáng phía dưới cũng biến mất theo. Khí thế của Vạn Nhất Thiên ngập trời. Thân thể giống như thần linh, quát. Lăng Bạch Y, lăn ra đây. Tiếng nói hiển hách vang lên, chấn động thiên địa rung chuyển. Người nọ ngạc nhiên nói. Đại nhân, Lăng Bạch Y chạy. Minh Kiến.
Minh Chân mặt âm trầm, tức giận. Cuộc chiến kinh thế như vậy, ngươi không thể ngậm miệng lại cẩn thận xem chiến hay sao? Hỏi lung tung quấy rối tâm thần bổn tọa không yên, ngay cả mạch suy nghĩ cũng không rõ. Lại loạn hỏi loạn sẽ xé ngươi trước tiên. Hắn tức giận trừng mắt nhìn tên võ giả kia, tên võ giả đã giật mình, vội vàng thối lui không dám hỏi tiếp. Trời cao thân thể vạn nhất thiên và trận quang dung làm một thể, tuy hai mà một, không ngừng sáng ngời trong ánh mặt trời. Đi ra, nếu chỉ ba tòa đại trận còn không phá được, làm sao chống lại Thương Minh? Người đây không phải tự rước lấy nhục, Thọ Tinh thắt cổ ngại mạng dài hay sao? Tiếng nói của hắn vang vọng chung quanh. Minh Chân tán thán nói. Không hổ là người đứng đầu Thương Minh, chủ nhân Vạn Bảo Lâu, chỉ khí thế đã không dưới Phong Hào Vũ Đế. Minh Kiến cũng gật đầu nói. Hơn nữa ba tòa đại trận này hiện tại tăng thực lực Vạn Nhất Thiên còn hơn cả Lăng Bạch Y. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện có ánh sáng tím hiện ra, dùng tốc độ cực nhanh bắn xuống. Lý Vân Tiêu kinh quát. Coi chừng. Đồng tử Vạn Nhất Thiên đột nhiên co lại, không cần nhắc nhở hắn cũng biết ánh sáng tìm lợi hại. Lỗ chân lông toàn thân nỡ ra, hét lớn một tiếng sau đó chắp tay trước ngực, quát. Tam cung đồng tấu, xa giang chuyển. Vô số trận quang trận pháp hội tụ vào nhau, hội tụ trên người Vạn Nhất Thiên, hóa thành từng khe hở không ngừng lưu chuyển, hào quang nhiều màu chiếu sáng các nơi. Ầm ầm, ánh sáng tím kia rơi xuống, trong đó có trường kiếm hết sức nhỏ, bí mật mang theo tử khí vô cùng, thoáng cái bị đánh rơi ra ngoài. Đột nhiên đồng tử của Vạn Nhất Thiên mở ra. Hào quang lưu ly trên người sụp đổ. Ba đạo trận quang lúc này ảm đạm không rõ. Vạn Nhất Thiên không ngừng kêu gào thống khổ, trường kiếm trong ánh sáng tím không ngừng run rẩy, áo giáp lưu ly bên ngoài thân thể không ngừng vỡ vụn. Ba. Hai tay Vạn Nhất Thiên đột nhiên hợp lại, oanh một tiếng, thân hình nổ tung. Hào quang đỏ thấm từ vị trí nổ tung lao ra, trong khoảnh khắc rơi trên mặt đất hóa thành thân hình, nhưng mà sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tái nhợt. Thân thể run rẩy. Minh Chân, Minh Kiến, khục khục, tuy thực lực Vạn Nhất Thiên tăng nhiều, nhưng dù sao Lăng Bạch Y cũng là Phong Hào Võ Đế, một chiêu phá vỡ ba đạo phòng ngự, kích thương Vạn Nhất Thiên, cũng nằm trong dự liệu. Minh Chân gật đầu nói. Đúng vậy, thanh trường kiếm màu đỏ này là bội kiếm của Lăng Bạch Y, Lục Thương Tử Phong. Thanh kiếm màu tím đánh tan Vạn Nhất Thiên xong lại xoay trên không trung, liền hóa thành hào quang tiêu tán đi. Minh Chân. Hai người chỉ cảm thấy ánh mắt người chung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt quỷ dị, lập tức mặt mo đỏ bừng, lại rất tức giận. Sau đó hào quang trên bầu trời tán loạn, giống như pháo hoa đang nổ tung từng hồi. Một đạo thân ảnh trắng noãn buông lỏng hai tay chậm rãi rơi xuống. Cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia là đang động. Ông ông ông! Hộ thành đại trận vừa vỡ, phong tảo không gian mở ra. Vô số vũ tốn phong lại vượt qua vực tới đây. Người Thương Minh hoảng sợ, vội vàng phản ứng. Trần Trung Hy quát to. Bày trận. Hắn đã đi tới bước này, lập tức đi thẳng về phía Lăng Bạch Y, thân thể hào quang luân chuyển, giống như không ở trong không gian này. Mấy trăm cường giả xuất hiện, dựa theo vị trí cố định xếp đặt từ trước, vây quanh Lăng Bạch Y trong trận. Mỗi người cảm thấy áp lực khó hiểu, đạo thân ảnh kia chỉ đứng ở nơi đó. Hắn lại giống như chiếm cứ vương tọa chí tôn, làm cho người ta sợ hãi khó hiểu. Không cần sợ, trận pháp này chúng ta đã rất thuộc, chỉ cần trên dưới một lòng sẽ giết chết kẻ thù. Trần Trung Hy xuất hiện trên không trung, đứng đối mặt Lăng Bạch Y. Mọi người vừa thấy được người tâm phúc, lập tức an định lại, bắt đầu tĩnh tâm thần khởi động trận pháp. Hào quang trận pháp đối ứng vị trí mấy trăm ngôi sao trên trời, nhanh chóng vây khốn Lăng Bạch Y. Cái gọi là thượng cổ sát trận thì ra chỉ là tinh thần chi trận mà thôi. Lăng Bạch Y lạnh nhạt nói ra. Trần Trung Hy hừ lạnh nói. Bất kể là trận gì, có thể giết ngươi đó là trận tốt. Hắn vẫy tay, thanh đồng chiến đài bay lên, âm thanh lắc lư thanh thúy vang lên, lập tức đánh thẳng vào Lăng Bạch Y. Đồng thời mấy trăm cột sáng không ngừng biến ảo, lực lượng hùng vĩ không ngừng hiện ra, hào quang sáng ngời mang theo khí chất trang trọng. Sắc mặt Lăng Bạch Y biến hóa, nói. Không phải tinh thần chi lực, là giới lực. Trần Trung Hy cười lạnh nói. Biết rõ muộn, đi chết đi. Hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, thân thể ẩn hiện trong cột sáng, thanh đồng chiến đài cũng tỏa ra hào quang sáng ngời, đồ án phía trên không trùng cởi bỏ niêm phong.
trong đó có vạn vật, không chỉ có vật hữu tình, thất bảo lưu ly, thậm chí trăm vị trăm giác, các cảm giác đặc thù vô cùng huyền diệu và ước lượng vô năng. Quả nhiên là thế giới giới lực. Sắc mặt Lăng Bạch Y biến hóa, thế giới của Thanh Đồng Chiến Đài không ngừng mở rộng ra, làm cho chính mình hãm sâu vào trong đó. Khắp nơi đều tràn ngập mỹ diệu, lại không thể tự kiềm chế, trong mắt mê mang, hơn nữa ánh mắt mang theo thần thái vui mừng, dường như đang thích thú với mỹ cảm trước mặt. Ầm ầm, Thanh Đồng Chiến Đài nhanh chóng nghiền áp qua, chấn vỡ không gian chung quanh Lăng Bạch Y, hóa thành không gian tối đen như mực, không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang chìm vào trong đó, vậy mà không có một tia uy năng chống cự. Tất cả mọi người mở to mắt, giống như dưới chiến đài là ngân hà vũ trụ, ánh sáng trắng kia càng lúc càng nhỏ, sau đó là chìm nghỉm. Vậy là, thắng sao? Tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên khó tin. Không thể nào, tồn tại cường đại như thế, lúc này không có bất kỳ khả năng phản kích gì lại bị trấn áp. Tất cả mọi người có vẻ mặt không tin, nhưng trơ mắt nhìn sự thật bày ở trước mặt. Trần Trung Hy cũng vui mừng như điên, cười to nói. Ha ha ha, không thể ngờ kỳ diệu như thế, bị trấn áp trong chiến đài, cho dù là thần cảnh cũng không ra được, ha ha ha. Vạn Nhất Thiên cũng có chút không dám tin tưởng. Tay phải Minh Chân vỗ vài tay trái, nói. Đúng, không hổ là thượng cổ tam đại sát trận, lợi khí thần cản sát thần. Năm đó gạt bỏ không biết bao nhiêu thần cảnh, Lăng Bạch Y ít nhất còn không phải thần cảnh. Minh Kiến không ngừng gật đầu nói. Lăng Bạch Y cho dù chưa chết, nhưng mà đã bị vây trong chiến đài. Chỉ cần đại vãng sinh cực lạc trận tiếp tục vận chuyển, sẽ có ngày triệt để luyện hóa hắn, sẽ không có khả năng xoay người. Một trận chiến này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đều hợp tình lý. Đúng, Minh Chân nói. Tất cả đều đúng như chúng ta suy diễn, từ nay về sau, thiên võ giới không còn nhân vật như Lăng Bạch Y. Mọi người nghe bọn họ nghị luận, sắc mặt từ khiếp sợ chậm rãi biến thành giật mình, bộ dáng phải như thế. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Thanh Đồng Chiến Đài kia, muốn nhìn xuyên trong đó, lại bị giới lực cường đại ngăn cản, căn bản không thể thăm dò mảy may. Giờ phút này Trần Trung Hy ngồi xếp bằng lơ lửng trước Thanh Đồng Chiến Đài, quát. Không được phân thần, tất cả mọi người tập trung tinh lực, triệt để luyện hóa Lăng Bạch Y thành cặn bã. Mấy trăm người đều tinh thần phấn chấn, nếu có thể đánh chết Lăng Bạch Y, đây là chuyện đáng kiêu ngao gì si ả đời. Tất cả dồn sức làm, không ngừng đánh ra các loại ấn quyết, cột sáng trên không trung chiếu rọi các nơi, tạo thành đại trận to lớn hùng vĩ, lực lượng ngập trời tiến vào trong Thanh Đồng Chiến Đài, muốn siêu độ Lăng Bạch Y đi thế giới cực lạc. Chuyện bên trong chỉ có những người tham gia mới biết rõ, tất cả kẻ khác bị trận lực ảnh hưởng, không ít người mang theo thần sắc thành kính quỳ dưới đất. Minh Chân nói, không biết cần bao lâu mới có thể luyện hóa Lăng Bạch Y, không bằng hai ta mượn bảo kính đánh giá một chút. Những lời này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hồ nghi nhìn qua cái gương kia, tuy nó bất phàm, nhưng muốn nói có thể xuyên thủng giới lực nhìn qua thế giới trong chiến đài thì quá khó tin. Minh Kiến dường như có phần do dự, nói. Bảo kính này chỉ là đồ phỏng chế rượu tương bảo kính, có thể tiếp nhận lực xuyên thấu sao? Minh Chân cười nói. Thử thì biết rõ, ta rất muốn nhìn xem Lăng Bạch Y trước khi chết có bộ dáng gì, chắc hẳn mọi người cũng muốn biết ha. Một gã võ giả kêu lên. Nếu đại nhân thực sự có biện pháp để cảnh tượng bên trong hiện ra, tất cả mọi người phi thường khát vọng đánh giá đấy. Minh Kiến nói. Vậy được rồi. Dùng lực lượng của ta và ngươi kích phát bảo kính với uy năng lớn nhất. Hai người lập tức bấm niệm pháp quyết, một trái một phải làm động tác trái ngược nhau, mấy đạo ấn bí quyết đánh vào trong bảo kính, lập tức xuất hiện hình ảnh tối tăm. Như thế nào, giới lực quá mạnh mẽ nên không xâm nhập được. Minh Chân Kinh hỏi tới. Minh Kiến nhíu mày, cũng không biết là tình huống gì. Lý Vân Tiêu mở to mắt cảnh giác nhìn qua. Trong thế giới đó là cảnh tượng ban sơ. Hắn từng trải qua trong Sơn Hà Đỉnh. Thanh Đồng Chiến Đài này có lai lịch gì, không ngờ có uy năng giống như vậy. Kỳ thật bản thân cổ chiến đài không có giới lực, mà là đại vãng sinh cực lạc trận ngưng tụ ra, dựa vào lực lượng tinh thần vô cùng chuyển hóa thành giới lực. Lý Vân Tiêu nhìn thấy có ánh sáng tím đang chạy quanh người Lăng Bạch Y, như rồng như ngựa, không ngừng biến hóa hình thái. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Không tốt, Lăng Bạch Y đang hấp thu giới lực. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt,
nhìn qua bảo kính kia, tất cả nghi hoặc khó hiểu, không nhìn thấy cái gì. Vạn Nhất Thiên nhìn không được nói. Phi Dương, ngươi nhìn thấy cái gì? Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, cau mày nói. Chẳng lẽ chư vị đều nhìn không thấy? Minh Chân nói. Giới lực quá mạnh mẽ, bảo kính căn bản không thể xuyên thấu, Lý Vân Tiêu ngươi có thể nhìn thấu sao? Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, bóng dáng đang tu luyện bên trong là Lăng Bạch Y không nghi ngờ, hơn nữa ánh sáng tím đang lưu động quanh người hắn chính là bổn mạng huyền khí, Lục Thương Tử Phong. Phá kính này xảy ra chuyện gì ta nhìn không rõ ràng, nhưng Lăng Bạch Y đang thu nạp giới lực tu luyện. Hắn lạnh nhạt nói ra. Trần Trung Hy nhíu mày, nói. Cái này, rất không có khả năng a. Minh Kiến nói. Nếu bảo kính không lộ ra, làm sao có thể trông thấy, Lý Vân Tiêu ngươi cố lộng huyền hư. Lý Vân Tiêu nói. Cho dù ta cố lộng huyền hư a, tóm lại nên làm ta làm, nên nói ta cũng nói. Về phần phán đoán như thế nào chính là chuyện của Nhất Thiên huynh cùng Trần Trung Hy đại trưởng lão. Vạn Nhất Thiên cùng Trần Trung Hy có chút khó xử, nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Ninh Sơn huynh, Tiễn Sinh huynh, Hàn đại trưởng quỹ, các vị thấy thế nào? Vạn Nhất Thiên quay người hỏi ý kiến. Tiễn Sinh nói, việc này đã không phải ta có khả năng phán đoán, không dám nói bừa. Hàn Quân Đình khẽ gật đầu, nói. Ta và Tiễn Sinh hội trưởng nhất trí ý kiến, nhưng, Vân Tiêu công tử người mang Nguyệt Đồng, có khả năng nhìn thấu, không thể không xem trọng. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Đinh Sơn, nói. Đinh Sơn huynh không biết như thế nào muốn. Trên mặt Đinh Sơn không có bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm, cũng vì trong lòng Vạn Nhất Thiên có đố kỵ, hoàn toàn không nhìn ra được. Đinh Sơn mở miệng nói. Thà rằng tin là không, không thể tin hắn có. A, à, ánh mắt Vạn Nhất Thiên hơi co lại, nói. Giải thích thế nào? Đinh Sơn nói. Tạm thời Lăng Bạch Y cho dù thật tu luyện bên trong, dùng tu vị của hắn muốn tiến thêm một bước là không thể nào, cho nên chúng ta nên chờ đi. Nhưng nếu như mù quáng làm theo phán đoán của Lý Vân Tiêu, mở thanh đồng chiến đài thả hắn ra, chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Vạn Nhất Thiên vỗ tay cười nói. Đúng vậy, đúng như Đinh Sơn huynh nói. Đại trưởng lão. Không được ngừng, nhốt Lăng Bạch Y trong đó, nhưng mọi người không được buông lỏng, dùng phòng ngừa vạn nhất. Mấy trăm người bày trận sắc mặt ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc, Lý Vân Tiêu bị sỉ nhục, thần sắc bi phẫn. Minh Chân cười nói, lâu chủ đại nhân yên tâm, theo cách nhìn của hai chúng ta, Lăng Bạch Y hơn phân nửa sẽ xong đời. Đại vãng sinh cực lạc chính là một trong ba đại hung trận thượng cổ, người bị vây khốn trong đó không có khả năng thoát khỏi. Trong lòng Vạn Nhất Thiên cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tâm tình phiền muộn không bỏ đi được, làm cho hắn càng thêm nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn qua Lý Vân Tiêu, đối phương vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm tới Đinh Sơn nói cái gì. Đồng tử Lý Vân Tiêu nhìn thấy Lăng Bạch Y đang hấp thu giới lực, trên người trừ tử quang đang vây quanh ra, còn có tử khí đang ngưng kết lại. Tử khí càng ngày càng đậm, chậm rãi hóa thành một bộ áo giáp. Áo giáp tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, xảo đoạt thiên công. Bao trùm tất cả khiếu huyệt toàn thân, trên nón trụ có sinh ra hai cái sừng, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đây rốt cuộc là áo giáp gì? Trong lòng của hắn vô cùng hoảng hốt, thậm chí hắn đang tìm kiếm tin tức về áo giáp như vậy trong đầu, không có cái nào xứng đôi cả. Lăng Bạch Y từ nơi nào tìm được món đồ này, hơn nữa khí tức trên khải giáp hoàn toàn phù hợp với sát khí trên người của hắn, quả nhiên là không chê vào đâu được. Tâm tình Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Thực lực Lăng Bạch Y đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, nếu lại phối hợp với áo giáp này, như vậy trừ khi Ngạo Trường không có mặt ở đây, nếu không chẳng ai là đối thủ của hắn. Giờ phút này gương mặt Lăng Bạch Y thập phần an tường bình tĩnh, ấn quyết trong tay chậm chạp, nhưng lại cổ quái tới cực điểm, dường như đều phù hợp với đồ án trên khải giáp. Luyện hóa huyền khí. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, hắn rốt cục hiểu Lăng Bạch Y đang làm cái gì. Cũng không phải là chính mình tu luyện. Mà là mượn nhờ giới lực luyện hóa khải giáp. Lâu như vậy, chết sao? Rốt cục có người nói thầm một tiếng, lập tức nghị luận không dứt. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên âm trầm, nội tâm bực bội cảm giác càng ngày càng mạnh, với bản năng của võ giả, tuyệt đối không vô duyên vô cớ có tâm tình như thế này, hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu nói. Phi Dương, người bây giờ nhìn thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên huynh đã không tin ta thì chờ lát nữa sẽ biết.
sắc mặt Vãn Nhất Thiên khó coi đến cực điểm, trong nội tâm sinh ra cảm giác hối hận. Bảo kính có biến hóa. Đột nhiên Minh Chân kêu một tiếng, nói. Chẳng lẽ đã triệt để luyện thành cặn bã? Mọi người nhìn qua cảnh tượng diệu tương bảo kính, chỉ thấy mặt kính chấn động như có vần nước, dường như có lực lượng hỗn loạn bao phủ. Sau đó rất nhiều ánh sáng tím hiện ra, bắt đầu lập lòe trong bảo kính, bên trong có một thân ảnh màu trắng đang ngồi. Không chết! Có người kinh hô lên. Vạn Nhất Thiên kinh sợ, nội tâm bất an đạt được chứng minh là đúng, quát to. Thu hồi cổ chiến đài. Trần Trung Hy sinh ra cảm giác thất bại thật lớn, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đại vãng sinh cực lạc trận đã thua. Thu trận! Hắn không thể không hét lớn một tiếng, lập tức thu hồi hào quang, cuối cùng mọi người bay ngược ra sau, sắc mặt xám trắng. Thanh đồng cổ đài chiến bay về, tinh quang hiện ra bốn phía. Tâm thần Trần Trung Hy bị phản chấn bị thương, lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu, cảm giác rất thất bại. Lăng Bạch Y, đáng chết. Hắn cắn răng quát lên, phi thân về phía thanh đồng chiến đài, năm ngón tay mở ra, vô số linh khí tiến vào lòng bàn tay đập thẳng tới trước. Lăng Bạch Y mở mắt ra, ánh sáng tìm trên người biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Minh Chân Minh Kiến, lạnh giọng nói. Hai người các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Dưới một trường kinh thiên kia, hắn hoàn toàn biến mất. Minh Chân Minh Kiến hoảng hốt, ánh mắt cảm thấy trước mặt sáng lên, nhịn không được run rẩy lui ra phía sau. Hào quang bảo kính mờ mịt chiếu rõ sắc mặt trắng bệch của bọn họ. Ầm ầm, Trần Trung Hy đánh xuống một trường, vòng xoáy bị đánh tan, Lăng Bạch Y không thể không ngạnh kháng, hào quang tán loạn bao phủ toàn thân. Áo trắng bồng bềnh bay bay trong gió, sắc mặt của hắn lạnh lùng cao ngạo. Lý Vân Tiêu nói, tốt cho hình tượng cao ngạo, đúng là khiến người ta cảm thấy phiền chết. Trần Trung Hy phẫn nộ quát, quá xem thường người. Hai tay của hắn tách ra, hóa thành lưỡng nghi hợp nhất, một đạo thái cực đồ quay vòng trong tay, quát. Bạch Hồng Quán Nhật, đại trưởng lão coi chừng. Vạn Nhất Thiên giống to lên, cho dù Trần Trung Hy làm thế nào cũng không phải là đối thủ của Lăng Bạch Y. Nhưng Trần Trung Hy đã không quan tâm sinh tử của mình. Chiến ý dâng cao, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, hai trưởng mở ra, đánh thẳng về phía trước. Vạn Nhất Thiên khẩn trương, hắn muốn đuổi theo. Người quý tự hiểu lấy mình, đại trưởng lão ngươi hiểu mình hay sao? Lăng Bạch Y khinh miệt cười cười, giơ tay lên, một đạo tử mang từ đầu ngón tay hiện ra, đánh thẳng tới phía trước. Âm đao, long cong, ánh sáng tím từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, tiếng kim loại vang vọng, lực lượng vô hình đánh ra. Oanh! Trường thế của Trần Trung Hy bị đánh thành hai đoạn, âm đao nhập vào trong cơ thể, miệng phun máu tươi. Lúc này khí tức toàn thân của hắn uể oải không chịu nổi. Niệm ngươi giúp ta tế luyện bảo giáp có công, một đao này không giết ngươi, cút đi. Lăng Bạch Y quát một tiếng, Trần Trung Hy lập tức bị đánh bay đi như búa nện vào người, máu tươi bắn thẳng trời cao. Mấy trăm võ giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đại trưởng lão bình thường cao cao tại thượng trong mắt của họ. Bây giờ không chịu nổi một kích, cảnh này làm bọn họ khiếp sợ không thôi. Vạn Nhất Thiên giận dữ, xích long trưởng quét ngang. Lăng Bạch Y khinh thân nhảy lên tránh thoát đi, thân thể của hắn bay ngược như lá liễu, cười nhạo nói. Vạn Nhất Thiên, còn thủ đoạn nào thì cứ xuất ra đi, nếu như không còn thì giờ chết của ngươi đã tới rồi. Hừ, mạng của bổn tọa còn chưa tới phiên ngươi tới lấy đâu. Chư vị đồng đạo, buông tay buông chân đánh chết ma đầu này đi. Vạn Nhất Thiên gầm lên thật lớn, muốn tập hợp lực lượng của mọi người tiêu diệt đối thủ. Tay của hắn vung vẩy quái trượng kín không kẽ hở, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của Lăng Bạch Y. Nhưng hắn biết rõ cũng không dùng được gì, chỉ có liên thủ mới có thể chiến thắng mà thôi. Người của Thương Minh vọt lên, vây quanh Lăng Bạch Y sau đó tấn công, mấy đạo nhân ảnh không ngừng bay loạn trên không trung. Hai tay Lăng Bạch Y thả lỏng ra phía sau, hắn không có né tránh, chỉ nói. Vạn Nhất Thiên, Tiễn Sinh, Hàn Quân Đình, Đinh Sơn, Tô Liên Y. Rất tốt, không chết đều tới đông đủ cả rồi. Tay phải của hắn vòng trước người, một đám ánh sáng tìm dần hiện ra, một đạo kiếm ảnh hình rắn xuất hiện quấn lên cánh tay của hắn, sau đó xoay ngược nửa hình tròn ngưng tụ lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nguy hiểm mau lui lại. Hiện tại Tô Liên Y là người khác, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết được. Tô Liên Y cả kinh. Không dám xông lên phía trước,
mà là theo lời của hắn lui ra phía sau. Hàn Quân Đình cũng hoảng hốt trong lòng, lúc Lục Thương Tử Phong xuất hiện thì nàng đã cảm thấy kinh hãi, giờ phút này càng không dám xông lên, thả người rời đi. Tiễn Sinh vội la lên. Nhất Thiên và Đinh Sơn Huynh, nơi này giao cho hai vị. Vạn Nhất Thiên trầm giọng nói. Các ngươi lui ra, dưới siêu phàm nhập thánh chỉ là con sâu cái kiến. Lăng Bạch Y cười nhạo nói. À, hiện tại muốn lui, tới kịp sao? Xùy. Nắm tay của hắn giơ lên cao, lập tức một hình bán nguyệt hiện ra, trong đó ẩn chứa kiếm ý lăng lệ lao tới chém mọi người. Phanh. Ninh Sơn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn chém giết với cường giả siêu phàm nhập thánh, lúc này vô cùng cẩn thận. Trong tay cầm trường kiếm ba xích, hiện lên màu đồng cổ, có một tia sáng bóng, giống như là đồng thau, thủ đoạn bình thường không thể làm được. Ầm ầm, ba cổ lực lượng oanh kích lẫn nhau, hào quang lóe lên đẩy mạnh lên bầu trời. Thật đáng sợ, đây cũng là lực lượng siêu phàm nhập thánh sao? Tô Liên Y trở lại bên cạnh Lý Vân Tiêu, kinh hãi nói. Lực lượng này quá kinh khủng, Thương Minh có thể thắng sao? Trên mặt của nàng đầy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, trời sập còn có người cao hơn đỡ. Ninh Sơn cùng Vạn Nhất Thiên cũng không phải thái điểu. Vạn Nhất Thiên cùng Ninh Sơn liên thủ ngăn cản kiếm ý, hình thành cân đối ngắn ngủi, nhưng dư âm ảnh hưởng còn sót lại không nhiều. Lăng Bạch Y Thủy vẫn đứng ngạo nghễ ở đó, tay trái thả lỏng phía sau, nhưng mà hắn chỉ đứng cũng đã tạo nên áp lực thật lớn. Long cong! Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng giương lên, một đạo kiếm âm nhanh chóng rơi xuống. Thanh kiếm màu tím hiện ra trên tay của hắn, hắn vận dụng ấn quyết khác nhau, trên người Lục Thương Tử Phong bắn ra hai đạo kiếm ý lao về phía hai người. Động tác của hai người dừng lại, đồng thời cảm nhận được kiếm chiêu khủng bố kia. Ầm ầm, hai đạo kiếm ý nhanh chóng nổ tung giống như hai đám mây. Hai tay Lăng Bạch Y thả lỏng phía sau, giẫm chân một cái, hai đạo tinh vân màu trắng bay ra ngoài, có bông tuyết dâng lên, trong khoảnh khắc xuất hiện tuyết rơi. Kiếm ý bắn mạnh tới trước. Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn kinh sợ không thôi, nào dám ngăn cản chiêu này của hắn cơ chứ, bằng vào thân pháp siêu phàm nhập thánh thoát đi ra ngoài. Cũng là siêu phàm nhập thánh, vì sao chênh lệch lớn như thế? Đám người chung quanh hoảng sợ, Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn đều là siêu phàm nhập thánh, liên thủ lại bị Lăng Bạch Y bức không hề có lực hoàn thủ. Minh Chân Minh Kiến đầy hoảng sợ, Minh Chân nói. Lăng Bạch Y quá mạnh mẽ. Kết quả hôm nay sợ rằng Thương Minh có phiền toái lớn, hai ta đi trước một bước tránh liên lụy vào. Hai người cuốn lấy rượu tương bảo kính, định rời đi. Hai tên các ngươi phá hư chuyện tốt của ta, cũng đừng có đi, mãi mãi ở lại nơi này mới tốt. Sát ý hiện ra trong mắt Lăng Bạch Y, trường kiếm chém ngang trời. Một đạo ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất. Độn quang của Minh Chân Minh Kiến hai người đang bay đi rơi xuống. Minh Kiến tay ôm bảo kính. Bảo kính tan vỡ, mặt kính vỡ thành vô số hào quang. Sắc mặt hai người ngây ngốc, không còn thần thái gì, giống như chết đi. Xùy. Trong lúc này bên hông hai người phun máu tươi, máu bắn ra xối xả. Hông của hai người vỡ ra, biến thành vài đoạn rơi xuống đất. A, à, Minh Chân Minh Kiến vừa chết, mang tới đả kích thật lớn cho mọi người, sau đó kinh hoàng. Vạn Nhất Thiên vội la lên. Ninh Sơn Huynh. Nếu không xuất toàn lực thì hôm nay phải ở lại đây rồi. Sắc mặt Đinh Sơn vô cùng khó coi, nói. Hy vọng Nhất Thiên Huynh cũng có thể toàn lực mà làm, không nên ôm suy nghĩ gì. Vạn Nhất Thiên nói. Đây là tự nhiên. Thiên địa đồng lưu, kiến long cầm quyền. Trường kiếm màu đỏ giơ lên, long ảnh gào thét chém xuống, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay chém qua. Tử kiếm của Lăng Bạch Y giơ lên, chém thẳng tới trước mặt. Cả không gian biến thành bất định, long ảnh bị áp chế mạnh mẽ, thân hình run rẩy trên không trung, sau đó long ảnh bị chém thành hai đoạn. Kiếm thế không giảm, chém thẳng vào Vạn Nhất Thiên bên này. Vạn Nhất Thiên hoảng hốt, đột nhiên bay ra, muốn tránh né một kích này. Thân ảnh Lăng Bạch Y khẽ động, liền đuổi tới nhưng chung quanh có hào quang ngăn cản, chúng giống như tầm nhà tơ, cản trở bước chân của hắn. Cửu cực quang, phần thiên. Chi chi chi. Vô số hào quang lúc này chấn động, từng đạo kim quang đâm thẳng vào người Lăng Bạch Y như vô số kim châm, răng khắp nơi, bao phủ rộng rãi. Ánh mắt Lăng Bạch Y ngưng tụ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lục Thương Tử Phong không ngừng bảo hộ trước mặt.
Vạn Nhất Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên không trung, hai tay kết ấn, nhanh chóng tiến tới sau lưng của hắn, bên trong có vô số kiếm khí lưu chuyển, tạo thành kiếm luân to lớn như mặt trời. Đại Nhật Kiếm Ấn. Tay áo của hắn giơ lên, hai tay có kim luân sáng ngời bao phủ các nơi. Kiếm kia không ngừng lưu chuyển, giống như mặt trời mọc mặt trời lặn. Đột nhiên đồng tử của Lăng Bạch Y co lại, lần thứ nhất hắn bắn ra sát ý lạnh thấu xương, hào quang màu tím quanh người không ngừng lưu chuyển. Ninh Sơn cũng thở sâu, tay trái một chảo, một lá cờ tam giác hiện ra trước mặt của hắn. Lập tức phong vũ lôi điện băng xương tuyết, đầy trời khí hậu biến hóa thất thường. Thất tuyệt kỳ. Ninh Sơn ném tiểu kỳ ra, tự hành cho nó mở ra sau đó bay thẳng về phía Lăng Bạch Y. Bông tuyết đột nhiên bay múa đầy trời, Lăng Bạch Y cầm kiếm đứng đó, hai ngón tay trái có dị tượng tử khí đông lai. Sau đó trên người Lăng Bạch Y bắn ra hào quang sáng ngời, cả thiên địa chỉ có tuyết trắng, tử khí bay lên cao, kiếm khí xông lên tận trời. Lực lượng khủng bố không ngừng bao phủ các nơi, mọi người lui ra sau ngàn trượng, không dám tới gần. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Nếu như Vạn Nhất Thiên không có hậu thủ, chỉ sợ sẽ thua. Tô Liên Y kinh hãi, sợ hãi nói. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hai đại cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ còn không giết được hắn. Lý Vân Tiêu nói. Lực lượng tạo hóa ngập trời, Lăng Bạch Y xưa đâu bằng nay, năm đó hắn chiến với ta một trận, hơn phân nửa sẽ bại. Tiễn Sinh kinh hãi nói. Chuyện này nói như thế nào đây? Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời không cần sợ, ta thấy sắc mặt Vạn Nhất Thiên âm trầm, nhưng lại chiêu thức cực ổn, hiển nhiên cũng không bối rối, Đinh Sơn cũng như thế. Năm ngón tay của Lăng Bạch Y buông lỏng, lục thương tử phong lượn trước người của hắn, bắn ra ngàn vạn đạo hào quang sáng ngời. Vô số băng xương vũ điện không ngừng bị tử kiếm bắn nát, khí hậu vô cùng dị thường, ngừng tụ thành vài dòng nước lũ. Thất tuyệt kỳ bị tử khí áp chế bất định, vẫn không cách nào tới gần. Hai tay Lăng Bạch Y bấm niệm pháp quyết, tử kiếm không dừng chút nào, kiếm thế hướng lên, bí quyết chỉ thẳng, hóa thành bóng kiếm trùng thiên. Bong bong long cong. Lục thương tử phong chém thẳng vào kiếm luân, không ngừng bắn ra kim quang chói mắt, giống như xuyên qua khe hở chung quanh, hơi dính chết ngay lập tức. Lăng Bạch Y biến ảo pháp quyết, kiếm quang trong tay không ngừng biến hóa. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kiếm chỉ vào hai người, tử khí phân ra ba đạo chém vào hai người này. Ầm ầm, âm thanh nổ vang không ngừng vang vọng bên tai, lục đạo kiếm mang chém ra, tử khí đầy trời, mơ hồ có cự linh hiển hiện, một con mắt lợi hại hiển hiện trong mây, mơ hồ có xu thế bao quát đại địa. Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn vô cùng kinh hãi, vội vàng thả người bay ngược ra phía sau. Oanh, thất tuyệt kỳ lúc này bốc cháy một hồi, hóa thành cho tàn, khí tượng bao phủ đầy trời. Đại Nhật Kim Luân cũng nứt vỡ theo. Vô số kiếm quang màu vàng bay ra khỏi người của hắn, tiêu tán giữa không trung. Lục thương tử phong bay trở về trong tay của Lăng Bạch Y, hắn cầm kiếm đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Tử mang không ngừng du động trước người, hai mắt của hắn bắn ra thần thái rất rõ ràng. Một lực lượng mênh mông bao phủ thiên địa, tay áo Lăng Bạch Y không ngừng rung động phần phật, kiếm uy lạnh thấu xương không ngừng sinh ra, cả tầng mây bắt đầu khởi động. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu lúc này sinh ra rung động khó hiểu. Thậm chí có cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối. Tử khí đó. Tô Liên Y đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, máy móc hỏi. Tử khí như thế nào, có vấn đề sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu nổi gân tím tím xanh xanh, nhìn qua rất dữ tợn, nguyệt động như lồi cả ra ngoài, sâu trong nguyệt động có ma khí lưu động, lại có hào quang màu xanh thỉnh thoảng lóe lên. Động lực của hắn rốt cuộc xuyên thấu tầng mây màu tím, sau lưng Lăng Bạch Y có một cự linh hiện ra. Thân ảnh cao gầy với gương mặt màu tím đáng sợ xuất hiện trong thiên địa. Chi! Toàn thân Lý Vân Tiêu không ngừng run lên, lỗ chân lông toàn thân không ngừng nở ra, máu tươi chảy dài, gương mặt đáng sợ kia vẫn đang nhắm mắt lại, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy nó đang nhìn qua hắn, lộ ra nụ cười âm hiểm cổ quái, sợ hãi và khiếp sợ vô tận không ngừng báo phủ tâm thần của hắn. Sắc mặt của hắn biến thành trắng bệch, nhìn không được sau lùi lại mấy bước. Vân Thiếu! Tô Liên Y kinh hãi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu thất thố như vậy. Áo giáp, cự linh kia biến thành áo giáp. Lý Vân Tiêu nhìn qua bên này, trên trán sinh ra hai sừng màu sắc, sắc mặt biến thành màu tím. Lăng Bạch Y vào lúc này sắc mặt nghiêm túc, tay cầm kiếm đi tới,
tiếng oanh minh không ngừng vang lên không dứt bên tai. Lục Thương Tử Phong, nhất kiếm tàng không. Cự linh sau lưng không ngừng nâng bàn tay lên, nó hợp hai làm một với kiếm ý. Ầm ầm, ánh sáng màu tím chém phá thiên địa, hóa thành lưỡi dao khôn cùng quét qua các nơi, một cái rãnh trời cực lớn vỡ ra trong hư không, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra các nơi. Chuyện này, tất cả mọi người đều chấn động, cái khe hở này nó giống như kéo ngang qua bầu trời, chậm rãi rơi xuống, muốn chém cả bầu trời thành hai khúc. Áo giáp cự linh không ngừng hiện ra trong hư không, đông lạnh đại địa. La Ma Diễn Na, Đoan Mộc Hữu Ngọc đứng từ xa kêu lên đầy kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm vào cự linh, trong mắt mang theo kinh hãi. Vạn Nhất Thiên cũng hoảng sợ không thôi, kinh hãi nói. Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao có được lực lượng mạnh mẽ hung hãn như thế? Đó là La Ma Diễn Na, là sát thân. Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên. Toàn thân Vạn Nhất Thiên run lên, thất thanh nói. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù giết hàng tỷ sinh linh cũng không có khả năng ngưng tụ ra sát thần chân thân. Giọng nói kia vác lên. Đây cũng là La Ma Diễn Na Khải Y do nhiều thế hệ của Lăng gia truyền thừa, có thể dẫn động sát thần hàng lâm, đại sát thập phương. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Vậy làm sao bây giờ, lực đạo trảm kích này mạnh mẽ không gì sánh kịp, chỉ khí thế đã không phải chúng ta có thể địch nổi. Giọng nói kia vang lên. Xem ra hắn kéo dài để cho các ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Hiện tại chính là thời khắc sinh tử ta nghĩ biện pháp làm La Ma Diễn Na rút lui, còn lực đạo chém tới các ngươi tự tìm cách đi. Vạn Nhất Thiên giật mình, muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng mà giọng nói kia đã biến mất. Trên vùng đất này chẳng biết lúc nào xuất hiện nhiều màu sắc, những màu sắc này chính là hồ điệp đang bay. Ánh mắt Lăng Bạch Y ngưng trọng, trong mắt mang theo hàn quang, cười khẩy nói. Đệ đệ đáng buồn của ta nha, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện sao? Hơn mấy trăm ngàn hồ điệp không ngừng vỗ cánh, tại tử khí nội quanh quẩn bay lượn, chúng bay tới bên người cự linh. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, hắn nhìn qua những con hồ điệp này sinh ra cảm giác khó hiểu. Vào thời điểm mọi người đang trố mắt nhìn cảnh trước mặt, tràng diện càng ngày càng quỷ dị, hơn nữa Lăng Bạch Y có đệ đệ. Đệ đệ hắn là người thế nào? Tâm thần mỗi người đang sinh ra vô số câu hỏi. Ngươi cho rằng một kiếm này của ta vẫn treo đó không chém xuống có ý nghĩa gì không? Lăng Bạch Y cười lạnh nói. Trừ kéo dài nó ra, hiển lộ La Ma Khải Na Khải Y, còn có mục đích khác là dụ ngươi ra để giết. Ngươi muốn giết ta không phải chuyện ngày một ngày hai, ta không phải vẫn sống tốt hay sao? Trong những hồ điệp kia có giọng nói truyền ra, những tiếng nói này rời rạc bất định. Từ trên người của mỗi hồ điệp khác nhau vang lên, không có hiển lộ vị trí chân thật của nó. Nếu như ngươi vẫn trốn trong thánh vực thì còn có thể sống cả đời, đáng tiếc a, không nên đi ra ngoài tìm đường chết. Chủ mưu của những thứ ngày hôm nay, không cần nghĩ cũng biết là ngươi. Ánh mắt Lăng Bạch Y phát lạnh, Lục Thương Tử Phong đột nhiên chém xuống, bàn tay La Ma Diễn Na khép lại như đao, cũng chém xuống một đao. Rãnh trời cắt ngang bầu trời, đột nhiên ra tốc rơi xuống. Đồng thời kéo dài tới vô cùng, một kiếm này có xu thế bổ thiên địa làm hai nửa. Ầm ầm, rất nhiều hồ điệp bị chôn vùi, nhưng mà trong hào quang mơ hồ có một thân NSA cũng mặc áo dài trắng, trong tay cầm quạt lông, lăng không kết ấn. Bát hoang hỏa long, ầm ầm, quạt lông tung bay trong gió, một đạo ấn quyết từ trong quạt long bay lên cao cao, lập tức hóa thành từng đạo hỏa long uốn lượn trên không trung, trực tiếp quấn lấy cự linh sau lưng Lăng Bạch Y. Là hắn. Sau cây ết thân ảnh áo trắng hiển lộ thăng ảnh, lập tức dẫn tới nhiều người sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, thì thào thì thầm. Bạch Lăng Nguyệt, Lăng Bạch Y, Lăng Bạch Nguyệt, hắn đúng là người Lăng gia, đệ đệ Dạ Ảnh Võ Đế. Nam tử kia chính là trưởng ti tình báo thánh vực Bạch Lăng Nguyệt. A, thực lực đã tiến bộ rồi, rốt cục bước vào siêu phàm nhập thánh sao? Lăng Bạch Y cười khinh miệt, không đếm xỉa tới nói. Ngươi cho rằng chỉ cần có huyết mạch Lăng gia thì có thể phá vỡ La Ma Diễn Na. Bạch Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quát to một tiếng. Tám đạo hỏa long không ngừng hô ứng lẫn nhau, ngưng tụ thành một hỏa trận đỏ rực, đồng thời hỏa long trận không ngừng lượn vòng, không ngừng va chạm với La Ma Diễn Na. Giờ phút này Vạn Nhất Thiên cũng đã liều mạng, chắp tay trước ngực niệm bí quyết.
lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, quát to. Đinh Sơn, ngăn cản một kiếm này. Đinh Sơn sắc mặt âm trầm bất định, lực lượng bổ thiên tăng thêm, chỉ sợ khi đó cả thành thị sẽ tan thành mây khói, còn lại một đống phế tích cũng không phải hắn mong muốn. Sau khi có quyết định, Đinh Sơn giơ tay lên, hắn đấm thẳng vào trung tâm chín đạo cực quang, lực lượng không ngừng gia tăng mấy cấp độ, hoàn toàn không kém gì Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên dường như cảm thấy còn chưa đủ, hét lớn. Phi Dương, có thể mượn kiện huyền khí vừa rồi một lần hay không? Lý Vân Tiêu cũng ăn cả kinh, nếu như kéo dài tới khi thành thị bị hủy, có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người, tuy hắn cũng là người giết người không nương tay, nhưng một lần chết quá nhiều sẽ tổn thương thiên hòa. Tốt! Lập tức ứng một tiếng, đầu xuất thiên phong không ngừng biến ảo ra trong tay, thể tích gia tăng lên gấp bội, ném thẳng vào trong rãnh trời kia. Có đầu xuất thiên phong gia nhập vào trong, tăng thêm Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn hợp lực với nhau, có thể ngăn cản một kiếm này. Ầm ầm, đầu xuất thiên phong bay vào trong khe hở, lập tức dẫn động thiên địa rung động, giống như thế giới sụp đổ. Trên người Vạn Nhất Thiên sinh ra mấy đạo hào quang sáng ngời, ngưng tụ thành ấn trên bầu trời, thoáng cái xuất hiện vô số tàn ảnh to lớn. Đinh Sơn đánh ra một quyền thật mạnh, dưới hào quang sáng ngời, cả bầu trời tỏa sáng chói mắt. Cùng lúc đó lực lượng hỏa long của Bạch Lăng Nguyệt cũng nổ tung, lực lượng phóng thích từ vụ nổ bay thẳng vào La Ma Diễn Na. Ầm ầm, vài đạo lực lượng khủng khiếp đồng thời nổ tung, cả bầu trời cũng tan vỡ, không gian lâm vào trong tối tăm ảm đạm. Phốc, Lý Vân Tiêu bị cắn trả đầu tiên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mấy trăm trượng. Trong mắt của hắn mang theo thần thái kinh hãi, đầu xuất thiên phong cũng không có bị luyện hóa bao nhiêu, chỉ có tâm thần tương liên, lực lượng xuyên thấu cũng phản chấn bay vào trong cơ thể của hắn, có thể thấy được lực lượng này khủng khiếp như thế nào. Cắn nuốt cả ánh sáng, bầu trời càng ngày càng tối. Một gã võ giả kinh hô lên, lớn tiếng nói. Sẽ không đánh nát cả thiên võ giới đấy chứ. Lực lượng tối tăm này không ngừng khuếch tán ra, bên trong có tiếng nổ khủng bố vang lên, nó giống như vạn mã lao nhanh, qua một thì rừng thôn phệ, bắt đầu sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại. Oanh! Oanh! Từng đạo lực lượng bắn ra chung quanh, bắn vào bốn phương tám hướng, sắc mặt mỗi người đột biến. Tất cả đều hoảng sợ thoát lui ra bên ngoài. Vân Thiếu, Tô Liên Y lo lắng thương thế của Lý Vân Tiêu, thoáng cái dắt lấy hắn, nhanh chóng lui ra xa xa. Tiễn Sinh và Hàn Quân Đình mang theo mấy trăm cường giả thương minh khống chế trận pháp ở bên ngoài, hóa giải lực trùng kích lan tràn ra chung quanh, tránh tạo thành ảnh hưởng lớn lên thành thị. Nhưng trận thế của bọn họ không ngừng lui ra phía sau, càng có vài người không thể duy trì nổi chết đi. Không thể ngờ Bạch Lăng Nguyệt đại nhân chính là đệ đệ của Lăng Bạch Y, ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ, Lăng Bạch Y lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều võ giả lui ra sau hơn vạn trượng, sau khi bọn họ nhìn thấy lỗ đen không ngừng thôn vệ các nơi, không ngừng sinh ra dư âm ảnh hưởng kinh người, bọn họ lúc này thấp giọng nghị luận với nhau. Ha ha, một đám cặn bã không có kiến thức, cho rằng ba tên cường giả siêu phàm nhập thánh thì có rất trâu hay sao? Trên người Lăng Bạch Y đang mặc chính là sát thần khải y, thứ này có uy danh hiển hách vào thời đại thượng cổ, cho dù là cường giả thần cấp cũng không thể phá vỡ nó. Một người trực tiếp trào phúng, cũng không có che giấu hay áp thấp lời nói, cho nên rất nhiều người hiện tại đang nhìn qua, đây là một người cao gầy đầu chọc, nói xong còn làm dáng. Một tên mập lùn bên cạnh hoảng sợ, nói. Cường giả thần cấp cũng không thể phá vỡ được, chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch hay sao? Hai người đúng là béo gầy đầu đà nhìn thấy ai cũng nhìn hắn, lúc này đắc ý, khoe khoang nói. Thực lực của Lăng Bạch Y không đủ, hắn vẫn không thể phát huy toàn bộ uy lực của Khải Y. Hơn nữa chìa khóa mở Khải Y này chính là máu của Lăng gia, Bạch Lăng Nguyệt cũng có huyết mạch này cho nên có thể quát lui Khải Y. À, cái kia hai vị cảm thấy hôm nay cuộc chiến ai sẽ thắng? Một giọng nói ôn hòa và êm tai vang lên. Béo gầy đầu đà xoay người sang chỗ khác, lập tức kinh hô lên, nói. Là ngươi. Người nọ hoa y diễm lệ, dung mạo bất phàm, chính là Đoan Mộc Hữu Ngọc, hắn nhìn qua hai người này tươi cười thân thiện. Khục khục, ngươi không phải biết tính toán hay sao? Gầy đầu đà đưa tay phải lên miệng sau đó ho khan vài tiếng, làm bộ đang xấu hổ. Béo đầu đà nói. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như hai tên ngu xuẩn Minh Chân Minh Kiến đi lừa đảo sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói.
suy tính quá hao tâm tổn lực, do hai vị trí giả tuyệt thế các ngươi nói cho ta biết là được rồi. Ánh mắt hai người sáng ngời, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Béo đầu đà hưng phấn nói. Không hổ là thiên diễn võ đế, ánh mắt nhìn người của ngươi rất chuẩn đấy. Cái gì, thiên diễn võ đế Đoan Mộc Hữu Ngọc? Đám người ở nơi này la hoảng lên, lập tức xôn xao. Ánh mắt của người chung quanh nhìn qua, quan sát phong hào võ đế này, hào khí chung quanh trở nên quỷ dị và yên tĩnh. Gầy đầu đà cướp lời nói. Theo như ta thấy, Lăng Bạch Y lần này hơn phân nửa sẽ chết. Sát thần Khải Y có thể cứu hắn một lần, nhưng không thể cứu lần thứ hai, lần thứ ba, dù sao hắn chỉ có một mình, thương minh cũng không đơn giản như vậy. Béo đầu đà tức giận. Đây rõ ràng là quan điểm của ta, ngươi lại đoạt nói trước, ngươi muốn cái gì đây? Gầy đầu đà trừng mắt kêu lên. Cái gì quan điểm của ngươi? Rõ ràng là ta nghĩ sâu tính kỹ, châm trước liên tục mới nói ra. Tức chết ta. Béo đầu đà tiến lên, bóp cổ của hắn, nói. Ta muốn bóp chết ngươi. Hai người lập tức uốn éo đánh nhau. Ân, Lăng Bạch Y hơn phân nửa phải chết à? Đoan Mộc Hữu Ngọc nâng cầm lên, bắt đầu suy ngẫm. Lý Vân Tiêu lúc này giơ tay điểm ra một cái, một đạo hắc sắc quang mang hóa thành ma thiên áo giáp, trên người của hắn hiện ra một tầng phòng ngự bao phủ hắn và Tô Liên Y vào trong đó. Ầm ầm, lực lượng nổ tung trùng kích tới, nó lướt qua bên ngoài hai người, áo giáp phòng ngự mạnh mẽ nên bọn họ không hề hấn gì. Trên mặt Tô Liên Y cả kinh, với nhãn lực của nàng tự biết áo giáp là bảo vật tuyệt thế. Lăng Bạch Y hơn phân nửa phải chết. Lý Vân Tiêu cũng tinh tế ghi nhớ lời của béo đầu đà. Trên bầu trời xa xa có mấy thân ảnh đang chớp động. Sắc mặt Vãn Nhất Thiên và Đinh Sơn tái nhợt, toàn thân là máu lại không ngừng run rẩy, râu tóc trên mặt rối tung, chật vật không chịu nổi. Lăng Bạch Y vẫn cầm kiếm đứng đó, tử khí quấn quanh toàn thân, nhưng càng ngày càng yếu đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng càng có vết máu chảy xuống. Cự linh La Ma Diễn Na cực lớn ảm đạm đi rất nhiều, vô số hào quang ngưng tụ phía trước hóa thành khải y, từ phía trên rớt xuống. Trên bầu trời xuất hiện mấy con hồ điệp, sau đó có vài chục con, vài trăm con vỗ cánh bay tới. Lăng Bạch Y cười lạnh, thương cảm nói. Đệ đệ thật đáng buồn, khải y có linh, đều có kỳ chủ, thiên đạo lưu chuyển, nhân lực làm sao có thể thay đổi. Ngươi truy cả đời sát thần khải y. Mặc dù là giờ phút này nó vẫn không có lựa chọn phế vật ngươi. Mấy trăm hồ điệp không ngừng xoay quanh chiến y, chậm rãi hóa thành bộ dáng Bạch Lăng Nguyệt, trên vạt áo trắng đã đầy máu, giờ phút này gương mặt tái nhợt đang mừng như điên, đã quên hô hấp. Lăng gia khải y của ta. Sắc mặt của hắn lại biến thành dữ tợn, quát. Nếu không phải ngươi là con trai trưởng, ngươi có gì tư cách đạt được vật ấy? Luận thiên tư luận mưu lo, ta làm sao không bằng ngươi? Hiện tại ta sẽ thu hồi vật thuộc về ta, mà ngươi, ca ca phế vật, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, giả ảnh võ đế sẽ trở thành lịch sử. Bạch Lăng Nguyệt cắt đứt cổ tay, trên bàn tay có máu tươi bao phủ, hắn chụp vào khải y. Chi chi, bàn tay chạm vào khải y thì bốc khói trắng, máu trên bàn tay bốc hơi và sôi trào. A, à, tay đứt ruột sót, bàn tay lúc này vô cùng đau đớn, Bạch Lăng Nguyệt cố nhịn không kêu to lên. Trong mắt hiện ra thần thái kính sợ và cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Áo giáp của ta, áo giáp Lăng gia, vì sao máu của ta vô dụng? Hắn điên cuồng lên, hắn không phục nên tiếp tục chụp tới, bàn tay của nó nổ tung, huyết nhục nhanh chóng bốc hơi bay đi. A à, rốt cục quá đau nhức nên hắn thu tay lại, chỉ còn xương trắng, không còn huyết nhục. Thật đáng thương, rất đáng buồn, ha ha ha. Lăng Bạch Y ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt mang theo trào phúng của người thắng, nói. Lăng Bạch Nguyệt, sự tồn tại của ngươi chỉ là trò cười của ta khi đạp lên đỉnh phong mà thôi. Chiến y này từ nay về sau không còn thuộc về Lăng gia nữa, mà chỉ thuộc về một mình ta, ta ban thưởng mạng cho nó, dạ ảnh Khải Y. Ánh mắt ngưng tụ, một tay bấm niệm pháp quyết. Khải Y xoay tròn trên không trung, lập tức bay cao lên, bay thẳng về phía Lăng Bạch Y. Từng đạo tử khí xoay tròn quanh người Lăng Bạch Y, dường như muốn nghênh tiếp chiến giáp, hợp hai làm một. Bạch Lăng Nguyệt tức giận toàn thân run rẩy, bàn tay đầy xương nắm lại, cắn răng lạnh giọng nói. Không thể ngờ La Ma Diễn Na Khải Y lại bị ngươi luyện hóa. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là thắng sao?
Lăng Bạch Y cười lạnh nói. Dạ Ảnh Khải Y sau khi dung hợp với ta, không chỉ thắng phế vật ngươi, mà là cả thiên hạ. Ngươi im lặng quỳ một bên, nhìn qua ca ca trèo lên đỉnh đỉnh phong A. Khải Y màu tím dần dần dung hợp vào người Lăng Bạch Y. Trên mặt đầy lửa giận của Bạch Lăng Nguyệt đột nhiên biến mất, biến thành lạnh như băng tới cực điểm, nói. Trong nháy mắt dung hợp, có lẽ ngươi không có bao nhiêu sức chống cự. Đồng tử Lăng Bạch Y đột nhiên co lại, bắn ra hai đạo hàn quang, nói. Có ý tứ gì? Đột nhiên tâm thần của hắn chấn động, muốn nâng Lục Thương Tử Phong lên, lại cảm thấy có ai đánh tan khí lực của hắn. Sau đó cảm giác lạnh như băng sinh ra. À, đó là cái gì? Rất nhiều người kinh hô to lên, chỉ thấy sau lưng Lăng Bạch Y không biết lúc nào sinh ra gương mặt màu vàng, lộ ra nụ cười quái dị. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, thất thanh nói. Kim sắc ngữ giả. Tô Liên Y nghi hoặc trong ngắn ngủi, kinh hãi nói. Kim sắc ngữ giả, Phệ Hồn Tông Hoàng Phủ Bật Đại Nhân. Trong gương mặt màu vàng có một thân ảnh điều hưu, một trường vỗ vào khuỷu tay phải của Lăng Bạch Y, đè Lục Thương Tử Phong xuống, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết điểm ra sau lưng hắn. Xuy. Một ấn ký cổ quái rơi vào lưng của Lăng Bạch Y, tử khí đầy trời chấn động mạnh mẽ. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm xuống, mơ hồ có tức giận hiện ra, lăng không quát. Hoàng Phủ Bật, thân là tông chủ một tông, vậy mà làm ra chuyện đánh lén, người có mặt mũi nữa không? Cái gì, Hoàng Phủ Bật, hắn là một trong bảy đại tông chủ, là tông chủ của Phệ Hồn Tông thần bí khủng bố nhất. Đám người xôn xao lên, các âm thanh khiếp sợ vang lên liên tiếp. So với nhìn thấy Đoan Mộc Hữu Ngọc còn kinh hãi hơn nhiều. Lăng Bạch Y cảm thấy toàn thân mát lạnh, hồn phách của hắn bốc cháy, thân hình không nhịn được run rẩy lên, lập tức như rơi xuống thâm uyên vạn trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Khải Y trên người của hắn nhanh chóng dừng lại, dường như dung hợp bị cắt đứt. Hoàng Phủ Bật cũng không có chú ý tới Đoan Mộc Hữu Ngọc gầm lên, chỉ lạnh lùng nói. Lăng Bạch Y, người có kết cục ngày hôm nay, có lẽ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nha. Ha ha! Lăng Bạch Y lộ ra nụ cười sâu thẳm, máu tươi lăng dài trên khóe miệng, nói. Đi ra ngoài lăn lộn sớm muộn phải trả, nhưng mà người có thể giết ta không phải là đám cặn bã các ngươi đâu. Đồng tử của hắn đột nhiên bắn ra lãnh ý khôn cùng, tay trái bấm niệm pháp quyết, trực tiếp điểm vào lồng ngực của mình. Phanh! Một lực lượng xuyên thấu qua lưng của hắn, đánh lên bàn tay Hoàng Phủ Bật, đánh hắn bay ra ngoài. Sau đó tay phải giơ lên. Sáu đạo hàn quang từ kiếm bắn ra ngoài. Hoàng Phủ Bật đột nhiên lùi lại thật nhanh, bàn cổ phiên xuất hiện trong tay đánh thẳng vào sáu đạo hàn quang, đánh bay sáu đạo hàn quang này. Kim sắc ngữ giả hoảng hốt bay trở vào trong bàn cổ phiên. Hoàng Phủ Bật cầm lá cờ mà đứng, lạnh nhạt nói. Lòng dạ hào hùng là tốt, nhưng bi ai chính là chết trong tay chúng ta, không phải do ngươi chọn đâu. Thân thể Lăng Bạch Y run rẩy lợi hại, hắn lạnh như băng. Cắn răng nhìn qua đám người. Vạn Nhất Thiên Đại Hỉ nói. Rốt cục ác đồ cũng dừng lại. Hoàng Phủ Bật đại nhân, đây là thời điểm bắt hắn đấy. Sắc mặt Bạch Lăng Nguyệt lạnh như băng, mỉa mai nói. Kaka, hiện tại đã biết rõ ai đáng buồn và đáng thương chưa? Vì giết ngươi, chúng ta đã xuất động bốn cường giả siêu phàm nhập thánh, người chết cũng có thể nhắm mắt. Hoàng Phủ Bật nói. Ta đã đánh hồn loại vào trong linh hồn của ngươi. Nó sẽ không ngừng mọc rễ nảy mầm, cho tới khi nó ăn tươi linh hồn của ngươi mới thôi. Quá trình này thống khổ không phải người thường có thể chịu được, kéo càng lâu càng thống khổ đấy. Bạch Lăng Nguyệt tàn nhẫn cười nói. Kaka ngu xuẩn, chính nghĩa thì được ủng hộ, gieo nhân nào, quả hôm nay, vì sao cường giả trong thiên hạ nguyện ý ra tay giết ngươi. Chờ sau khi ngươi chết ta sẽ tế luyện lại La Ma Diễn Na Khải Y, dùng nó tranh giành thiên hạ. Thân thể Lăng Bạch Y run rẩy lợi hại, cơ bắp trên người vặn vẹo, dường như muốn kháng cự loại thống khổ trong linh hồn kia. Hắn tay chậm rãi giơ lên, bắt lấy Khải Y trước người. Khải Y có linh tính cho nên trực tiếp dung hợp vào thân thể của hắn, cả thân thể Lăng Bạch Y bắt đầu biến hóa, mỗi một lần dung rẩy thân thể trở nên mơ hồ, càng biến lớn lên. Đùng! Âm thanh xương cốt nổ vang sinh ra liên tục, thân thể Lăng Bạch Y tăng trưởng ba thước có thừa. Trên người có lân phiến màu tím sinh ra, trên trán mọc ra hai sừng, hoàn toàn là bộ dáng giống như đúc La Ma Diễn Na Khải Y. Nhưng mà không có gương mặt lạnh như băng vạn năm lúc trước, giờ phút này gương mặt đổ mồ hôi lạnh,
vô cùng thống khổ, có thể thấy được hồn loại mang tổn thương to lớn lên người Hoàng Phủ Bật. Bạch Lăng Nguyệt kinh sợ lui ra sau, lạnh lùng nói. Cưỡng ép dung hợp Khải Y, nếu như không thể khống chế, ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn, bị Khải Y này khống chế. Ha ha, đã đến bước đường cùng sao, cam nguyện bốc lên nguy hiểm như thế. Mạo hiểm, ngươi vĩnh viễn chỉ dùng thực lực cặn bã đó đi cân nhắc ta sao. Lăng Bạch Y thở dốc một tiếng, gương mặt từ thống khổ biến thành đáng sợ, lạnh giọng nói. Bổn tọa lúc này chính là sát thần lâm thế, trước mượn bốn người các ngươi tế chiến y. Ánh sáng tím lóe lên, thân hình hơn trượng hiện ra trước mặt Hoàng Phủ Bật, trường kiếm chém qua. Phanh! Hoàng Phủ Bật kinh hãi giơ bàn cổ phiên lên, lục thương tử phong chạm lên hắn, kiếm ý từng cơn, hắn lại không thể địch, hai tay lập tức run lên, bị kiếm ý cắt ra vô số miệng vết thương, máu tươi loạn tung tóe. Kim sắc ngữ giả trên bàn cổ phiên bay ra, thoáng cái chui vào cơ thể của hắn, song hồn dung hợp làm một. Lập tức lực lượng bạo tăng. Bàn cổ phiên mở ra, trận quang hiển hiện, hồn giới cũng nổ tung, rốt cục dãy dụa ra khỏi áp chế của lục thương tử phong, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nhìn qua, Hoàng Phủ Bật hiển nhiên là bị thương chưa khôi phục, nếu không quả quyết sẽ không bị một kiếm của Lăng Bạch Y đánh bị thương. Hoàng Phủ Bật vừa thối lui trăm trượng dừng lại, lập tức toàn thân rét lạnh, bàn cổ phiên đánh tới sau lưng, đại kỳ phất phới. Bành! Linh quang trên lá cờ bị kiếm quang đánh tan, vạn đạo tử khí bắn vào thân hình của hắn. Hoàng Phủ Bật vội vàng quay người, hai tay bấm niệm pháp quyết, lăng không kết ấn. Bàn cổ phiên đánh thẳng vào kim sắc ngữ giả, cũng kết xuất ấn quyết, chiêu này trực tiếp xuyên thấu thân thể Hoàng Phủ Bật, ấn quyết không ngừng kết hợp tạo thành một ấn quyết lớn hơn. Bành! Lục thương tử phong chém xuống, ấn quyết vỡ tung, kim sắc ngữ giả kêu thảm một tiếng, bị chém thành hai khúc. Hóa thành vô số huỳnh quang bay vào trong bàn cổ phiên. Hoàng Phủ Bật phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Vì sao mạnh như thế? Hắn hoảng hốt nhìn qua thân ảnh lao tới thật nhanh kia, vội vàng lâm không bấm niệm pháp quyết, không ngừng kết xuất thủ ấn cổ quái. Thân thể Lăng Bạch Y hơi dừng lại, sau đó run rẩy kịch liệt, liên tục ngửa mặt lên trời giống to, một tay vỗ mạnh vào lồng ngực của mình. Phanh, phanh, phanh. Linh uy cực lớn nổ tung lên, nhưng cho dù hắn tự hại mình như thế nào đều không giảm đau đớn. Hoàng Phủ Bật quát. Đều động thủ, hắn bị hồn loại của ta khống chế, bại vong là chuyện sớm muộn. Tiếng nói của Bạch Lăng Nguyệt lạnh lùng. Ca ca đáng chết, sắp chết còn dẫy dụa vô vị làm cái gì, là muốn chết càng khó coi hơn hay sao? Đột nhiên xương trắng hiện ra, từng hoa lửa hiện ra trước người của hắn. Vô số hồ điệp bay vòng quanh hoa lửa. Mấy trăm ngàn con vỗ cánh thật nhanh. Bát hoang hỏa long, sinh diệt. Giống. Quyền lửa hóa rồng, thu nạp tất cả hồ điệp vào bên trong, chúng không ngừng xoay tròn trên trời. Tám đạo hỏa long lăng không hiện ra, bộ dáng dữ tợn. Đột nhiên một ánh lửa bổ ra, trong đó có thanh ngọc xích không ngừng xoay tròn, vô số phù văn hiện ra. Lúc này ngọc xích không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành cây cầu hình vòm quét qua không trung. Tám đạo hỏa long quét qua cây cầu, trực tiếp bơi ra xa, biến mất trong ánh trăng. Là ai? Bạch Lăng Nguyệt kinh sợ không thôi, quát lên. Chậc chậc, Long Bảo bảo thật nghe lời đấy. Không có ngọc thoáng một phát từ không trung xuất hiện, đem ngọc xích thu hồi, mang theo vui vẻ. Bạch Lăng Nguyệt tức giận. Ngọc công tử, người biết mình đang làm cái gì hay không? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Tự nhiên biết rõ. Bạch Lăng Nguyệt lạnh giọng nói. Ta nhìn ngươi cũng không biết, hành động này của ngươi sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Đoan Mộc thế gia đấy. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trong nháy mắt biến thành lạnh giá, lạnh lùng nói. Cục trường đại nhân đang bức ta giết ngươi đấy. Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang sáng ngời, sát khí ngưng tụ trên thân thể. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên cũng khó coi, quát. Ngọc công tử, Thương Minh hình như chưa bao giờ đắc tội với các hạ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Tất nhiên là không có, nhưng các ngươi dùng bốn đánh một, còn cộng thêm đánh lén, bổn công tử thật sự có chút nhìn không được. Không bằng chuyện hôm nay như vậy đi, đánh cũng đánh, mọi người đường ai nấy đi, thù hận lúc trước xóa bỏ, thế nào? Bạch Lăng Nguyệt giận quá thành cười, nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, người đang muốn bị chê cười đấy. Nhất Thiên đại nhân, Đoan Mộc Hữu Ngọc giao cho ta, các ngươi nhanh chóng lấy mạng Lăng Bạch Y đi.
Bàn tay xương trắng của hắn đánh ra một chảo, quạt lông hiện ra lần nữa, thả người bay thẳng về phía Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lạnh nói. Cánh tay cục trường đại nhân đã biến thành xương trắng còn dốc sức liều mạng như vậy, tinh thần đáng khen. Một tay điểm về phía trước, ngọc xích hiện ra. Bạch Lăng Nguyệt bị xuyên thấu qua thân thể, hắn thất bại. Bốn phía xuất hiện hào quang kinh người, sau đó tấm kính tám mặt cực lớn hiện ra, sừng sững trên bầu trời, vây quanh lấy hắn. Thân ảnh Đoan Mộc Hữu Ngọc xuất hiện trước mặt kính, lạnh nhạt nói. Bổn công tử không muốn để Lăng Bạch Y chết như vậy, cho nên đành phải ra tay vây khốn các ngươi thôi. Vậy cũng phải vây khốn được mới được. Bạch Lăng Nguyệt tức quát một tiếng, quạt lông tiến quân thần tốc đánh vào mặt kính, nơi này biến thành hư vô sâu không thấy đáy. Đáng chết! Tâm thần của hắn xuất hiện điềm báo nguy hiểm, phi thân bay lên cao. Thân thể của hắn không ngừng xoay tròn trên không trung, có vô số lông vũ bay ra, nó giống như bông tuyết bay đầy trời. Bạch Lăng Nguyệt lạnh giọng nói. Thiên Lạc Vũ! Những lông vũ này thoáng cái biến thành lăng lệ, quấn lấy tám mặt kính. Phanh! Phanh, phanh, không ngừng có âm thanh mặt kính nghiền nát vang lên, cả thiên địa lúc này bị lông vũ hãm vào mặt kính, xoắn giết vạn vật. Ai, động thủ thật không thú vị. Mặt kính tám mặt vừa vỡ, thân ảnh Đoan Mộc Hữu Ngọc xuất hiện, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, kết thành bàn tay lớn đập tới. Ầm ầm, trường ấn đi qua, lông vũ bị đánh tan toàn bộ. Quạt lông trong tay Bạch Lăng Nguyệt không ngừng xoay tròn. Bành, tiếng nổ tung cực lớn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lui mấy trăm trượng, trong mắt hiện ra thần thái tức giận. Hắn biết đây là Đoan Mộc Hữu Ngọc hạ thủ lưu tình, nếu không một trưởng vừa rồi mình không chết cũng trọng thương. Nhưng tình cảnh này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đoan Mộc Hữu Ngọc, thù hận hôm nay đã kết rồi. Bạch Lăng Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, tám đạo hỏa long ngưng tụ lần nữa, không ngừng xoay tròn trước người tạo ra trận thế mạnh mẽ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhíu mày. Hắn muốn ngăn chặn Bạch Lăng Nguyệt đương nhiên dư xài, nhưng trạng thái của Lăng Bạch Y vào lúc này không đủ ngăn cản nhiều người công kích. Ầm ầm, hỏa long không ngừng xoay tròn, nhao nhao đánh thẳng tới trước. Bạch Lăng Nguyệt đặt chân trên hỏa long, hai tay kết ấn, sắc mặt âm độc. Ai? Đoan Mộc Hữu Ngọc ai thán một tiếng, ngọc xích trong tay bay ra nghênh đón. Trong đám người, hai người áo đen vẫn đứng bất động, nhưng mà dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng đảo qua người của bọn họ. Chữ Khả Vân nói, phụ thân, Hữu Ngọc công tử đã động thủ, chúng ta cũng nên ra tay chứ. Chữ Khả Vi nói, tạm thời không cần, ở chung quanh có nhiều người chưa xuất đầu lộ diện đấy, cũng không biết bọn họ có thái độ gì. Có người, chữ Khả Vân ngạc nhiên nói, người thế nào? Chữ Khả Vi nói, có thể là người của hai bên, cho nên không nên vọng động. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Vào giờ phút này có thể xem cuộc chiến, hẳn là siêu phàm nhập thánh. Chữ Khả Vi gật đầu nói. Mấy người kia không rõ là xem náo nhiệt hay là có mưu đồ gì đó, chúng ta tạm thời không động thủ, tiếp tục quan sát thế nào, ta nhìn Lăng Bạch Y không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Thần thức của chữ Khả Vân quét ra ngoài một vòng, cũng không phát hiện có tồn tại cường đại nào, trong nội tâm còn nghi vấn. Chữ Khả Vi khẽ cười nói. Không cần hoài nghi. Bọn họ há có thể bị ngươi phát giác ra. Những người này dường như đã quan sát chúng ta, muốn chờ chúng ta hành động đấy. Chữ Khả Vân lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ, nói. Chúng ta án binh bất động, làm cho bọn họ nghi kỵ đi. Chữ Khả Vi nói. Đúng là như thế. Trên bầu trời Lăng Bạch Y không ngừng nện vào ngực, chấn xuất ra đạo đạo linh uy, trên mặt cực kỳ thống khổ. Đám người Vạn Nhất Thiên bị Bạch Lăng Nguyệt bị cuốn lấy. Ngay cả chính mình cũng xông lên, nếu như mất đi cơ hội giết Lăng Bạch Y lần này, sợ rằng di họa vô cùng, thương minh khó mà dừng chân được nữa. Hoàng Phủ Bật lãnh đạm nói. Không nên động thủ, chỉ cần vây khốn không cho hắn chạy là được, hồn loại của ta đã bắt đầu ra tốc thôn phệ linh hồn của hắn. Kim sắc ngữ giả hiện ra sau lưng hắn, gương mặt dữ tợn không thôi, trong hai mắt lộ ra vẻ tham lam, lại nước bọt chảy dọc theo khóe miệng. Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn phân ra hai bên Lăng Bạch Y, phòng ngừa hắn đào tẩu. Vạn Nhất Thiên nói, nếu có thể giết dư nghiệt này, Bật Đại Nhân có công đầu. Hoàng Phủ Bật nói, Nhất Thiên Đại Nhân đừng vội vui vẻ, Lăng Bạch Y tuyệt không phải bình thường, trước khi hắn chết không được khinh thị. Vạn Nhất Thiên nói,
Đúng vậy. Bành. Lăng Bạch Hy nện vào ngực của mình một lần nữa, rốt cục dừng lại, cầm theo tử kiếm đứng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Trái tim ba người đập mạnh, mở to mắt nhìn qua. Vạn Nhất Thiên vội la lên. Chết sao? Hoàng Phủ bật nhíu mày, nói. Không chết, dường như có phần không đúng. Hồn loại vẫn còn tiếp tục thôn phệ linh hồn hắn, nhưng sắc mặt của hắn. Trong hội tâm Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn đồng thời chấn động, sắc mặt Lăng Bạch Y trở nên an tường, không có chút thống khổ nào cả, một cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm của ba người. Hắc! Đột nhiên Lăng Bạch Y nhếch miệng cười tà, trong hai mắt có hàn quang bắn ra, Lục Thương Tử Phong như có sinh mạng sống lại, mỗi một lần đều có gợn sóng quấn quanh không trung. Khải Y trên người càng có nhiều phù văn, trở nên tươi đẹp linh động, giống như biến thành một phần thân thể của hắn, trôi dạt khắp nơi bây giờ mới trở về. Chi! Ba người hít khí lạnh, thoáng cái rút lui trở về, một cảm giác không tốt sinh ra trong lòng. Vạn Nhất Thiên quát. Không thể như vậy được, lên. Hắn đi đầu xông lên, xích long trượng biến hóa trên không trung, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đại nhật kiếm luân xuất ra đầy trời. Một vòng xoáy kiếm luân rộng nửa mẫu hiện ra trên cao, không ngừng cắn nuốt linh khí bốn phía. Lăng Bạch Y chậm rãi giơ tay lên, hắn cắn chặt đầu lưỡi đỏ rực. Trong mắt sinh ra khí tức sát lục nguyên thủy nhất, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Long cong. Lục Thương Tử Phong phát ra âm thanh to lớn, hắn đánh vài đạo ấn quyết vào thân kiếm, lực lượng khủng bố bay vòng qua, trường kiếm không ngừng biến hóa, sinh ra sáu răng kiếm. Lục sát hình âm. Lăng Bạch Y quát to một tiếng, trên thân kiếm chém ra sáu đạo âm quỹ, hóa thành khôn cùng lệ mang trên không trung kích động. Sáu tầng kiếm ý không ngừng kéo dài. Giống như sáu thế giới. Bành! Đại Nhật kiếm luân bị chém vỡ ra, xích long trưởng cũng nứt đoạn, cả bầu trời bị phân thành hai nửa. Phốc! Tâm thần Vạn Nhất Thiên đại chấn, dưới kiếm uy minh mông kia bị ép tới mức thổ huyết, thân thể không ngừng lui về phía sau. Hoàng Phủ Bật và Đinh Sơn hai người đều vô cùng hoảng hốt. Uy lực Đại Nhật kiếm luân trở nên rõ ràng, lại không thể ngờ một chiêu là bị diệt sạch. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hoàng Phủ Bật đổ mồ hôi đầy trán, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, thúc giục các loại biện pháp thôn phệ hồn phách. Trên gương mặt dữ tợn của Lăng Bạch Y hơi nhướng mày, Lục Thương Tử Phong thu lại, hắn duỗi năm ngón tay phải ra. Đột nhiên một đạo thân ảnh hư ảo rời cách hắn nửa xích, giống như hai Lăng Bạch Y trọng điệp vào nhau. Năm ngón tay như móc câu, hắn chụp vào lồng ngực của mình. Cánh tay của hắn dừng trước ngực Ba Thốn. Nhưng lực đạo của nó xuyên thấu qua thân thể tiến vào bên trong nội tạng. Thực hư hai thể nhíu mày một chút, hiển nhiên phi thường thống khổ. Hoàng Phủ Bật biến sắc, giống như có ai bóp cổ của hắn, thét to. Làm sao có thể, ngươi, ngươi. Bàn tay hư ảnh kia chậm rãi rút ra khỏi cơ thể, giữa năm ngón tay bắt lấy một đoàn hoàng sắc quang mang, đám hào quang kia không ngừng giãy giụa, hóa thành các loại hình thái muốn tránh thoát, nhưng mà nói không thể làm được gì. Soạt. Sau khi hồn loại bị bắt ra ngoài, chỉ ong mắt Lăng Bạch Y có sát ý bắn ra ngoài, hư ảnh đột nhiên nắm chặt, lập tức nổ tung thành vô số quang mảnh, thoáng cái tiêu tán không còn. Tâm thần Hoàng Phủ Bật đã bị cắn trả, miệng phun máu tươi, máu chảy dọc theo khóe miệng. Không thể nào chiến đấu tiếp nữa, kim sắc ngữ giả càng suy yếu không chịu nổi, vừa rồi nó bị Lăng Bạch Y đánh tan, cho nên ngay cả ngưng hình cũng biến thành khó khăn. Hiện tại hồn loại lại bị rút sạch, trực tiếp cắn trả vào trong người của nó, vết thương cũng bị dẫn phát, khí thế toàn thân uể oải, không được phấn chấn. Trong tích tắc, Vạn Nhất Thiên cùng Hoàng Phủ Bật cũng phải khiếp sợ. Vì sao mạnh như vậy? Đám người chung quanh không ngừng sao động, tất cả đều không dám tin nổi. Nội tâm Bạch Lăng Nguyệt cũng nóng như lửa đốt, công kích của hắn càng trở nên mạnh hơn trước, nhưng mà không cách nào giãy giụa ra khỏi trói buộc của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc vừa bấm ngón tay, cả kinh nói. Số mệnh của Lăng Bạch Y xông lên trời, là ta lo ngại sao? Ngọc xích của hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh nhộn nhạo, lập tức đánh bay Bạch Lăng Nguyệt ra xa trăm trượng, lẳng lặng quan sát thế nào. Bạch Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, cũng không truy, mà là sắc mặt âm trầm nhìn qua Lăng Bạch Y, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ thong dong của hắn, trong mắt đầy vẻ luống cuống. Vạn Nhất Thiên càng lo lắng. Bộ dáng không biết làm sao. Trong trận chiến này, bốn gã cường giả siêu phàm nhập thánh đều bị thương, lực lượng Lăng Bạch Y không giảm còn tăng lên,
cao thấp dường như đang nghiêng qua một bên. Giờ phút này trên người Lăng Bạch Y có sát ý mạnh mẽ bộc phát ra ngoài, trực tiếp quấy phong vân, ánh sáng tím trùng thiên, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, càng có người tu vị yếu kém chỉ nhìn một cái toàn thân run rẩy, không cách nào nhúc nhích mảy may. Hoàn toàn dung hợp với sát thần Khải Y, Lăng Bạch Y thắng sao? Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ vạn phần, Lăng Bạch Y giờ phút này lực lượng của hắn đã vượt qua siêu phàm nhập thánh không ít. Tại sao có thể như vậy? Thương Minh thật sự biến thành lịch sử sao? Trong đám người đứng xa xa, chữ Khả Vân cũng có vẻ mặt như vậy, dưới sát khí trùng thiên như vậy, cho dù nàng là cửu giai đỉnh phong cũng run rẩy không thôi. Mạnh thật, đây là lực lượng thần cảnh. Trong nội tâm chữ Khả Vi đại chấn, trên dung mạo già nua của hắn đầy vẻ sợ hãi, trong mắt mang theo thần thái kinh hãi. Thần cảnh, chữ Khả Vân đã giật mình, sợ hãi nói. Dưới bầu trời này làm sao còn có thần cảnh chứ? Hiện tại Lăng Bạch Y có thể thắng được Quỷ Vương ở thành Hồng Nguyệt lúc trước sao? Lực lượng của Quỷ Vương trong trận chiến thành Hồng Nguyệt kinh thiên động địa, gây cho mọi người ấn tượng quá sâu. Cũng là kẻ địch mạnh nhất trong đời chữ Khả Vân từng nhìn thấy. Chữ Khả Vi nói, tuy dưới bầu trời này sẽ không có thần cảnh xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có lực lượng thần cảnh tồn tại. Chữ Khả Vân ngạc nhiên, cảm giác lẫn lộn. Chữ Khả Vi nói, rất đơn giản. Ngươi cảm thấy thực lực Lý Vân Tiêu như thế nào? Chữ Khả Vân nói. Mạnh phi thường, nói hắn là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh cũng không đủ. Ta thậm chí hoài nghi kẻ như Đinh Sơn vừa bước vào siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chữ Khả Vi cười nói. Chuyện này cũng như thế, mặc dù Lý Vân Tiêu không có cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn có được lực lượng của siêu phàm nhập thánh. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Ta hiểu rồi. Ý của phụ thân là Lăng Bạch Y tuy tu vị bị thiên địa quy tắc quản chế, nhưng thực lực vẫn đạt tới thần cấp. Chữ Khả Vi nói, có đạt tới thần cấp hay không ta không nói được, dù sao lực lượng này quá mức cường đại mà không thể kiểm chứng. Nhưng ngươi vừa nêu ví dụ là sai 10 phần, Đinh Sơn không phải là kẻ bình thường. Chữ Khả Vân cau mày nói, chẳng lẽ Đinh Sơn còn có thể lật bàn hay sao? Chữ Khả Vi cười nói, ai biết được. Lăng Bạch Y vừa rồi biểu hiện lực lượng kinh tâm động phách, nhưng hắn hiện tại thực sự có mạnh như vẻ ngoài của hắn hay không? Sợ rằng tất cả, nhân vật, kia cũng đang lo lắng vấn đề này đấy. Lực lượng thần cấp, vừa rồi dễ dàng chém nát Đại Nhật Kiếm Luân, đúng là đã vượt qua cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Hắn thiên hạ vô địch sao? Mái tóc mai của Lý Vân Tiêu chảy mồ hôi lạnh, hắn cũng bị sát khí này chấn nhiếp, ánh mắt không ngừng tỏa ra hào quang. Không đúng. Sát khí đang yếu đi, thực lực của hắn đang giảm xuống. Đồng tử Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhạy cảm bắt được biến hóa nhỏ trên người Lăng Bạch Y. Uy áp và sát khí khôn cùng cơ bản là tới từ áo giáp, mà Lăng Bạch Y bị mấy người vây công, đặc biệt là bị hồn loại của Hoàng Phủ bật tổn thương, trực tiếp tổn thương tới hồn phách của hắn, thứ này làm sao dễ dàng khôi phục được cơ chứ? Còn không có hoàn toàn dung hợp a. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Cho nên mới sinh ra cảnh tượng một mạnh một yếu, bên ngoài mạnh nhưng nội tâm yếu đuối. Chiến lực chân thật của hắn hiện tại thế nào? Sợ rằng tất cả mọi người đang quan sát đấy. Hắn quay đầu nhìn qua Lý Giật xa xa, nhíu mày một cái, nói. Mang Đông Môn Viễn đưa tới Thương Minh tuyệt đối là suy nghĩ của La Thanh Vân cùng Lý Giật, tất nhiên là có ý chí của Vi Thanh. Mượn tay của Thương Minh đối phó Lăng Bạch Y chính là cục diện Vi Thanh cùng Bạch Lăng Nguyệt vui vẻ nhìn thấy. Như vậy Lăng Bạch Y có lực lượng thần cấp và Thương Minh sụp đổ thì thánh vực không muốn nhìn thấy. Giờ phút này Lăng Bạch Y nếu không xuất ra lực lượng tuyệt cường, sợ rằng hắn khó mà kéo dài. Ha ha, loại cảm giác này rất kỳ diệu đấy. Lăng Bạch Y cúi đầu xuống, hắn nhìn qua dị trạng thân thể của mình, toàn thân có lân phiến màu tím bao trùm, phía trên có hoa văn quỷ dị, năm ngón tay thon dài mà yêu dị, sát khí ngưng tụ vào bàn tay. Trong dáng vẻ này, ngực của hắn phập phồng lợi hại, khí tức thập phần hỗn loạn. Đúng như đồng thuật Lý Vân Tiêu nhìn thấy, linh hồn tổn thương nghiêm trọng, mỗi lần khống chế lực lượng kẻ y đều làm khí tức của hắn tán đi, thân thể khó mà thừa nhận nổi. Ban đầu bên ngoài có một ít nghị luận, bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắc hắc, đột nhiên Lăng Bạch Y cười trầm thấp, sau đó ngẩng đầu lên, nói. Ha ha ha. Đám con sâu cái kiến đáng buồn, sợ hãi rồi sao? Hắn tươi cười nghiền ngẫm, đảo qua đám người Vạn Nhất Thiên,
càng nhìn qua xa xa, dường như đang cười nhạo đám người đang ẩn nấp kia. Lăng Bạch Nguyệt âm trầm đáng sợ, cả không gian đang bị sát khí ngập trời đè ép. Lăng Bạch Y lạnh lùng nói. Dạ ảnh vĩnh viễn đuổi theo ánh sáng, nhưng từ hôm nay, bổn tọa tới nơi nào, nơi đó sẽ chỉ có hắc ám hàng lâm. Khí thế và sát khí khủng khiếp trên người của hắn khuếch tán ra ngoài, hắn như quân lâm thiên hạ, rung chuyển khắp nơi. Mỗi người cảm giác bản thân mình như chìm vào trong bóng tối, hoảng hốt không còn đường lui nữa. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên tái nhợt, lấy một vật hình tròn trong tay ra, hào quang chiếu sáng mái tóc hoa dâm của hắn, giống như mặt trời xua tan bóng tối. Hào quang này có vô số ma ha cổ tự bay lên, chúng xếp đặt trên bầu trời như hồ điệp bay múa, thoáng cái biến mất không thấy. Sau đó Nhật Nguyệt tinh thần thông suốt. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trở nên thập phần ngưng trọng, cảm xúc lại vững vàng, hai tay ở cần đại chuyển bàn, tròm râu của hắn lay động, hai đầu lông mày mang theo kiên quyết đập nồi dìm thuyền. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, chuyển bàn này uy lực to lớn, khí thế mênh mông như biển. Cả bầu trời bị phân thành hai nửa, quang và ám, hai bên đang đè ép lẫn nhau. Sắc mặt Đinh Sơn cũng rung động vài lần, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hô thành tiếng, nói. Trụ quang bàn, chí bảo này đang ở trong tay của ngươi. Vạn Nhất Thiên cẩn thận thúc giục trụ quang bàn, sắc mặt dữ tợn, nói. Cho rằng có thượng cổ chiến y thì có thể khó lường lắm sao? Thương minh truyền lưu vạn năm, tích lũy chí bảo như núi, tuyệt phẩm huyền khí không ít. So đấu huyền khí chí bảo thì thương minh sẽ thua sao? Trụ quang bàn này đúng là thần bí khó lường, xuyên thấu qua nhật nguyệt tinh thần. Ba đạo cự luân lăng không bay xuống, giống như dùng trời làm trận, trụ sát vạn vật. Trụ quang mặc dù sáng lạn, nhưng thân thể Vạn Nhất Thiên vẫn không ngừng run rẩy, chỉ tỏng nháy mắt thân thể trắng như tờ giấy. Có thể thấy được bảo vật này đã hao phí tâm thần của hắn, có thể nói là một kích đập nồi dìm thuyền. Trong đầu Lý Vân Tiêu không ngừng tìm tòi ba chữ trụ quang bàn, lại không tu được cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một kiện ma ha cổ khí. Mặc dù là thánh khí cũng có khả năng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trụ quang bàn này chính là sát chiêu chính thức của Vạn Nhất Thiên sao? Có thể có được uy năng như vậy, thật có tư cách tranh phách thiên hạ. Nếu không có Lăng Bạch Y quá mạnh mẽ, chỉ sợ hắn có át chủ bài này cũng không ai biết. Vạn Nhất Thiên cưỡng chế thân thể run rẩy, lạnh giọng nói. Hôm nay lão phu liều tu vị nửa đời cũng muốn gạt bỏ ngươi triệt để. Nhật Nguyệt tinh thần không ngừng vận chuyển. Tinh đấu di chuyển theo quỹ tích lúc trước, trụ quang lúc này sáng tối thương hải tang điền. A, à, có ý tứ. Lăng Bạch Y ung dung nói ra, cả thiên địa đều là thân ảnh của hắn, trong mắt hắn không ngừng có tinh quang ngưng tụ, hàn tinh không ngừng lập lòe. Nói rất là kích tình đấy, nhưng thắng thua có thể như ngươi nói là được hay sao? Giọng nói vang lên, Lục Thương Tử Phong nâng lên, từng vòng sát khí màu tím không ngừng hiện ra trong thiên địa. Hư ảnh La Ma Diễn Na không ngừng ngưng tụ, nó tiến thẳng vào đám mây, bộ dáng và thần thái giống Lăng Bạch Y như đúc. La Ma Diễn Na giơ tay lên, từng đạo tử khí không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, hóa thành một trường kiếm cao vút trước người. Khí tức trong người Lăng Bạch Y hỗn loạn, không ngừng trùng kích tứ chi bách hài, nhưng mà dục vọng với lực lượng tuyệt cường đã dẫn động tâm thần của hắn. Lục Thương Tử Phong trước người rung rung vài cái, cự linh cầm kiếm đong đưa qua lại. Vài đạo kiếm lực khủng bố không ngừng tăng lên nhanh chóng. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên âm trầm vung vẩy cánh tay, lập tức áp chế Vạn Tinh Bàn. Ầm ầm, thân thể Vạn Nhất Thiên không ngừng vỡ ra, máu tươi trong các đại khiếu huyệt bắn ra ngoài, hiển nhiên hắn đã liều cái mạng già của mình. Thân thể Lăng Bạch Y ngưng tụ, giống như bất động tuyệt đối. Sau đó khẽ động, Tử Phong vung lên đâm vào bầu trời. La Ma Diễn Na kiếm không ngừng đâm tới. Đâm vào trong trụ quang vô tận. Lập tức vô số thời không nứt vỡ, thương hải tang điền bị diệt hiện ra trước mặt. Ầm ầm, hào quang khủng bố nổ tung, nó hoàn toàn dung làm một thể với hắc ám, hóa thành lực lượng thuần túy quét qua bốn phương. Thiên địa toái, tứ cực sụp đổ. Vào thời khắc này, đột nhiên mấy đạo lực lượng mênh mông không ngừng ngưng tụ lại, hóa thành kết giới chụp xuống bốn phía. Nếu tùy ý để công kích đánh chúng, sợ rằng cho dù tòa thành to hơn nữa cũng phải hóa thành phế tích, chết tổn thương không thể tính toán. Lý Vân Tiêu bị trùng kích như vậy, thân thể không ngừng lắc lư. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi vòng chiến, dưới thân kiếm của La Ma Diễn Na,
nhật nguyệt tinh thần tan vỡ, nhanh chóng biến mất. Vạn Nhất Thiên phun máu tươi, hai tay ôm trụ quang bàn không ngừng lui về phía sau, trên thân thể càng có trăm ngàn vết lỡ loét, không ngừng phun máu tươi. Lăng Bạch Y cũng đã bị phản chấn, máu tươi từ trên khóe miệng chảy xuống đất, nhưng hai mắt của hắn vẫn tỏa sáng, sát khí trong mắt tăng vọt, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất Thiên đang dậm chân tại chỗ. Khục khục. Vạn Nhất Thiên ho khan kịch liệt, miệng không ngừng phun máu tươi, một tay che miệng nhưng không thể nào ngăn cản máu tươi trào ra ngoài. Không phải nói rất dõng dạc sao? Tại sao không nói? Lăng Bạch Y mỗi khi bước đi đều làm thiên địa chấn động, dư âm một kiếm vừa rồi lập tức quét qua bốn phía, làm cho người ta không thể nhìn được. Khục khục khục. Vạn Nhất Thiên phun máu tươi liên tục, khí tức trên người không ngừng yếu bớt, nhưng không có chút ý sợ hãi nào cả, ngược lại cười ha hả, nói. Ngươi cho rằng át chủ bài cuối cùng của ta là trụ quang bàn hay sao? Ha ha ha, khục khục khục. Thân thể Lăng Bạch Y trì trệ, đột nhiên cảm giác tử vong bộc phát trong lòng. Cái cảm giác này rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tử vong cách mình gần như thế. Lỗ chân lông toàn thân lập tức nở ra, bao trùm trên lân phiến màu tím của thân thể hắn, thoáng cái bộc phát sáng ngời yêu dị, dường như kích phát ra tiềm năng vô cùng. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hoảng hốt nói. Cái đó là... Chỉ thấy trên đầu Lăng Bạch Y có một đám kim quang hiện ra, sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra ngoài, cả bầu trời không ngừng áp xúc lại, lập tức thân thể của hắn chấn động mạnh mẽ. Không gian ở nơi xa hơn không ngừng chấn động mạnh, những dư âm còn lại không ngừng ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Điểm nhỏ này xuất hiện trước bàn tay màu vàng, hắn mở năm ngón tay ra nắm chặt. Không gian trở nên cực kỳ chân thật, nắm đấm không ngừng khuếch tán ra bốn phía, xuyên thẳng qua thời không. Đại tịch diệt quyền. Từ xưa đến nay, cao thấp tứ phương, trong vạn vật hoàn vũ, một quyền này vừa sinh ra đã dập tắt, biến mất tại chỗ. Cảm giác hít thở không thông của mọi người biến mất, đồng tử không ngừng mở to nhìn qua một quyền này. Đoan Mộc Hữu Ngọc giận dữ hét. Ngạo Trường Không, ngươi làm chuyện đánh lén như vậy không cảm thấy mất mặt hay sao? Tiếng nói tức giận biến thành lực trùng kích, nó dung nhập vào đầu óc mỗi người, toàn thân mọi người run lên, hai đồng tử bắt đầu mở to tới cực điểm. Đứng đầu thập đại phong hào võ đế, là tồn tại vô địch thiên hạ lại ra tay. Ha ha ha. Sau đó là tiếng cười vang của Vạn Nhất Thiên, hắn cười vang còn mang theo máu tươi và mảnh vỡ nội tạng, nhưng hắn vẫn hưng phấn khó nhịn. Át chủ bài chính thức của ta chính là một quyền của Ngạo Trường Không. Năm đó hắn thiếu nợ hạ một nhân tình, hôm nay là thời điểm trả lại. Mỗi người đều nín thở, gương mặt bọn họ đầy kinh hãi, nhìn qua một quyền vô địch kia, không người nào có thể ngăn cản. Lúc này Nguyệt Động run lên, trên gương mặt ửng hồng, toàn thân kích động mà run lên. Dưới một quyền này, Lăng Bạch Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậc chậc, ban ngày rất bạo lực nha, buổi tối rất ngu rất ngây thơ. Đột nhiên một tiếng nói châm chọc vang lên, truyền vào trong tai của mỗi người. Một đạo hào quang không biết tới từ đâu, giống như trống rỗng xuất hiện, nó hóa thành chiến kích rui rỡ ngăn cản trước mặt Lăng Bạch Y. Vô số phù văn như cây bồ công anh tung bay trên chiến kích, hóa thành hào quang màu lam sáng bóng. Cả chiến kích xuất hiện kết tinh bông tuyết, cũng mơ hồ có thanh lôi tử điện chớp động. Đó là, biển cả như ở trước mắt. Lý Vân Tiêu kinh hãi, Nguyệt Đồng của há nhìn thấy một thân ảnh tiêu sái mặc áo bào vàng. Vạn Lý Băng Phong Thiên Ngọc Toái, Tuyết Ánh Sơn Hà Kinh Lôi Đình. Thân ảnh kia cầm lấy chiến kích, thoáng cái quét ngang bát phương, dưới một quyền khoáng thế này cho người ta cảm giác như đang đi xả thân. Trong mắt Vạn Nhất Thiên như lồi ra, kinh sợ liên tục, chỉ vào trời cao không ngừng run rẩy, lại nói không ra lời, chỉ không ngừng ho ra máu, uể oải tới cực điểm. Đột nhiên một thân ảnh lao tới, trong chốc lát liền xuất hiện trước người Lăng Bạch Y, lúc này một tay kết ấn, tức giận quát. Ta không tin không thể giết ngươi. Lăng Bạch Y xoay người lại, dường như hai chiêu kinh khủng sau lưng không quan hệ gì với hắn. Cuối cùng vẫn là ta với ngươi kết thúc sao? Sơ Lục Thương Tử Phong lên, thoáng cái ngăn cản trước người. Ấn quyết của Bạch Lăng Nguyệt còn chưa đánh vào thân kiếm, một lực đạo kinh thiên trùng kích thẳng tới. Biển cả cuồng bạo, sóng lớn vỗ bờ, sau đó cả quyền thế đánh lên chiến kích phát ra tiếng nổ chấn động nhân tâm. Ầm ầm. Cả bầu trời nổ tung, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ hỗn độn. Ngạo Trường Không, Trác Thanh Phàm, Lăng Bạch Y,
Bạch Lăng Nguyệt đều bị cuốn vào trong đó. Ninh Sơn cùng Hoàng Phủ Bật đều cả kinh lui ra phía sau, sắc mặt không còn chút máu, nếu như dính vào bên trong, chắc chắn phải chết ngay lập tức. Phốc! Vạn Nhất Thiên không chịu nổi đả kích nên phun máu tươi rơi xuống mặt đất, thoáng cái ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức yếu ớt như tơ nhện. Trần Trung Hy hoảng hốt, vội vàng đi qua nâng hắn dậy, nhét các thánh vật chữa thương vào trong miệng hắn. Sau khi năng lượng phong bạo quét qua trong ngắn ngủi, chúng không ngừng khuếch tán ra ngoài, từng cường giả bố trí kết giới bên ngoài, thiên địa rung chuyển, kết giới kia hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào gió lốc, năng lượng khổng lồ ngăn cản thần thức của hắn, thực sự mơ hồ trông thấy thân ảnh bốn người. Tràng diện trước mặt bao phủ nhân tâm, trong lòng của hắn càng sinh ra nghi ngờ, phách thiên luyện thể quyết của mình chính là Vạn Nhất Thiên cho, cũng chỉ có nửa bộ. Mà Ngạo Trường Không lại thiếu nợ Vạn Nhất Thiên một nhân tình, rốt cuộc quan hệ trong đó là như thế nào? Hơn nữa béo gầy đầu đà đã thử thân thủ của mình, chính mình tu luyện phách thiên luyện thể quyết thì Ngạo Trường Không biết rõ, hơn nữa nhất định cũng biết rõ nguyên nhân 20 năm trước hắn vẫn lạc. Hắn thu ánh mắt lại, nhìn qua chung quanh đang ở trạng thái hư vô, lạnh lùng lẩm bẩm. Là chấm dứt sao, hay chỉ là bắt đầu? Toàn thân Tô Liên Y run lên, nói. Chỉ là bắt đầu, có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu khóe miệng có chút sơ lên, nói. Ta cũng rất tò mò, Lăng Bạch Y hôm nay có khả năng sống sót hay không? Đương nhiên không có khả năng sống rồi. Một tiếng nói vang lên bên tai, chỉ thấy béo gầy đầu đà hai người đứng cách đó không xa, đều là nhìn chằm chằm vào hắn. Béo đầu đà kêu lên. Công tử đã ra tay, tất cả đều chấm dứt, trong thiên hạ không người nào có thể lật bàn cả. Gầy đầu đà gãi gãi đầu, nói. Nhưng mà tình cảnh hiện tại, công tử cũng bị cuốn vào, tuy chắc chắn không có chuyện gì, nhưng một chiêu đã qua, nếu như Lăng Bạch Y không chết, đây chẳng phải đánh mất uy phong của công tử hay sao? Đúng vậy à, đúng à. Béo đầu đà cũng lo lắng, sắc mặt tràn đầy trách móc nặng nề nói. Đều do Trác Thanh Phàm, nếu như hắn không quấy nhiễu, Lăng Bạch Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại đúng là khó nói. Gầy đầu đà đột nhiên vỗ đầu, cười hì hì nói. Tuy nói công tử thiếu nợ Vạn Nhất Thiên nhân tình, đồng ý ra tay một lần, nhưng không chuẩn công tử thấy Lăng Bạch Y không chết, thẹn quá hóa giận ra tay lần nữa cũng chưa hẳn nha. Ai quy định công tử đánh xong một quyền phải đi nha? Đúng đúng đúng, nói như thế, Lăng Bạch Y chết chắc, chuyện này không thể đe dọa uy danh của công tử. Béo đầu đà cũng đại hỉ, vỗ tay tán thưởng. Ra tay lần thứ hao sao? Hừ, điều này sao có thể? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu nghĩ như thế, nếu như Ngạo Trường không muốn ra tay hai lần, cũng sẽ không ra tay vào thời khắc trọng yếu, mà là quang minh chính đại đánh một trận. Ánh mắt của hắn nhìn qua trung tâm vòng xoáy, cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một kích của Ngạo Trường không đương nhiên là át chủ bài cuối cùng của Vạn Nhất Thiên, sau đó Thương Minh không còn lực lượng ngăn cản Lăng Bạch Y rồi, sinh tử Lăng Bạch Y phải xem thái độ của cường giả ẩn nấp chung quanh. Đây là trận chiến kinh thiên động địa, quét qua toàn bộ Bắc Vực, thậm chí đều hấp dẫn cường giả trong thiên hạ tới đây. Tất cả đều án binh bất động trông xem như thế nào. Luồng khí xoáy kia không ngừng tiêu tán đi, chậm rãi xuất hiện cảnh tượng trong đó. Ngạo Trường không thu liếm kim quang trên người, khôi phục màu da bình thường, sắc mặt của hắn không có chút gợn sóng nào cả, cứ như vậy sừng sững trong thiên địa, lại hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Tất cả đều nín hơi nhìn qua tồn tại vô địch thiên hạ này. Trác Thanh Phàm thì là tản mạn hơn nhiều, chiến kích bị hắn đặt lên bờ vai. Khóe miệng của hắn mỉm cười nhưng cảnh giới vạn phần. Hai người đều không nói gì, sau khi nhìn qua nhau, cũng chẳng muốn nhìn nhiều, ánh mắt nhìn qua Lăng Bạch Y hai người. Hai người bị cuốn vào trong phong bạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhúc nhích qua. Bạch Lăng Nguyệt đánh một trường cách Lục Thương Tử Phong ba thốn. Nhưng mà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Khục, hắn ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, giống như dùng toàn bộ tâm lực của hắn, đầu óc rối loạn. Ông trời vẫn lựa chọn đứng bên ta. Lăng Bạch Y lạnh nhạt nói ra, Lục Thương Tử Phong kêu vang, thu hồi sáu răng kiếm, biến trở về trạng thái bình thường, sau đó biến mất. Tiếng gió và tuyết trắng bay loạn. Gương mặt dữ tợn kia từ từ tán đi. Thân ảnh sát thần cũng biến mất, lân phiến màu tím mất đi, khôi phục bộ dáng bình thường. Sắc mặt lúc trước bị La Ma Diễn Na bao phủ nên không rõ, giờ phút này tái nhợt như giấy, trên mặt không còn chút máu nào cả.
áo trắng bay phất phơ trong gió, Lăng Bạch Y quay người liền muốn ly khai. Đứng lại, vì cái gì không giết ta? Bạch Lăng Nguyệt gào thét, trên mặt đầy tức giận. Ha ha, đệ đệ đáng thương của ta, người giờ phút này có khác gì chết chứ? Lưu tính mệnh của ngươi, giống như nuôi một con chó điên, thời điểm không thú vị còn có thể dùng tìm vui, người xem có tốt hay không? Lăng Bạch Y lạnh lùng cười cười, bộ pháp của hắn không dừng lại. A, à, ta muốn giết ngươi. Khí tức trên người Bạch Lăng Nguyệt bắt đầu cuồng bạo, lực lượng không ngừng tăng lên. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, nhưng lại là Lý Dật, lo lắng nói. Bạch Lăng Nguyệt đại nhân, không nên mất lý trí, muốn báo thù còn nhiều thời gian. Cút! Bạch Lăng Nguyệt gầm lên một tiếng, tiện tay một chưởng nhìn cũng không nhìn tự đập đi qua. Lý Dật hoảng hốt, hắn cảm giác nguy hiểm không ngừng sinh ra, hai tay giơ ngang muốn ngăn cản một chưởng này. Bành! Một chưởng này đánh hắn mất 3 lít máu, thân thể bay lên cao, không ngừng bay đi như diều đứt dây. Tuy thiên phú của hắn thiên hạ chú mục, nhưng cũng không có bao nhiêu người đặt mắt lên người của hắn, trong nháy mắt đều làm như không thấy. Ta cho dù chết cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Bạch Lăng Nguyệt triệt để nổi giận, lực lượng toàn thân tăng lên tới cực điểm, năm ngón tay xương trắng tùm cầm huyền khí tiến lên. Lăng Bạch Y dừng chân lại, dưới tiếng gió phần phật, tuyết trắng đầy trời. Tranh đấu vài chục năm qua, ngươi triệt để thua, thua thương tích đầy mình, ta cũng mệt mỏi. Hắn nói khẽ. Nếu ngươi cũng mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Vĩnh biệt, đệ đệ đáng thương a, kiếp sau không nên lại gặp ta. Một đóa bông tuyết trước người của hắn cứng lại, kết xuất băng tinh sáu cạnh vô cùng xa hoa. Cả thời không dường như bất động, Lăng Bạch Y giơ tay lên, một ngón tay điểm ra, cũng không có gì rực rỡ, chỉ là một đám bông tuyết trắng hình thành cánh hoa mà thôi. Chỉ tuyết trắng. Đó hoa màu trắng đông cứng Lăng Bạch Nguyệt, hoàn toàn không có máu chảy xuống. Đồng tử Bạch Lăng Nguyệt không ngừng biến lớn, trở nên bình tĩnh, trong mắt của hắn mang theo giải thoát, khóe miệng tươi cười đắng chát. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Hứa nguyện một câu sau cùng, không cam lòng nhắm mắt, thân hình của hắn bay ngược ra phía sau, càng bay càng xa. À, còn không phục sao? Tính cách thật quật cường, ta chờ ngươi. Trong mắt Lăng Bạch Y mang theo nụ cười lạnh, tuyết trắng bao phủ đầy trời. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn dường như đi tới nơi không người, chậm rãi vượt qua Ngạo Trường Không và Trác Thanh Phàm, không có quay đầu lại. Ba đạo thân ảnh đứng trên bầu trời, tất cả mọi người đều cảm thấy nội tâm kích động khó hiểu. Ba người mạnh nhất trong thập đại phong hào võ đế, một màn này có lẽ cả đời khó gặp. Không có người nào nhúc nhích, không có một tia âm thanh, chỉ có Lăng Bạch Y di động như tơ liễu, như tuyết trắng. Giống như Bạch Lăng Nguyệt bay đi càng xa không quan tâm tới tất cả. Hô, rốt cuộc sát nhân cuồng ma đã rời đi, rất sợ đó nha. Trác Thanh Phàm bộ dáng như chút được gánh nặng, vỗ ngực một cái. Hắn thu hồi ánh mắt, cười nói. Trường Không huynh, một quyền vừa rồi đúng là mạnh mẽ nha, thiếu chút nữa giết ta rồi. Có hứng thú đi uống hai chén rồi ăn bánh bao áp không? Không có hứng thú. Ngạo Trường Không phất tay áo rời đi. Giống như chẳng muốn nhìn chuyện còn lại. Công tử, chờ ta một chút. Béo gầy đầu đà kinh hô sau đó hóa thành hào quang bay đi, bay theo sau lưng Ngạo Trường Không, trong miệng còn đang không ngừng nói thầm cái gì đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, Ngạo Trường Không từ đầu đến cuối không có nhìn hắn, đó là cảm giác khinh miệt không hề che giấu. Nguyên do rất đơn giản, giờ phút này hắn còn chưa có thực lực để người ta nhìn thẳng. Đây thật sự là thế giới tàn khốc, mặc kệ ngươi đã từng mạnh bao nhiêu, giờ phút này ngươi chỉ có thể vùi đầu khổ tu, đuổi theo bước chân và bóng lưng của người ta. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không có tức giận và không vui, ngược lại hắn cảm thấy dễ dàng hơn, chuyện này chứng minh Phách Thiên Luyện Thể Quyết đã qua đi, cho dù sau này hắn thoải mái thi triển, thiên hạ đều biết, Ngạo Trường Không cũng không vì chuyện này mà tìm hắn gây phiền toái. Mà về phần thân phận địa vị, sức nặng trong mắt của người khác. Những điều này tăng lên không hề nhỏ. Chỉ cần không ngừng tiến lên trên con đường võ đạo, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau lần nữa. Ai nha, người không thú vị. Trác Thanh Phàm phàn nàn không thôi. Vạn Nhất Thiên ngồi xếp bằng trên vùng đất, gương mặt âm trầm chảy ra nước, khàn giọng nói. Trác Thanh Phàm, thương minh chúng ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội ngươi,
hôm nay ngươi phá hư đại sự của ta, lão phu thể bất lưỡng lập với ngươi. Tầng tầng bố cục, sát chiêu trùng trùng, đã vào cục diện thắng chắc, một kích mấu chốt bị Trác Thanh Phàm phá hư, hắn làm sao không tức giận, tròng mắt như nứt ra. Trác Thanh Phàm khua tay nói, Nhất Thiên đại nhân, người tuổi tác đã cao, ngàn vạn đừng tức giận. Không bằng chúng ta cùng uống trà, giảm tức giận đi, ta bồi tội với ngươi là dược. Vạn Nhất Thiên nghe vậy càng giận hơn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, một chút chân nguyên vừa khôi phục lại tán loạn. Ha ha, uống trà tốt, bổn công tử thích uống trà. Những tục nhân này làm sao hiểu được vị đạo của trà xanh. Thanh Phàm huynh, không bằng chúng ta đi uống vài chén. Đoan Mộc Hữu Ngọc vỗ tay cười ha hả. Trác Thanh Phàm cười nói. Cũng tốt, hai người uống tốt hơn một người, nhưng lại có thể thỉnh Ngọc công tử miễn phí tính toán mệnh cho ta đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Không cần tính toán, từ nay về sau, chân trời góc biển, người sẽ không mua được thứ gì của Thương Minh đâu. Ha ha. Trác Thanh Phàm cười ha hả, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể biến mất cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc, biến mất vô tung vô ảnh. Chính chủ đã đi sạch, chỉ còn lại bầu trời cô tịch và mặt đất đầy thương tích. Hoàng phủ bật nhìn về phía Vạn Nhất Thiên, nói. Nhất Thiên huynh, bảo trọng thân thể, còn nhiều thời gian, ta trước cáo từ. Cũng không đợi Vạn Nhất Thiên trả lời, thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất trên trời cao. Vạn Nhất Thiên nhìn không được ho khan kịch liệt, lập tức già nua rất nhiều. Một lần là xong, kết cục lại thảm đạm, kế hoạch, mưu lược vĩ đại cũng biến thành bọt nước. Lý Vân Tiêu tiến lên phía trước nói. Nhất Thiên huynh, Hoàng phủ bận nói đúng, còn nhiều thời gian, không thể tinh thần sa sút. Vạn Nhất Thiên thở dài, liên tục lắc đầu. Đinh Sơn Ân cần nói. Nhất Thiên đại nhân, người an tâm dưỡng thương đi, Thương Minh chỉ cần còn có ta tồn tại, như vậy nhất định sẽ chống đỡ tốt, thậm chí nâng cao một bước. Đồng tử Vạn Nhất Thiên co rụt lại, ánh mắt uể oải chán trường trở nên lăng lệ, quát. Đinh Sơn ngươi có ý tứ gì? Đinh Sơn thản nhiên nói. Không có ý gì, Nhất Thiên huynh ngươi phản ứng quá kích. Ta nói trong khoảng thời gian Nhất Thiên huynh dưỡng thương, để ta thay ngươi làm người đứng đầu Thương Minh, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, không phụ nhờ vả. Cái dám! Vạn Nhất Thiên tức giận nói tục, tức giận toàn thân phát run, quát. Ai cần ngươi thay ta đứng đầu Thương Minh? Ngươi an tâm làm tốt hội trưởng Thiên Nguyên Thương hội của ngươi là không phụ nhờ vả rồi. Là không phụ lòng của mọi người rồi. Đinh Sơn thở dài. Ta chỉ muốn phân ưu với Nhất Thiên huynh mà thôi, đã không muốn, ta không ép buộc. Theo cách nhìn của ta, Nhất Thiên huynh và Trần Trung Hy đại trưởng lão đã trọng thương, Vạn Bảo Lâu thực lực rớt xuống ngàn trượng, đã không thích hợp tồn tại lâu dài trong ban trị sự Thương Minh nữa. Cái gì? Vạn Nhất Thiên tức giận trong mắt như rớt ra ngoài, quát to lên. Ngươi muốn khai trừ Vạn Bảo Lâu ra khỏi ban trị sự Thương Minh. Người bốn phía không ngừng ngạc nhiên, bộ dáng cứng ngắt, đầu óc rối loạn. Vạn Bảo Lâu đứng đầu Thương Minh nhiều năm, danh hào thiên hạ đệ nhất thương hội xâm nhập nhân tâm, trong trận chiến hôm nay càng thể hiện rõ uy lực của nó. Hiện tại Đinh Sơn mới mở miệng đã khai trừ Vạn Bảo Lâu ra khỏi ban trị sự Thương Minh, trừ chính hắn ra, chỉ sợ không có ai đáp ứng cả. Lý Vân Tiêu cũng bị sặc, tuy hắn đã sớm nghĩ tới Thương Minh sẽ phân liệt, nhưng mà không nghĩ tới lại trần trụi như thế này. Đinh Sơn nói, không phải trục xuất, mà là Vạn Bảo Lâu đã không có năng lực dừng lại trong ban trị sự Thương Minh. Căn cứ quy định Thương Minh, Nhất Thiên huynh lần sau còn có thể xin. Chê cười, ngươi nói không có năng lực thì không có năng lực sao? Thương Minh lúc nào tới phiên ngươi làm chủ? Vạn Nhất Thiên phẫn nộ quát. Vạn Bảo Lâu vào lúc này mặc dù yếu, lão phu tự hỏi muốn diệt trừ Thiên Nguyên Thương hội cũng dư xài đấy. Đinh Sơn nói. Thương Minh là nơi căn cứ theo quy củ, Nhất Thiên huynh giảng man lý là không có ý nghĩa. Nhưng mà, Thiên Nguyên Thương hội cho tới bây giờ vẫn không sợ man lý đâu, các thành viên Thương Minh khác cũng không sợ. Nhất Thiên huynh nếu muốn dùng thủ đoạn dã man, chuyên quyền độc đoán, vậy thì mời ra tay. Hôm nay thiên hạ hào kiệt đang ở đây sẽ làm chứng đấy. Ngươi, ngươi, khục, khục, khục. Vạn Nhất Thiên tức giận thương thế tăng lên, không ngừng ho khan, miệng phun máu tươi. Đinh Sơn thở dài. Nhất Thiên huynh giờ phút này thổ huyết nhiều như thế, chẳng lẽ là muốn giả đáng thương, đánh bài bi tình. Phốc! Vạn Nhất Thiên bị tức phun máu tươi, bắn cao vài thước, chân nguyên điều tức lúc trước cũng rối loạn,
thương thế xấu tới cực điểm, nói nhảm cũng không nói được, toàn thân run rẩy. Trần Trung Hy khẩn trương, tức giận. Ninh Sơn, người muốn thế nào, lão phu tiếp là được. Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua, cho dù là Vãn Nhất Thiên hay là Trần Trung Hy, giờ phút này đều khó có khả năng là đối thủ của Ninh Sơn, trong lòng mọi người sinh ra cảm giác thương hải tang điền, hẳn là thời đại thật sự luân chuyển vào hôm nay hay sao? Ninh Sơn gật đầu nói. Cũng tốt, người thân là đại trưởng lão Vạn Bảo Lâu, thật có tư cách đại biểu Vạn Bảo Lâu. Như vậy đi, ta cho ngươi ba chiêu, nếu như ngươi thắng, Vạn Bảo Lâu liền cho ngươi tiếp tục lưu lại ban trị sự, thua thò để Thiên Nguyên Thương Hội tiến hành thay thế. Cái gì? Trần Trung Hy kinh hãi, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Sơn, loại điều kiện này tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Khục khục, điều kiện của Ninh Sơn huynh quá hà khắc rồi. Tiễn sinh cũng không quen nhìn, đi ra nói chuyện, nói. Không bằng chờ thương thế của Thiên Nhất huynh tốt rồi nói sau, sau đó các ngươi tổ chức võ quyết mới công bằng. Ninh Sơn cười lạnh nói. Tiễn sinh huynh đang muốn thông đồng với Vạn Bảo Lâu sao? Thương thế Vạn Nhất Thiên chỉ sợ đời này không tốt lên, vì vậy Vạn Bảo Lâu có thể lăn lộn ở Thương Minh cả đời xoa. Tiễn sinh lập tức không nói được gì. Cái này, Vạn Nhất Thiên cho dù bị cường đại cũng sắp tức chết, cắn răng nói. 3 năm, cho lão phu thời gian 3 năm là thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó sẽ tử chiến với ngươi một trận. Ninh Sơn nhíu mày, lạnh lùng nói. 3 năm, thời gian của bổn tọa không đáng tiền sao? Thật có lỗi, thật sự không có nhẫn nại như vậy. Hơn nữa thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, thế lực thay đổi là bình thường, ngươi có thể thay đổi bánh xe thời đại hay sao? Cam chịu số phận đi, tuy bi tráng nhưng thời đại lựa chọn là như vậy mà. Cửu cực quang hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, chiếu rọi cả thiên địa, chiếu lên sắc mặt không cam lòng và tức giận của Vạn Nhất Thiên, còn có một tia tuyệt vọng tại đáy mắt. Thời đại lựa chọn, do miệng ngươi thảo luận sao? Lão phu mặc dù không cùng mạch với thời đại cũng không phải ngươi có thể thay thế. Trên người Vạn Nhất Thiên có khí tức cường đại sáng lên, vùng đan điền có ánh sáng nhàn nhạt. Hai tay bấm niệm pháp quyết hội tụ các loại cực quang, lúc này hào quang sáng lên, thời gian lưu chuyển. Ngươi! Ninh Sơn cả kinh, vội vàng thả người thối lui, trầm giọng nói. Ngươi lại muốn tự bạo đan điền cùng trụ quang bàn, muốn chết không toàn thây, một chút tôn nghiêm cũng không có. Ha ha, giết ngươi chính là tôn nghiêm lớn nhất. Vạn Nhất Thiên đã bỏ qua bất cứ cái gì, trong mắt chít muốn giết Ninh Sơn. Trụ quang bàn không ngừng thúc giục tới mức tận cùng. Nhật nguyệt tinh thần không ngừng sáng lên. Ai có thể khám phá danh lợi, ngao du thái hư đây. Một tiếng than nhẹ vang lên, sau đó phủ văn màu vàng rơi xuống, đặt trên trụ quang, mơ hồ hóa thành hư ảnh cung điện. Sau đó không trung xuất hiện khe hở, một ống tay áo thu trụ quang bàn đi. Một tên nam tử mặc áo bào xám xuất hiện trên không trung, trên mặt không có chút thần thái nào, hoàn toàn không đếm xỉa tới người bên dưới. Trong lòng Vạn Nhất Thiên hoảng hốt, hắn đã mất đi liên hệ với trụ quang bàn. Mặc dù không hoàn toàn luyện hóa bảo vật này, nhưng mà chìm đắm hơn 10 năm, luyện hóa hơn một nửa, sao có thể dễ dàng bị người ta thu như vậy, hẳn là đạo kim phù vừa rồi đã ngăn chặn liên hệ giữa hắn và trụ quang bàn. Trụ quang bàn mất đi, Vạn Nhất Thiên vội vàng ngăn chặn lực lượng cuồng bạo trong đan điền, ức chế nó nổ tung. Thương Ngô Khung, người có ý gì? Mắt hắn đầy lửa giận. Thời điểm này hắn hiểu được, người sau lưng Ninh Sơn tất nhiên là hắn. Khó trách lại biến thành thế cục này, chính là có chấp chính giả của thánh vực nhúng tay. Hắn chính là Thương Ngô Khung đại nhân. Đám người xa xa kính sợ, còn có chút võ giả nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết người này, sau khi hỏi ra mới hoảng sợ. Ngay cả chấp chính tư của thánh vực cũng tới, trời ạ, thật sự là không uổng công đi tới đây hôm nay, có thể nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy, cho dù chết cũng đáng. Rất nhiều người kích động vạn phần. Thương Ngô Khung nói. Nhất Thiên đại nhân, chỉ là một ít tranh giành danh lợi mà thôi, cần đánh bạc tánh mạng sao? Mạng của đại nhân chỉ bằng một chút oán khí. Hừ. Vạn Nhất Thiên mặt mũi cười lạnh, nội tâm thầm mắng không thôi, nói. Đại nhân sớm không hiện ra muộn không hiện ra, hết lần này tới lần khác hiện tại ra cứu Đinh Sơn một mạng, không biết là mục đích gì. Hẳn là Đinh Sơn là ngươi xếp vào trong Thương Minh làm khôi lỗi sao? Sau khi tự bạo đan điền thất bại, hắn cũng tỉnh táo lại, chết tử tế không bằng còn sống, quân tử báo thù 10 năm không muộn.
lập tức không hề muốn chết, mà là hoặc không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp vạch trần sự thật. Quả nhiên, trong đám người có các tiếng nghị luận vang lên. Sắc mặt Thương Ngô Khung biến hóa, trên mặt có một tia giận dữ, khẽ nói, Nhất Thiên Đại Nhân, thật sự là hảo tâm không có hảo báo, ta ra tay là cứu ngươi, đã ngươi không lĩnh tỉnh cũng thôi, các ngươi tiếp tục thế nào thì làm, ta bỏ qua. Hắn phẩy tay áo một cái, liền muốn ly khai. Vạn Nhất Thiên lập tức há hốc mồm, thiếu chút nữa tức giận bất tỉnh, hắn cố áp chế tức giận, thân thể bị thương lại bị thương lần nữa, hơn nữa mất đi trụ quang bàn, hắn không có át chủ bài đồng quy vu tận với Đinh Sơn, triệt để biến thành cừu non đợi làm thịt. Hơn nữa ở xa xa có tiếng nói châm chọc vang lên. Đúng thế, thực không phải tốt xấu, Thương Ngô Khung đại nhân đi rồi, xem hắn chết như thế nào. Đinh Sơn cũng thương tiếc thán lắc đầu, giống như bất tranh khí. Trong đám người, chữ Khả Vân nói nhỏ. Phụ thân, xem ra Vạn Bảo Lâu sắp hỏng bét, Thương Minh sợ rằng phải đổi chủ. Chúng ta có nên động thủ hay không? Động thủ. Chữ Khả Vi nhíu mày, bắn ra mấy phần vui vẻ, nói. Tại sao phải động thủ? Để Thương Minh tự giải quyết đi, sau lưng Tinh Nguyệt trai có Thần Tiêu Cung, cũng không bị ảnh hưởng gì. Ta sớm đã biết rõ Đinh Sơn không phải vật trong ao, hiện tại người sau lưng hắn đã xuất hiện, đây là chuyện tốt. Sợ hãi phần lớn đến từ chính không biết, hiện tại Đinh Sơn tuy mạnh nhưng chúng ta không cần sợ hãi hắn. Chữ Khả Vân nói. Đúng thế, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Đinh Sơn cũng không dám thế nào với Tinh Nguyệt trai. Đinh Sơn từng bước đi về phía Vạn Nhất Thiên, mỗi bước rất trầm ổn, không gian kia chấn động rất nhỏ, chấn động nội tâm của mọi người, chứng minh trật tự mới ra đời. Ai có thể khám phá danh lợi, ngao du thái hư. Đột nhiên có tiếng thở dài vang lên, áo trắng chớp động, Lý Vân Tiêu ngăn can trước mặt Vạn Nhất Thiên, trực diện Đinh Sơn. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm chấn động, ánh mắt ngưng tụ, giật mình nhìn qua hắn. Hiện tại ai cũng thấy được Vạn Bảo Lâu đã tới tình trạng vô vọng, bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, mà ngay cả Tiễn Sinh, Hàn Quân Đình cũng không có xuất đầu, hắn xuất hiện làm cho Vạn Nhất Thiên cũng ngạc nhiên. Đáy mắt Hàn Quân Đình có tinh quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Đinh Sơn càng đại biến, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, người có ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Không có gì. Chỉ là không ưa trật tự mới của Thương Minh trong lời của ngươi mà thôi. Cho nên ta không muốn thấy cái trật tự mới này. Vô căn cứ. Đinh Sơn giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng sắc mặt lập tức tự hòa hoãn xuống, nói. Lý Vân Tiêu, Linh Nhi đã hoàn hảo. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ nhíu mày một chút, nói. Tự nhiên là tốt, nhưng có liên quan gì tới ngươi? Đinh Sơn thở dài nói. Từ đầu đến cuối. Ta chính là phụ thân của nha đầu Linh Nhi. Con em ngươi à? Lý Vân Tiêu nhịn không được mắng to, nói. Trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như ngươi hay sao? Nhưng mà cũng bình thường, ngươi vô sỉ thiên hạ đều biết. Đinh Sơn cau mày nói. Công ơn nuôi dưỡng 20 năm, tình cảm phụ nữ, há có thể do ngươi một bên tình nguyện xóa đi. Nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng, có một số việc phụ nữ chúng ta phải nói rõ mới tốt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, giơ tay lên, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài, hóa thành giới thần bi bay lên cao. Trên thân bia có dị sắc xuất hiện, các loại phù văn thoáng hiện, khí tức mờ mịt xuất hiện trên cao. Nàng đang ở trong siêu phẩm huyền khí này, ta cũng rất niệm tình phụ nữ các ngươi, nàng giờ phút này thập phần sa sút, ta hy vọng ngươi có thể đi an ủi nàng một phen. Lý Vân Tiêu cười rất ấm áp híp mắt, sâu trong đồng tử là hàn quang. Chi, siêu phẩm huyền khí, hắn vừa nói là siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu vừa mới giới thiệu, lập tức kíp nổ đám người ở xa, bọn chúng bắt đầu kinh hãi. Đã sớm nghe nói trong tay của hắn có siêu phẩm huyền khí, không thể ngờ lại là thật, không hổ là phá quân võ đế a, dám lộ ra trước mặt cường giả trong thiên hạ. Ta cảm thấy không có khả năng, siêu phẩm huyền khí không phải chỉ có Nặc Á Chi Chu sao? Tấm bia đá kia là thứ gì? Hắn đúng là cho rằng mình vẫn còn là cổ phi dương nha, sợ rằng vừa ra khỏi thành đã bị người ta phanh thây rồi. Ha ha, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Không chỉ có thiên hạ cường giả ra hết, ngay cả siêu phẩm huyền khí cũng hiện thế, ha ha, đã hiền nha. Các âm thanh nghị luận vang lên liên tiếp. Ninh Sơn nhìn giới thần bi, trong nội tâm hơi nhộn nhạo,
cánh tay không nhịn được run rẩy một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói. Phát sinh chuyện này, ai cũng không muốn nhìn thấy, tâm tình Linh Nhi giờ phút này ta hiểu. Nhưng dù sao tâm tình Nhi nữ không bằng thời đại biến hóa, chuyện cửu âm cửu dương do ngươi khởi xướng, bây giờ là vạn nhất thiên A. Trong mắt của hắn lúc này bắn ra hào quang âm lãnh, nhìn chằm chằm vào vạn nhất thiên, cắn răng nói. Đừng có làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cho ta một tấm đan phương giả, lúc này mới có sự cố trong luyện chế, liên lụy hơn 10 cường giả đương thời chết thảm. Ngay cả con của ta cũng góp vào, bút nợ máu này, hôm nay cũng phải trả bằng máu. Hắn xảo diệu chuyển hóa xấu hổ không dám vào giới thần bi thành thù hận với vạn nhất thiên, đồng thời vô sỉ quy tội lên đầu của vạn nhất thiên, vậy mà thuận lý thành trương, không hề cảm thấy xấu hổ. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng sững sờ một chút, lần đầu cảm giác tại tỷ thí chỉ số thông minh thời điểm lạc hạ phong. Cái gì, chính là vạn nhất thiên khởi xướng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Sơn rút ra chân nguyên 18 cường giả võ đế là chuyện tiếng xấu rõ ràng, thiên hạ đều biết, nhưng mà người ta giận không nói cái gì. Bây giờ nghe nói như thế thì thần thái khó tin nổi. Nếu thật sự là vạn nhất thiên dở trò quỷ, vậy thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, rời đá nện chân mình. Ta xem không tới mức, hãm hại đối thủ, làm cho đối phương một lần hành động tiến vào siêu phàm nhập thánh, vạn nhất thiên mặc dù có chút cổ hủ ngu xuẩn, nhưng mà không có ngu xuẩn tới như vậy đâu. Nếu không thương minh làm sao tồn tại những năm qua? Hừ, ta xem việc này đáng tin cậy. Cho nên thương minh một năm không bằng một năm, thành Tống Nguyệt Dương hóa phế tích cũng vì thế. Quyền lợi luân chuyển thì quy tắc mới sẽ thay cái cũ. Vạn nhất thiên sắc mặt vốn tái nhợt đỏ bừng, lại không biết cãi thế nào mới tốt, dù sao tấm đan phương giả là do hắn cố ý để Đinh Sơn đạt được. Nhưng Đinh Sơn giúp chân nguyên của 18 người hoàn toàn không có quan hệ tới hắn, chỉ ấp úng tức giận. Ngươi, nói bậy, vô sỉ, nói dối. Đinh Sơn hừ lạnh nói. Ta có nói bậy hay không đều có công luận, hiện tại ta sẽ báo thù cho những người kia và con của ta. Hắn tiến lên, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai vượt qua Lý Vân Tiêu, hai tay khép lại, bấm niệm pháp quyết điểm vào mi tâm của Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên giờ phút này hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể đỡ nổi một kích của hắn. Chỉ cần giải quyết dứt khoát, giết Vạn Nhất Thiên, như vậy tất cả đều đã định. Không chỉ thương minh không bị ngăn cản, hơn nữa chính mình cũng có thể mang tất cả tiếng xấu dồn lên đầu của hắn, dù sao lịch sử đều do người thắng nói. Hắn nhanh, Lý Vân Tiêu nhanh hơn. Ánh mắt ngưng tụ, không gian chỗ Vạn Nhất Thiên thay đổi liên tục, hóa thành một đạo hư ảnh ngăn cản ngón tay Đinh Sơn. Vạn Nhất Thiên trực tiếp bị động lực của Lý Vân Tiêu truyền tống hơn trăm trượng. Ngươi định đối nghịch với ta sao? Sắc mặt Đinh Sơn trầm xuống, dường như không biết nên làm cái gì. Sắc mặt của Thương Ngô Khung ở xa xa đầy ngưng trọng, trong mắt mang theo hào quang phức tạp, nếu là những người khác ra tay còn dễ xử lý, mấu chốt là Lý Vân Tiêu này, nếu không có 10 phần nắm chắc có thể một kích tất sát, hắn sẽ bạo lộ tất cả suy nghĩ trong nội tâm. Mà Đinh Sơn khẳng định không có khả năng đưa Lý Vân Tiêu vào chỗ chết. Ha ha, Thương Ngô Khung đại nhân cảm thấy rất khó làm hay sao? Ngay thời điểm nội tâm của hắn rất xoắn xuýt, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, làm cho thân thể hắn run lên, run rẩy nói. Là ngươi cũng tới. Giọng nói ân một tiếng, nói. Nếu như đại nhân thật sự giết Cổ Phi Dương, giờ phút này không phải thời cơ động thủ đâu. À! Hẳn là ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thương Ngô Khung sau khi kinh nghi bất định, liền khôi phục thần sắc bình thường, nhìn qua giọng nói đó hỏi. Giọng nói đó hừ nhẹ một tiếng, nói. Cổ Phi Dương chưa chết, đây là chuyện khiến người ta chấn động. Mà những nghe đồn có quan hệ tới hắn bổn tọa đứng ngồi không yên. Đại nhân kiêng kỵ là tồn tại trong biết chân long đại pháp trong thánh khí nha. Thương Ngô Khung nói. Đúng vậy, thánh khí kia lai lịch thật lớn. Mặc dù là ta cũng không cách nào tra toàn bộ tin tức. Mà bên trong có bao nhiêu cường giả thì không ai nói rõ ràng, chỉ biết bên trong có cường giả biết chân long pháp thân. Giọng nói kia nói. Tức là như thế, hiện tại càng không thể động thủ. Thứ nhất nơi đây quá loạn, cũng có không ít nhân vật ẩn nấp trong bóng tối, có trời mới biết bọn họ nghĩ như thế nào. Và lại chúng ta liên thủ hiện thân, tất nhiên sẽ lọt vào miệng lưỡi người khác, cho dù giết Cổ Phi Dương cũng không vẻ vang. Nếu không giết được còn biến thành trò cười về sau. Thương Ngô Khung nói.
những chuyện này chính là lo lắng của ta đấy. Giọng nói kia nói. Đã như vậy, người bảo Đinh Sơn dừng tay đi. Giết Cổ Phi Dương cơ hội quá nhiều, bởi vì người muốn giết hắn cũng không ít. Thương Ngô Khung gật gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, sững sờ nói. Đinh Sơn có dừng tay hay không ta không quản được, hắn không phải thủ hạ của ta. Thôi đi, tới bây giờ còn giả vờ làm cái gì? Xem bổn tọa là kẻ đần hay sao? Giọng nói kia cười lạnh nói. Nếu không có đại nhân ủng hộ, Đinh Sơn có thể đi đến bước này sao? Vừa rồi bỏ mặc Lăng Bạch Y rời đi, chắc có lẽ mấy vị chấp chính tư đã thương lượng cả rồi. Sắc mặt Thương Ngô Khung biến hóa, ngưng trọng nói. Ngươi nói bậy cái gì? Lăng Bạch Y chính là thánh vực phong hào võ đế, thánh vực tự nhiên sẽ không đối phó với hắn rồi. Ha ha! Giọng nói kia cười ha hả, nói. Đại nhân thật sự là sống ở thánh vực đủ lâu, thật sự xem kẻ khác trong thiên hạ là đồ đần cả rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ cần có Lăng Bạch Y TPPFM tại, Thương Minh sẽ cảm giác được có thanh kiếm đang treo trên đầu, không thể không phụ thuộc vào thánh vực. Nếu như Lăng Bạch Y chết, Thương Minh không còn đại dịch, thánh vực muốn khống chế Thương Minh quá khó. Thương Ngô Khung lạnh lùng nói. Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, há có thể đúng sự thật. Người nọ cười lạnh nói. Có thật hay không thì trong lòng đại nhân rõ ràng, đồng thời cũng là chuyện của chúng ta, đại nhân không cần lo lắng. Ta nói đến thế thôi, về đối phó Cổ Phi Dương thế nào, sau này lại liên hệ với nhau. Nói xong, không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác. Thương Ngô Khung nhìn theo phương hướng kia, hắn phát hiện người nói chuyện với mình chỉ là một tên nhị tinh võ đế mà thôi, hơn nữa khuôn mặt ngây ngốc. Lý Vân Tiêu trực tiếp truyền tống Vạn Nhất Thiên ra xa xa, tiến vào trong vòng bảo hộ của rất nhiều cao thủ Vạn Bảo Lâu, rồi mới lên tiếng. Là địch với ngươi chỉ là chuyện sớm muộn, bản thiếu gia đã sớm biết rõ sẽ có ngày như thế này, tùy ý không bằng xung đột hiện tại đi. Nội tâm Đinh Sơn đầy lửa giận, Lý Vân Tiêu là hắn trơ mắt nhìn lớn lên, giờ phút này nội tâm hối hận lúc trước biết rõ thân phận của hắn mà không diệt trừ đi, hiện tại nuôi hổ gây họa. Đột nhiên hắn nhướng mày. Liền nghe Thương Ngô Khung truyền âm, bảo hắn dừng tay, lúc này nhíu mày càng sâu. Tuy hắn biểu hiện quy phục Thương Ngô Khung, vốn lấy tính cách của hắn làm gì có chuyện khuất phục người khác, nhưng bỏ qua cơ hội chỉnh hợp Thương Minh, sợ rằng sau này sẽ khó có cơ hội thứ hai. Trong lúc nhất thời càng thêm do dự. Đột nhiên đồng tử Thương Ngô Khung co lại, dường như cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đinh Sơn, trong mắt có hàn ý lóe lên. Đinh Sơn trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi muốn thay Vạn Nhất Thiên can thiệp vào, mà ta và ngươi có sâu xa, ngươi thậm chí sẽ trở thành con rể của ta, ta cũng không thể không cố kỵ tình cảm. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba trưởng của ta, chuyện Vạn Nhất Thiên ta sẽ bỏ qua, ta đồng ý cho hắn dẫn Vạn Bảo Lâu rời khỏi Thương Minh, từ nay về sau không ở chung. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn trầm tư, ở trước mặt người trong thiên hạ. Hắn cũng tin tưởng Đinh Sơn cho dù không biết hổ thẹn lại xảo trá, cũng không có khả năng nói không giữ lời. Thương Ngô Khung trên mặt vui vẻ, âm thầm tán thưởng Đinh Sơn cơ trí. Ba chiêu này mặc dù không thể đánh chết Lý Vân Tiêu, cũng ít nhiều cũng có thể tìm tòi hư thật, thậm chí đánh hắn trọng thương, như vậy kế tiếp chặn giết Lý Vân Tiêu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Vân Tiêu nói, có thể, nếu ta có thể tiếp được ba chiêu của ngươi, không chỉ có Vạn Bảo Lâu rời khỏi Thương Minh. Thiên Nhất Các cũng sẽ rời khỏi. Tô Liên Y ở xa xa toàn thân run lên, lộ ra thần sắc vui vẻ. Đinh Sơn cau mày nói. À, Thiên Nhất Các lúc nào do ngươi làm chủ? Tô Liên Y vội vàng cao giọng nói. Vân Tiêu đại nhân nói tất cả, đều có thể đại biểu Thiên Nhất Các. Hừ, Đinh Sơn không vui, nhưng nếu đã buông tha Vạn Bảo Lâu, lại vứt bỏ Thiên Nhất Các cũng không phải không thể tiếp nhận, nhân tiện nói. Tốt. Ta sẽ theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để ba chiêu này lấy mạng của ngươi đấy. Một lực lượng mênh mông tản ra, Đinh Sơn giơ tay lên ôm một cái bóng. Cực quang nổi lên khắp bốn phương, hào quang bảy màu hội tụ lại vô cùng xa hoa. Toàn thân Lý Vân Tiêu đề phòng, hắn lui ra sau mấy bước. Hai tay bấm niệm pháp quyết hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, trên làn da có kim quang xuất hiện như mặt trời phổ chiếu. Hắn vừa sử dụng đạo pháp này, lập tức dẫn tới bốn phía khiếp sợ, nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Không chỉ có nói kim thân chói mắt, cực giống thể thuật của Ngạo Trường Không,
mà ba đầu sáu tay này nghe cũng chưa nghe nói qua. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực, hét to một tiếng. Mi tâm của hắn ký thái cổ thiên mục mở ra, vô số hắc sắc ma khí tuôn ra, toàn thân của hắn chấn động, da thịt có hào quang màu vàng nổi lên, có hàng ngàn lạc ấn ma văn nổi lên. Bốn cánh tay phân biệt lấy búa, kiếm, lãnh kiếm băng xương và thiên thu ngự đao. Đối mặt siêu phàm nhập thánh ra tay, hắn không dám có chút chủ quan và giấu dốt, hắn hiển lộ trạng thái đỉnh phong của mình ra. Lý Vân Tiêu có công pháp và huyền khí trong tay đều là tuyệt thế chân phẩm thế gian hiếm có, nhưng mà tạp mà không tinh, tham thì thâm, rất nhiều công pháp và huyền khí chỉ phát huy ra uy lực lẻ tẻ. Sắc mặt Đinh Sơn ngưng trọng lên, quang cầu trong tay xoay tròn cực nhanh, không ngừng ngưng tụ lực bốn phương, lại áp xúc nó hào quang đủ màu sắc lại, dần dần biến thành màu trắng thuần túy. Lý Vân Tiêu cảm thấy thân ảnh trước mắt lóe lên, Đinh Sơn biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại màu trắng khủng bố ở trước người của mình. Đinh Sơn hiện tại ra tay, lạnh thấu xương tủy và khí nóng rực từ trong quang cầu lóe lên. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, một chiêu này uy lực hơn xa dự đoán của hắn. Mặc dù lúc trước đối kháng Lăng Bạch Y, hắn cũng chưa thấy lực lượng cường đại như vậy. Vạn Nhất Thiên sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Lý Vân Tiêu cắn răng mắng. Đáng chết! Sau lưng có bàn tay giơ chùy lên, một đạo lôi giới mở ra, lôi đỉnh khắp thiên địa nện xuống. Đồng thời hai tay trước mặt bấm niệm pháp quyết, kết xuất thiên địa ấn, kim quang khôn cùng lóe lên, hào quang không ngừng lập lòe. Ầm ầm! Lôi giới nhanh hóng nứt vỡ, sau đó thiên địa ấn ký cũng tan thành mây khói, thân thể Lý Vân Tiêu bị hào quang đánh trúng, bỗng chốc bị lực lượng khủng bố thôn phệ. Hào quang sáng ngời chiếu thẳng lên trên mặt của hắn, binh giải thành vô số cực quang, giống như ngàn vạn đao nhận chém thẳng xuống, bất diệt kim thân xuất hiện vô số khe hở, càng có một ít cực quang phá tan phòng ngự của hắn, bắn thẳng vào trong cơ thể, cắt qua tứ chi bách hài, thống khổ không chịu nổi. Còn em ngươi, thời điểm đánh Lăng Bạch Y sau không thấy ngươi dùng lực lượng như vậy? Lý Vân Tiêu đau nhức kêu to, ngoài thân thể ra chóc thịt bong, không ngừng đổ máu. Sau lưng có một tay giơ lên, quát. Kiếm khởi. Lúc này trong hộp kiếm có hào quang sáng ngời hiện ra, mơ hồ có tia sáng trắng xuyên thấu ra ngoài, một đám kiếm khí bay ra ngoài như mưa to gió lớn. Trên thân thể Lý Vân Tiêu đau đớn giảm nhẹ một chút, nhưng mà cơ bắp vẫn bị chém mất rất nhiều, một ít nơi có thể nhìn thấy xương trắng. Đúng vậy, tiếp chiêu thứ hai của ta. Đinh Sơn lạnh như băng nói ra một câu. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, tức giận. Ngươi còn muốn mặt không? Ba chiêu liên tục. Đinh Sơn cười lạnh nói. Ngươi quản ta ba chiêu cái gì? Nếu tiếp không được thì chết đi. Một cơn gió lạnh không ngừng xuất hiện, lập tức quấn lấy bạch quang phía trước, lập tức uy lực gia tăng gấp bội. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt không thôi, gió mạnh này hết sức quen thuộc, chính là vực ngoại tinh hung thái cổ cương phong. Là thứ độc nhất vô nhị của con cá sấu ngu xuẩn kia. Hắn không biết là, trong tay Đinh Sơn khống chế thái cổ cương phong chính là nửa đoạn thân hình của con cá sấu. Ban đầu ở thành Tống Nguyệt Dương, đế quân đánh một trận với hắn, cái con cá sâu bị hắn nuốt mất một nửa, sau đó ở Mai Cốt Chi Địa Hóa Long Trì, bị Lý Vân Tiêu đạt được một nửa còn lại. Chiêu thứ hai, cực quang biến. Ánh sáng và gió dung hợp với nhau, hóa thành quang ảnh phong bạo không chê vào đâu được. Lỗ chân lông toàn thân Lý Vân Tiêu dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm cực lớn hiện ra trong lòng, bất chấp da thịt đau đớn. Một tay lăng không điểm một cái, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bảy trận, nó giống như ngân hà vượt qua tinh không, bên trong có ngàn vạn bóng kiếm chìm nổi. Sau đó 6 cánh tay nắm chặt, chúng không ngừng sinh ra kim quang và bay lên cao. Hai tay bấm nệm pháp quyết, ma thiên khải lóe lên, mặc lên người, ma lực nhộn nhạo bắn ra ngoài. Những bóng vàng không ngừng ngưng tụ trước người giống như vũ trụ mênh mông đang bị ôm vào ngực. Tinh tuyền bảo. Lý Vân Tiêu điểm một chỉ vào vũ trụ đó, giơ lên cao cao. Vòng xoáy màu vàng tỏa ra khí tức cuồng bạo, bắn thẳng vào trong kim quang, pháp quyết của hắn biến ảo nhanh chóng. Trực tiếp xuyên thấu qua tất cả, bắn thẳng vào trong vòng xoáy phong bạo. Ầm ầm. Phong bạo sinh ra tiếng nổ mạnh mẽ, bầu trời không ngừng sụp đổ. Lực lượng khủng bố sụp đổ tầng tầng. Đặc biệt là cực quang kia binh giải, hóa thành hào quang bảy màu, không ngừng phá không mà đi, ở xa xa có tiếng võ giả không ngừng kêu thảm thiết, chính là dư âm ảnh hưởng tạo thành. Đinh Sơn quả nhiên cáo già, trước kia đại chiến với Lăng Bạch Y một trận,
sinh tử trước mặt vẫn ẩn nhẫn không phát, biểu hiện thường thường, giờ phút này đại phóng dị sắc, thực lực tăng lên gấp đôi. Một đạo cực quang bắn xuyên qua không trung, bắn về phía chữ Khả Vân, bị nàng bóp nát trong tay. Lập tức gương mặt âm trầm, nói ra, cực kỳ bất mãn. Ha ha! Chữ Khả Vi khẽ cười nói. Người này là thế hệ gian hùng, thập phần nguy hiểm, cũng may người phía sau hắn đã hiện ra, nguy hiểm giảm nhiều. Chữ Khả Vân lo lắng nói. Lý Vân Tiêu có thể kháng trụ ba chiêu của hắn không? Chiêu thứ hai đã lăng lệ như vậy, nếu lại thêm một chiêu. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Chữ Khả Vi cau mày nói. Nếu nói là Đinh Sơn nguy hiểm, như vậy Lý Vân Tiêu là người còn nguy hiểm hơn Đinh Sơn rất nhiều. Ta cũng không biết hắn có thể ngăn cản chiêu thứ ba hay không, nhưng ta biết rõ hắn không có bổn sự này sẽ không tùy tiện đáp ứng đâu. Chữ Khả Vân nói. Chỉ mong như thế. Cực quang phong bạo trong chiến đấu bắn ra các nơi, ngàn vạn tia sáng bắn ra không trung, tinh tuyền bạo cũng sụp đổ nhanh chóng. Tay phải Lý Vân Tiêu cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết niết thân kiếm, không ngừng có kiếm ý lạnh như băng sinh ra, từng đạo uy áp cực lớn không ngừng hiện ra. Kiếm giới. Tay trái bấm niệm pháp quyết. Oanh. Vô số bóng kiếm hiện ra, áp xúc sau đó nổ tung. Ầm ầm. Cực quang phong bạo cuối cùng đánh lên người của Lý Vân Tiêu, phù văn trên Ma Thiên Khải không ngừng nứt vỡ, không ngừng tan rã. A. Tiếng hét thảm thiết vang lên trong phong bạo, ý chí kiên định và linh hồn quật cường cũng thể hiện ra. Cực quang không ngừng chém vỡ da thịt của hắn, thái cổ cương phong hóa da thịt đi, miệng vết thương trở nên khô héo. Không có máu huyết chảy ra, dưỡng khí trong cơ thể không ngừng bị phong hóa, cơ bắp héo rút. Muốn giết ta, đừng nằm mơ. Một tiếng gầm kinh thiên truyền ra, sau đó liền trông thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu không ngừng sụp đổ, hóa thành lôi điện sáng ngời. Sau đó kiếm khí phong bạo bị chém ra thành lỗ hỏng, một đầu lôi long màu tím xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời giống to. Võ giả toàn thành run lên, tiếng long ngâm từ xa tới gần, vang vọng chung quanh trái tim mọi người. Không ngừng tiêu tán. Bên ngoài cực quang phong bạo, Tử Long lăng không bay lên, duỗi năm chảo của nó chụp vào phong bạo, lôi đình vô cùng ngưng tụ vào lòng bàn tay của hắn. Phanh, phanh, phanh. Trong gió lốc tràn ngập lôi điện, dần dần hóa thành hào quang màu xanh nhạt. Quang cùng phong hai chủng nguyên tố tại đây khắp thiên lôi long thôn phệ hạ không ngừng biến yếu. Đinh Sơn nhướng mày, năm ngón tay phải nắm chặt, trên ngón ta gân xanh nổi lên. Trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa, dường như do dự. Phanh! Phong bạo dần dần yếu đi, Tử Long vỡ vụn, hóa thành lôi quang phiêu đáng, hào quang ngưng tụ trước người, hóa ra thân hình của Lý Vân Tiêu. Trên da thịt có dấu vết trắng nõn, lại không có miệng vết thương nào. Chỉ có sắc mặt vô cùng tái nhợt, cánh tay và mạch máu trên tay đều nhìn thấy rõ ràng. Phốc! Nguyên bản không có chút máu nào, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì thần sắc cũng đỏ rực. Đinh Sơn trầm giọng nói, có thể ngăn hai chiêu của ta, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn làm cho ta kinh ngạc không dứt. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, chuyện giật mình còn nhiều, người không phải muốn ba chiêu liên hoàn chứ? Một chiêu cuối cùng vì sao không dùng? Đinh Sơn nói, một chiêu cuối cùng ngươi khẳng định không tiếp được, ta không muốn giết ngươi. Dù sao ta và ngươi không có thù hận chính thức gì, ngược lại còn có sâu xa với Linh Nhi. Lý Vân Tiêu nói, ngươi bắt đầu buồn cười rồi đấy. Đinh Sơn cau mày nói, vì sao ngươi quật cường như vậy? Trạng thái của ngươi bây giờ ngươi biết rõ ràng, đừng nói chiêu thứ ba, cho dù là một chiêu cửu cực quang ngươi cũng không ngăn cản nổi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vì cái gì người vô tri đều tự cho rằng có thể nắm giữ tư duy của người khác thế? Thế giới này có rất nhiều thứ không phải chỉ số thông minh của ngươi có thể hiểu được. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng có bóng đen cực lớn hiện ra, lăng không hóa ra chân ma pháp tướng. Ba đạo gương mặt dữ tợn, hình thái cũng khác nhau. Sáu tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên miệng cười tà quan sát thiên địa. Chi, đây là cái gì? Võ giả toàn thành ăn cả kinh, vội vàng tránh lui. Ma, ma công, là bất thế ma công. Có người nhận ra, kinh hô lên. Lý Dật ngẩng đầu nhìn qua. Sắc mặt giật mình và khó tin. Cảm xúc tuyệt vọng không ngừng lan tràn trong nội tâm, không ngừng lui ra sau, mỗi khi lòng tin của hắn tăng vọt, lúc vô cùng tự tin thì bị Lý Vân Tiêu giẫm nát dưới chân, tùy ý chà đạp.
không có lần nào không phải thất vọng, cho đến gần như tuyệt vọng. Cho dù mình tiến bộ nhanh như thế nào, biến thái như thế nào, tất cả vĩnh viễn không đuổi kịp thân ảnh kia, không chỉ có như thế, chênh lệch không ngừng mở rộng, mở rộng. Mở rộng đến mức hắn nản lòng thoái chí, thậm chí vạn niệm đều diệt. Một cảm giác đau đớn truyền tới, 10 ngón tay của hắn bấm vào trong da thịt, lúc này mới có thể thoáng thoải mái một chút, cảm giác bực bội đè nặng trong ngực, làm cho hắn hít thở không thông. Ninh Sơn, một chiêu cuối cùng, đến đây đi. Lý Vân Tiêu thở sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bản thể của hắn không biến hóa chút nào cả, chỉ không ngừng có ma khí trong người tuôn ra ngoài, chân ma pháp tướng càng ngày càng mạnh. Chung quanh pháp tướng có tinh vân sáng ngời, mơ hồ có ma binh thoáng hiện, tản ra uy lực kinh người. Ninh Sơn nhìn chằm chằm vào pháp tướng ba đầu sáu tay kia, nói. Không cần chiêu thứ ba, người vượt qua kiểm tra. Cái gì, Ninh Sơn lại buông tha. Tất cả mọi người kinh hãi, cho rằng là mình nghe lầm. Thương Ngô Khung đồng tử co rút lại, ánh mắt sáng ngời như đang suy nghĩ cái gì đó. Chữ Khả Vân cũng cả kinh nói. Cái này, Ninh Sơn vì sao buông tha chiêu thứ ba? Chiêu chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu nhìn như khí thế ngập trời, nhưng mặc dù là ta cũng phát hiện ra hắn miệng cọp gan thỏ, hắn không có khả năng không nhìn ra, Lý Vân Tiêu có thể tiếp được chiêu thứ ba, khả năng quá thấp. Chữ Khả Vi nói. Có lẽ chính vì hắn cân nhắc Lý Vân Tiêu không tiếp được cho nên buông tha đấy. Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phụ thân nói làm ta hồ đồ. Chữ Khả Vân nhíu mày, khó hiểu hỏi một câu. Chữ Khả Vi thở dài. Ninh Sơn không hổ là gian hùng, tâm cơ sâu khó mà phỏng đoán được. Thương Ngô Khung muốn khống chế hắn, sợ là chơi với lửa. Ninh Sơn không muốn giết Lý Vân Tiêu, một là không muốn gây đại phiền toái. Dù sao Sa Vư Mạnh còn trên cả hắn, giết Lý Vân Tiêu sợ rằng chọc ra cường địch khó lường. Hai là muốn mượn Lý Vân Tiêu áp chế ngược Thương Ngô Khung. Mượn Lý Vân Tiêu áp chế Thương Ngô Khung. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Có ý gì? Chữ Khả Vi nói. Ước hẹn ba chiêu hơn phân nửa là ý của Thương Ngô Khung, muốn mượn tay Đinh Sơn đánh chết Lý Vân Tiêu. Nhưng mà Đinh Sơn cũng không ngốc, tuy cũng muốn Lý Vân Tiêu chết, lại không định để Lý Vân Tiêu chết trong tay mình. Cho nên đánh thành trọng thương đã đạt mục đích, chỉ cần Lý Vân Tiêu vừa rời khỏi nơi này, hơn phân nửa sẽ bị Thương Ngô Khung gạt bỏ, phiền toái như vậy nên dẫn lên người Thương Ngô Khung. Chữ Khả Vân ngạc nhiên nói. Phức tạp như vậy, tâm tư Đinh Sơn thật sự kín đáo như vậy sao? Có phải phụ thân nghĩ quá nhiều không? Ha ha, nghĩ nhiều. Chữ Khả Vi cười nhạo nói. Ta sợ mình còn tính sót đấy. Còn một điều... Thực lực Đinh Sơn không những không như biểu hiện ra ngoài, không xuất ra chiêu thứ ba chính là ẩn giấu thực lực. Trước ước hẹn ba chiêu, hắn hơn phân nửa cũng đã nghĩ kỹ kết quả này rồi. Chữ Khả Vân kinh ngạc nói. Nếu thật sự là như thế, người này quá đáng sợ rồi. Chữ Khả Vi nhíu mày, trầm tư nói. Đáng sợ nha, đó là suy nghĩ của Đinh Sơn thôi. Còn Lý Vân Tiêu nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể kháng trụ chiêu thứ ba của Đinh Sơn hay sao? Khục khục. Trong vòng chiến Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi không xuất chiêu thứ ba. Ninh Sơn gật đầu nói. Uy thế ma linh khôn cùng, cũng không phải ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Ra đệ tam chiêu hơn phân nửa không thể giết ngươi, ta không tự rước lấy nhục. À, đây là người nói thật tình của ngươi sao? Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm hỏi. Ninh Sơn mặt không đổi sắc, nói. Đương nhiên. Hắn quay người liền rời khỏi, không có ra tay với Lý Vân Tiêu. Bước đi mấy bước sau đó cao giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Bảo Lâu và Thiên Nhất Các bị trục xuất ra khỏi Thương Minh. Một lần hành động hời hợt nhưng ảnh hưởng bố cục của thiên hạ trong mấy chục năm, tác động tâm tư vô số người. Thương Ngô Khung nói. Vất vả. Bước chân của Đinh Sơn dừng lại bên người của hắn, nói. Có lẽ, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng mà ta cũng làm hắn bị trọng thương, sợ rằng một năm nửa năm khó mà khôi phục được. Thương Ngô Khung gật đầu nói. Cố tình, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Ninh Sơn nói. Làm phiền. Hai người nói chuyện ngắn gọn, hơn nữa đều là truyền âm nhập mật, ngoại nhân hoàn toàn không nhìn ra mánh khóe gì cả. Ninh Sơn tiếp tục đi lên phía trước, ánh mắt tất cả mọi người đặt lên người của hắn, hắn bây giờ là người được lợi lớn nhất, sắp trở thành bá chủ mới. Nếu xuất ra chiêu thứ ba,
người thật không thể giết hắn sao? Đột nhiên Thương Ngô Khung truyền âm lần nữa. Ninh Sơn hơi dừng bước một chút, hắn tươi cười, nói. Ai biết được? Thương Ngô Khung nói. Ta hiểu rồi. Trời cao yên tĩnh, thân ảnh hai người giao thoa với nhau. Lý Vân Tiêu thu hồi chân ma pháp tướng, thu liễm khí tức toàn thân, sắc mặt tái nhợt mang theo nụ cười vui vẻ. Mọi người thấy trận chiến mạo hiểm đã chấm dứt, lúc này thất vọng tới cực điểm, đều phàn nàn không thôi. Ánh mắt Đinh Sơn nhìn quần hùng chung quanh, nói. Mới có một chút như vậy, nguyên khí đại thương, lúc này cần phải chỉnh đốn lại. Chư vị bạn bè từ xa vạn dặm tới tương trợ, Đinh Mỗ vô cùng cảm tạ, bây giờ là lúc tiễn khách. Chung quanh thành thì có 4 truyền tống đại trận, đã hủy 2 cái, còn 2 cái nằm trong thành và ngoài hoang mạc. Ninh Sơn hạ lệnh phong thành 10 ngày tiến hành chỉnh đốn, bảo những người không phải thành viên trong thành truyền tống rời đi. Lý Vân Tiêu, ta đã trục xuất vạn bảo lâu cùng thiên nhất các ra khỏi Thương Minh. Trong vòng 10 ngày nếu không rút lui, Thương Minh sẽ tiếp nhận. Dùng cơ nghiệp của vạn bảo lâu cùng thiên nhất các, muốn trong vòng 10 ngày rút đi toàn bộ là không có khả năng. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y đều khó coi. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, 10 ngày đủ chúng ta mang những vật trọng yếu đi rồi, về phần khế đất các loại tài sản cố định, đều quy ra tiền bán cho Tinh Nguyệt Trai và tiền bang hội, một khối nguyên thạch cũng không cho các hạ đâu. Hừ, vậy là tốt rồi. Sắc mặt Đinh Sơn run rẩy một hồi, phát hiện mình tự đòi mất mặt, không vui quay người liền đi. Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên Huynh. Trận chiến hôm nay trong bất hạnh có may mắn, đi về bàn bạc kỹ hơn đi. Giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Vạn Nhất Thiên gật gật đầu, cảm khái nghìn vạn, nói. Lần này nhờ có Phi Dương ngươi giúp đỡ. Lý Vân Tiêu nói. Lời khách khí không cần nói nhiều, tất cả do ta phải làm. Giờ phút này những võ giả do Vạn Bảo Lâu mời tới đều cáo từ, sắc mặt xấu hổ. Vạn Nhất Thiên thở dài. Cảm tạ chư vị hôm nay trượng nghĩa, Nhất Thiên vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Có lẽ, mọi người khó coi nói vài câu, liền lăng không bay đi. Bọn họ kết bạn mà đi, cũng không có đi tới điểm truyền tống, mà là bay thẳng tới bên ngoài thành, lợi dụng chiến hạm rời khỏi. Tuy chậm trễ chút thời gian nhưng an tâm hơn nhiều. Vạn Nhất Thiên vào lúc này trong có Đinh Sơn, ngoài có Lăng Bạch Y, tất cả là cường địch khó ai bì nổi, tăng thêm bản thân hắn bị thương quá nặng. Thời điểm này kết giao nhiều là không khôn ngoan. Vạn Nhất Thiên cũng hiểu đạo lý kia, cũng không có cường lưu người ta. Ha ha, Nhất Thiên đại nhân hảo hảo dưỡng thương, ta cũng đi trước một bước. Lý Giật lười biếng tiến lên, ánh mắt hơi nháy một cái, nói. Ninh Sơn đại nhân trở thành người đứng đầu Thương Minh mới, ta còn phải đại biểu thành Hồng Nguyệt vội vàng đi chúc mừng hắn đấy, cáo từ. Hắn chắp chắp tay, cười khẩy nói. Ngày khác lưu lạc đi ngang qua thành Hồng Nguyệt, nhớ rõ tiến vào uống chén trà, ha 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 ha. Vạn Nhất Thiên tức giận thân thể run rẩy, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhân sinh vô thường, nói chung như thế. Lý Giật đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chỉ chừng vài cái, muốn ném vài câu ngoan thoại nhưng nói không nên lời, chỉ có thể hừ một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong nội tâm buồn cười, hắn cảm thấy hứng thú với thực lực của Lý Giật. Ban đầu ở bên ngoài thành Hồng Nguyệt, hắn thôn phệ bộ phận võ ý đạo quả của Đằng Quang, lại hấp thu lực lượng của Thương, dường như đạt được chỗ tốt thật lớn, hiện tại có cảm giác nhìn không thấu. Tiểu tử này cơ duyên cũng không nhỏ, hơn nữa có huyết mạch mẫu khí của vạn yêu, thu thập lực lượng yêu tộc thập phần thấu triệt, ta rất hiếu kỳ đời này hắn có thể đi tới một bước kia hay không. Vạn Nhất Thiên nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Phi Dương nhận ra người này, ai nha, ta đúng là quên. Ngươi và hắn đều từ Nam vực Thiên Thủy Quốc đi ra mà. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng thế, thân thể này do ta chuyển thế, ta có tu vị như vậy cũng không kỳ quái. Ngược lại tiểu tử này tuyệt đối thân thể phàm thai, hắn có thể lăn lộn thành phó thành chủ thành Hồng Nguyệt thì tạo hóa không nhỏ. Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm nói. Hừ, loạn thế nhiều yêu nghiệt, loại tôm tép nhỏ này nhảy nhép không bao lâu đâu. Có lẽ, Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Lòng người dễ thay đổi, Nhất Thiên huynh không cần cảm khái, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, từ từ làm việc. Cũng chỉ có thể như vậy. Vạn Nhất Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quay đầu nhìn qua xa xa náo nhiệt, đều vây quanh chúc mừng Đinh Sơn,
ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một người trong đó, quát lớn. Thương Ngô Khung, trả trụ quang bàn cho lão phu. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, đưa mắt nhìn qua. Sắc mặt Thương Ngô Khung biến hóa, trầm ngâm, nói. Trụ quang bàn sát khí quá nặng, mà Nhất Thiên đại nhân giờ phút này lại phập phồng không yên, không nên vận dụng huyền khí bực này. Ta mang nó về thánh vực, chờ Nhất Thiên đại nhân tâm bình khí hòa tới thánh vực tìm ta thu hồi. Lý do này ai cũng nghe ra được hắn đang chiếm đoạt nhưng thân là chấp chính tư lại không thể minh đoạt làm trò cười cho người ta. Ngươi, cường đạo A. Vạn Nhất Thiên tức giận chửi ầm lên, hiện tại ở trước mặt quần hùng thiên hạ còn không trả, ngày sau chính mình đi thánh vực tìm hắn, đó là có đi không về. Trụ quang bàn chính là huyền khó lường, một nửa khác tên là vũ quang bàn, cả hai hợp nhất mặc dù là thời đại thượng cổ cũng có uy danh hiển hách. Trọng bảo bực này, khó tránh Thương Ngô Khung động tâm, không quan tâm thể diện đoạt đi. Sắc mặt Thương Ngô Khung trầm xuống, lạnh giọng nói. Vạn Nhất Thiên, câm miệng, huyền khí mất đi dùng thực lực đoạt về, thiệt thòi ngươi cũng là hào kiệt một phương, ngươi không cần mặt mũi sao. Vạn Nhất Thiên lập tức im lặng, bị người ta đoạt huyền khí, xác thực không có lý do đòi lại. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán, không ít trào phúng, người đổ mọi người đẩy. Thương Ngô Khung hòa hoãn, nói. Nhất Thiên huynh A, ta sẽ không muốn huyền khí của ngươi, chờ thương thế của ngươi khôi phục như cũ, tâm bình khí hòa cứ đến thánh vực tìm ta đòi lại. Hắn nói xong liền xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới. Vạn Nhất Thiên chỉ cảm thấy nhiều ánh mắt mỉa mai đang nhìn qua, hai mặt nóng rát, cúi đầu xuống, khàn giọng quát, đám người các ngươi chờ đó cho ta, hôm nay mất đi, ngày khác ta sẽ cầm lại trăm ngàn lần. Lý Vân Tiêu nói, tình thế người ta mạnh hơn, Nhất Thiên huynh nên ít nói đi. Vạn Nhất Thiên thở dài một tiếng, nói, hoạn nạn gặp chân tình, cuối cùng vẫn là lão phu không nhìn lầm ngươi, Phi Dương. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới phế tích, cảm khái nói. Hiện tại địa bàn của Vạn Bảo Lâu cơ bản bị hủy trong chốc lát, ở thành Bắc ta có sân nhỏ, chúng ta tới đó đi. Tô Liên Y vội hỏi. Bởi vậy đi qua thành Bắc còn cần thời gian, mọi người nếu không bỏ cứ tới Thiên Nhất Các tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Vạn Nhất Thiên ngừng lại, nói. Cũng tốt, Thiên Nhất Các cùng Vạn Bảo Lâu đã chung một thuyền rồi. Mọi người cũng lười sử dụng huyền khí phi hành, trực tiếp hóa thành mấy đạo quang mang biến mất trên không trung. Ninh Sơn và mọi người ở xa xa sắc mặt khó coi, có chút đưa mắt nhìn qua, trong mắt cười lạnh. Chữ Khả Vân trong đám người nhẹ giọng thở dài. Không thể ngờ sẽ có kết cục như vậy, Vạn Nhất Thiên cho dù cả đời kiêu hùng, không ngờ rơi vào kết cục thê lương như vậy. Chữ Khả Vi nói. Tài ông mất ngựa làm sao biết họa phúc, Vạn Nhất Thiên còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng cũng phải xem thương thế của hắn khép lại tới mức nào. Chữ Khả Vân nói. Phụ thân cảm thấy Vạn Bảo Lâu có cơ hội Đông Sơn tái khởi hay sao? Chữ Khả Vi nói. Cơ hội 5 năm thôi, nhưng mà Vạn Bảo Lâu chán nản thì lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ giờ phút này cần nhất chính là minh hữu, mà chúng ta cần nhất chính là mưu hữu như thế. Chữ Khả Vân cả kinh, nói. Ý của phụ thân là kết minh với Vạn Bảo Lâu sao? Chữ Khả Vi gật đầu nói. Ân, dệt hoa trên gấm dễ dàng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Thời điểm này kết minh thì mới có nhân tâm, sẽ có tin tưởng. Chữ Khả Vân nói. Có thể được không bù mất hay không? Dù sao bên Tê Rồng Vạn Bảo Lâu có cường địch Đinh Sơn, ngoài có Lăng Bạch Y, hiện tại còn đắc tội cả thánh vực, chúng ta hiện tại tìm tới họ có tự rước lấy phiền toái vào trong người hay không? Chữ Khả Vi nói. Ngươi lo lắng không phải không có lý. Đinh Sơn cùng thánh vực khá tốt. Dù sao bọn họ làm việc cần cân nhắc đúng mực, cân nhắc nhiều mặt, phiền toái nhất là Lăng Bạch Y, nếu như chống lại trực diện, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Vạn Bảo Lâu mặc dù ngu xuẩn cũng sẽ không vào thời điểm này đi tìm Lăng Bạch Y, mà Lăng Bạch Y hôm nay tổn thương, không có một năm nửa năm thì không có khả năng khôi phục. Chữ Khả Vân lo lắng nói. Ta vẫn cảm thấy phụ thân nên thận trọng nhiều hơn. Chữ Khả Vi gật đầu nói. Ta sẽ lo lắng nhiều. Đối với chúng ta mà nói, cơ hội lật bàn không nhiều, phải chú ý cẩn thận. Tại thành Hồng Nguyệt ta đã chọn Lý Vân Tiêu, giờ phút này Lý Vân Tiêu chọn Vạn Nhất Thiên, ta tin tưởng hắn có đạo lý của mình. Hai người không nói nữa, bên ngoài áo đen có hào quang nhàn nhạt hiện ra, sau đó biến mất trong đám người. Đám người Lý Vân Tiêu có tốc độ cực nhanh,
một lát sau đã xuất hiện trong Thiên Nhất Các. Tô Liên Y lập tức an bài xong xuôi, an trí mọi người thỏa đáng, đồng thời hạ lệnh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Vạn Nhất Thiên lo lắng nói. Tài sản chủ yếu của thương hội đều phân bố ở các nơi của thiên võ giới, sợ rằng sẽ bị Đinh Sơn chèn ép chiếm đoạt. Trần Trung Hy thở dài. Đều thời điểm này, tiền tài đã là vật ngoài thân, huống chi những vật chân tàng chính thức đang nằm trong tay của ta. Vạn Nhất Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần những vật phẩm đỉnh giai không mất đi, chuyện khác dễ xử lý. Tuy Đinh Sơn thả chúng ta rời đi, nhưng tuyệt đối không dừng tay như vậy đâu, chính thức nguy hiểm có lẽ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người nhân thời gian 10 ngày này chữa thương đi, chuyện thu thập cứ để người dưới đi làm. Mọi người bắt đầu đi làm việc của mình. Ra khỏi đại sảnh, Tô Liên Y bước nhanh đuổi theo Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, đã nghĩ ra sau khi rời khỏi thành Tân Duyên, Thiên Nhất Các rời đến nơi nào? Lý Vân Tiêu nói. Cũng không nghĩ kỹ, nhưng mặc kệ ở nơi nào, cả thương hội khó mà thu hồi được lắm, cho nên phải chuẩn bị tâm lý tốt mới được. Tô Liên Y cười nói. Chuyện này ta sớm có chuẩn bị, sau này bất kể như thế nào. Thiên Nhất Các đã buộc chung một chỗ với ngươi, ta nghe theo phân phó là được. Lý Vân Tiêu cười nói. Các chủ Thiên Nhất Các vẫn là ngươi, không có gì tình huống đặc biệt thì ta sẽ không đi tìm ngươi. Trong thời gian ngắn ngươi có thể dừng lại ở trong giới thần bi, nhưng tuyệt không phải kế lâu dài. Tô Liên Y nói. Ta hiểu rồi. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu dường như có tâm sự. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Liên Y quả nhiên thận trọng. Cũng không phải là tâm sự, mà là ta muốn đi gặp một bằng hữu. Bằng hữu, hiện tại, Tô Liên Y nheo mắt, nói. Hiện tại thành Tân Duyên quá mức nguy hiểm, Vân Thiếu ngươi đang có tổn thương nặng trong người. Ta vừa chuẩn bị nơi tu luyện thật tốt cho ngươi đấy. Lý Vân Tiêu nói. Không sao, chờ ta về lại dùng. Hắn thoáng cái biến mất trong sân, một đạo hào quang lập lòe trên không trung, hắn bay ra ngoài thành. Giờ phút này nội thành quá mức lộn xộn, có vô số cao thủ, hắn cũng không dám quá mức đường hoàng, tận lực tránh đám người. Mấy canh giờ sau, trong khu vực hoang vu bên ngoài thành Tân Duyên, chân thân Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang hiện ra ở đây. Trong vùng đất này có tiếng hừ lạnh, nói. Người cuối cùng đã đến, cũng không sợ ta đợi lâu. Lãng phí thời gian của người khác không cảm thấy xấu hổ sao. Sau đó một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe hiện ra. Bên trong có một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, đó là La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu cẩn thận dò xét hắn, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, trên người La Thanh Vân có lực lượng dã tính bành trướng, nhìn hắn chẳng khác gì một con hung thú dữ dội. Đây cũng là thập giai thần huyết chi lực à. La Thanh Vân chính là cường giả duy nhất trong thiên hạ có thập giai huyết mạch, không ai biết hắn có thể đi được bao xa. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta vừa mới dàn xếp xong mới tới đây. Trong nội thành cường giả quá nhiều, ta đang trọng thương, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Hừ, trong thiên hạ còn có chuyện ngươi không dám làm sao? La Thanh Vân lạnh lùng nói. Nói đi, gọi ta đi ra có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Thành Hồng Nguyệt phái Lý Giật ra, không thể ngờ ngươi âm thầm đi tới đây, không sợ phá hư quy củ sao? La Thanh Vân nói. Phong Hào Võ Đế Lăng Bạch y chiến một trận ở đây. Ta đương nhiên muốn tới quan sát. Về phần rối loạn phá hư quy củ gì đó ta không quan tâm. Lý Vân Tiêu cười nói. Luận người thích hợp làm thành chủ thì Lý Giật xứng chức hơn ngươi nhiều. La Thanh Vân nhướng mày, nói. Chuyện trong thành ta đều giao cho hắn xử lý, ngươi gọi ta đi ra có chuyện gì, đừng chậm trễ thời gian của ta. Trên mặt hắn mơ hồ có chút không vui. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không muốn chiến với ta một trận sao? La Thanh Vân có chút ngạc nhiên nói. Hiện tại, hắn dò xét Lý Vân Tiêu, hơi thở mong manh, nếu không chữa thương thì sống sót đã là kỳ tích. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Hiện tại xác thực không phải thời điểm tốt nhất, nhưng ta cần thập giai long huyết của ngươi. Đồng tử La Thanh Vân đột nhiên co lại, bắn ra từng đạo hàn ý, quát. Cái gì? Long uy chấn động mạnh mẽ, Lý Vân Tiêu liền lùi lại mấy bước, trên mặt trắng bệch. Hắn vội hỏi, tự nhiên sẽ không để ngươi đổ máu không công, mà là ta đánh bạc với ngươi một hồ, chỉ cần ngươi thắng cứ thuận lợi rời khỏi, nếu ta thua, hắc hắc, ngươi hiểu. La Thanh Vân lạnh lùng nói, tại sao ta phải đánh bạc với ngươi?
Lý Vân Tiêu giơ tay lên, giới thần bi bay ra khỏi lòng bàn tay, nó tỏa hào quang trên hư không. Không phải ngươi vẫn muốn chiến thắng ta hay sao? Trong giới thần bi này ta là chủ thế giới, thông qua ý niệm thần thức có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình ra. Nói cho đúng, chiến một trận trong giới thần bi ta sẽ ở trạng thái toàn thịnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Một trận chiến này ngươi có dám? Hắn nhìn La Thanh Vân như lâm đại địch, bộ dáng do dự không quyết, biết rõ trong lòng đối phương đang giãy giụa, liền lặng lẽ cười rụt dây nói. Đây chính là thánh khí, ngươi không muốn chọn thời điểm ta toàn thịnh, lại đánh bại ta trong thánh khí chứ? Nếu mất đi cơ hội này, ta không cho ngươi cơ hội đi vào thánh khí đâu. Còn nữa, trước mặt quần hùng thiên hạ hôm nay ta đã bạo lộ thánh khí, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị giết nơi đầu đường, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đánh một trận với ta đâu. La Thanh Vân ngưng trọng nói. Không cần kích ta, xem ra ngươi rất có nắm chắc chân áp ta ở bên trong. Lý Vân Tiêu cười thầm. Mặc dù biết là âm mưu, ta nhìn ra được bộ dáng kích động của ngươi đấy. La Thanh Vân nghiêm mặt nói. Không sai, nếu có thể ở trong thánh khí đánh bại ngươi, như vậy sẽ tiêu trừ tâm ma lớn nhất đời ta, tin tưởng sẽ không gì so sánh nổi, tương lai vấn đỉnh đỉnh phong cũng không nói chơi. Lý Vân Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay, cười gian nói. Hắc hắc, cứ tới đi. Tốt, nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ thử đánh tan tự tin của ngươi. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, nội tâm của hắn sinh ra chiến ý ngập trời, đi vào trong giới thần bi. Tuy Lý Vân Tiêu vẻ mặt bất cần đời, bộ dáng tràn đầy khiêu khích, nhưng nội tâm lại tán thưởng không thôi, có võ đạo chi tâm kiên định như vậy, có chí như thế, quả nhiên trên đời hiếm thấy. Giới thần bi bắn ra lưu quang, nhanh chóng hút La Thanh Vân đi vào. Hắc hắc, tiến vào trong thế giới của bản thiếu gia, thần huyết xem như đến tay. Nhưng với tư cách ban thưởng, ta sẽ nguyện ý đánh một trận với ngươi. Lý Vân Tiêu cười cười, quay người đi vào trong đó. Dưới bầu trời xanh, vạn dặm không mây. Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân hai người đứng đối diện nhau. Trên mặt La Thanh Vân nghiêm túc và trang trọng, Lý Vân Tiêu vẫn tươi cười nhẹ nhàng, bộ dáng khí định thần nhàn. La Thanh Vân nhìn qua chung quanh, nói. Thế giới huyền khí quả nhiên thần kỳ, trên người của ngươi không còn vết thương, có phải giả dối hay không đấy?